Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 89. Diệp Thần là phần thiên tộc người dự thi, hắn thương thế khôi phục, tự nhiên đối với phần thiên cương cũng có chỗ tốt. Phần thiên cương gật đầu một cái, hết sức liền tốt, nói thật ngươi có thể như thế ung dung chiến thắng Trung Hàn Minh, ta đã thật bất ngờ, ta này tới, còn có một chuyện, chính là muốn nói cho ngươi vòng thứ nhất kết quả của cuộc so tài, cùng với vòng thứ hai tranh tài phương thức, để cho ngươi có chút chuẩn bị tâm tư. Một lát sau, phần thiên cương rời đi Diệp Thần gian phòng, đứng ở cửa, phần thiên cương đứng yên chốc lát, than thở một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Diệp tiểu tử, ngươi quả thật rất mạnh, nếu là không có cổ huyết gia hộ mà nói, ngươi thật có khả năng đoạt được vô địch, nhưng là, ở có cổ huyết gia hộ dưới tình huống, cho dù là ngươi, cũng không có thủ thắng có thể. Ai, Huyền Nguyệt Tông có thể phải sát vũ mà về. Diệp Thần ở trong phòng, nhìn một phần danh sách, ánh mắt hơi lóe lên, phía trên viết, là vòng thứ nhất trong tranh tài, 24 vị lên cấp người dự thi tên chữ. Huyền Nguyệt Tông tổng cộng tới 10 tên đệ tử chân truyền, trừ đi linh ảnh tộc, không có dự thi người nọ, tổng cộng là 9 người. Cái này 9 người bên trong, bao gồm mình, nhưng chỉ có 5 tên đệ tử lên cấp thành công. Theo thứ tự là hắn, Liễu Minh, Long Huyền, Chu Duyên, và một tên gọi Tống Thiên Ninh đệ tử chân truyền. Theo phần thiên cương theo như lời, một người kêu Trần Thiếu Vũ Huyền Nguyệt Tông đệ tử, cũng là thực lực cực kỳ cường hãn tồn tại, vốn là, hắn cũng hẳn lên cấp. Nhưng là, hắn vận khí chân thực quá kém, gặp thánh tộc Tôn Dương. Ba chiêu, Tôn Dương chỉ dùng 3 chiêu, liền đánh bại Trần Thiếu Vũ, hơn nữa, nhìn như cây bản không dùng toàn lực. Mà Tống Thiên Vũ, nhưng là bị trọng thương trận. Mà và cái này Trần Thiếu Vũ tình huống hoàn toàn ngược lại một người, chính là Chu Duyên. Chu Duyên thực lực cũng không coi là yếu, nhưng là tuyệt đối kém hơn Trần Thiếu Vũ, nhưng mà, hắn vận khí, hết lần này tới lần khác cực tốt. Gặp một người thực lực bình thường thiên tài, hai người một phen sau đại chiến, Chu Duyên hiểm thắng đối thủ. Ngoài ra, Long Huyền đại biểu vân tộc, mà vậy Tống Thiên Ninh, chính là đại biểu thánh tộc người dự thi. Cái này thánh tộc, vòng thứ nhất thi đấu, 5 tên người dự thi, lại toàn bộ thành công lên cấp, cũng là duy nhất 5 tên người dự thi toàn bộ lên cấp bộ tộc. Mà linh ảnh tộc, lên cấp 4 người, nếu không phải Diệp Thần tồn tại, linh ảnh tộc, chắc cũng là toàn bộ lên cấp. Để cho Diệp Thần trầm tư, chính là những người dự thi này thực lực. Hắn cảm giác mình, vẫn là đem tiến vào thiên chỉ số người muốn được quá buông lỏng, cái này so với thi đấu, muốn đối hắn muốn phải trả phải gian nan. Bởi vì, Huyền Nguyệt Tông lên cấp đệ tử chân truyền, quá ít. Không muốn cảm thấy 9 lên cấp 5 cái, coi như là nhiều. Lần này Huyền Nguyệt Tông phái tới 10 người, nhưng mà từ mấy chục ngàn Huyền Nguyệt Tông trong hàng đệ tử, chọn rút ra trước 10 tên đệ tử chân truyền. Mà có thể gia nhập Huyền Nguyệt Tông, bản thân chính là thiên tài. Chỉ như vậy, cũng mới lên cấp 5 người mà thôi. Diệp Thần khẽ hô một hơi, đem danh sách khép lại, lấy ra phần thiên cương cho hắn thuốc dán, sức ở trên cánh tay trái. Trên cánh tay trái tản mát ra từng cơn cảm giác mát mẻ. Nguyên bản bên trái cánh tay bên trong vận chuyển chậm chạp linh lực, ở nơi này cảm giác mát mẻ thấm vào hạ, lại mơ hồ sinh động. Diệp Thần sắc mặt vui mừng, cái này thuốc dán, quả nhiên có thể tăng nhanh hắn cánh tay trái thương thế khôi phục. Lúc này, thu liễm tâm thần, toàn lực luyện hóa dược lực. Hắn bây giờ, chỉ cần hết sức khôi phục thực lực liền tốt, bởi vì... Bỏ mặc cái này đấu võ đại hội có gian nan dường nào, hắn Diệp Thần, cũng nhất định sẽ khắc phục, cuối cùng, đoạt được hạng nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần ở phần thiên cương dưới sự hướng dẫn, đi tới đấu võ đại hội hội trường. Ông cụ to lớn đứng ở trên lôi đài, quát to các tộc người dự thi, ra sân rút thăm. 24 tên người dự thi, đi lên đã chữa trị khỏi đá xanh lôi đài rút thăm. Diệp Thần nhìn một cái trong tay mình ngọc bài trên viết một con số, 24, không khỏi được sắc mặt tối sầm. Vòng thứ hai tranh tài phương thức, có chút tương tự ngay từ đầu tuyển chọn thi đấu, đều là do các tộc người dự thi, tự do khiêu chiến một người, người thua, mất đi thi đấu tư cách. Bất quá còn có một chút chỗ bất đồng. Thứ nhất, có thể khiêu chiến bổn tộc người, thứ hai, khiêu chiến thứ tự, do rút thăm quyết định. 24 số. Trên căn bản là không có khiêu chiến người khác cơ hội,
chỉ có thể tiếp nhận khiêu chiến. Thấy mọi người rút thăm xong, ông cụ to lớn nói, rút được số một người dự thi, tiến lên. Chu Duyên, đi tới đá xanh trên lôi đài. Mọi người thấy vậy, không khỏi sững sốt một chút, tuần này kéo dài vận khí, còn thật không tệ, lại rút được số một. Ông cụ to lớn nói, ngươi, muốn khiêu chiến vị nào người dự thi? Chu Duyên sắc mặt, nhìn như có mấy phần do dự, trầm mặc chốc lát, rốt cuộc mặt đầy âm trầm nhìn về phía Diệp Thần nói, ta muốn khiêu chiến phần thiên tộc người dự thi, Diệp Thần. Lời vừa nói ra, hội trường ngay tức thì huyên náo, vòng thứ nhất trong tranh tài, Diệp Thần lộ ra thực lực, có thể nói là vô cùng là mắt sáng, nhìn lại Chu Duyên, mặc dù đánh được vậy coi là xuất sắc, nhưng lộ ra thực lực, so với Diệp Thần tới kém được xa. Hơn nữa, cái này hai người cùng là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, Chu Duyên tại sao phải khiêu chiến Diệp Thần đâu? Diệp Thần có chút cân nhắc nhìn Chu Duyên một mắt. Chu Duyên miễn cưỡng gạt bỏ một tia châm biếm, nhìn Diệp Thần khiêu khích nói, làm sao? Không dám lên đài để cho sư huynh chỉ giáo một chút ngươi sao? Có thể đừng giống như một thứ hèn nhát như nhau cho chúng ta Huyền Nguyệt Tông mất thể diện à? Diệp Thần một bên chậm rãi đi lên lôi đài, một bên mỉm cười nói, ngươi không có nghe Triệu Bình và ngươi nói qua sao? Cái gì? Chu Duyên có chút kỳ quái. Diệp Thần nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, mặt nở nụ cười, gần từng chữ một, ta và chó, bất luận sư huynh đệ. Diệp Thần không có đè thấp mình thanh âm, không chỉ là người dự thi, liền tại chỗ người xem, đều nghe được rõ ràng. Chu Duyên cắn chặt hàm răng, nổi cơn giận dữ, trong đôi mắt tràn đầy oán độc, nhưng là, lại không có nói gì, hắn không dám chọc giận Diệp Thần. Chu Duyên yên lặng, ngay tức thì đưa tới vô số tiếng cười nhạo. Này, tên kia bị chửi là chó, liền lời cũng không dám nói à. Ha ha ha, còn sư huynh, ra vẻ cái gì, mặt đều bị đánh sưng. Cái này Diệp Thần tính cách, ta thích à, ha ha ha. Chu Duyên sắc mặt vô cùng là âm nặng, hắn biết Diệp Thần rất mạnh, thật là mạnh đến để cho hắn sợ hãi. Nhưng là, hắn cũng biết, muốn đánh bại Diệp Thần mà nói, bây giờ là tốt nhất cơ hội. Hắn tin tưởng, cho dù là Diệp Thần, đang cùng Trung Hàn Minh trong một trận đánh, cũng là bị thương. Mà Chu Duyên, cho dù khiêu chiến tại chỗ yếu nhất người dự thi, cũng không có nắm chắc tất thắng, rất có thể không cách nào lên cấp vòng kế tiếp, bây giờ, là hắn sau cùng cơ hội. Cho nên, hắn quyết không thể chọc giận Diệp Thần, hắn sợ Diệp Thần tức giận, sẽ lấy thủ đoạn lôi đình đem hắn đánh bại, thậm chí liền để cho hắn xuất thủ cơ hội cũng không có. Hắn sở dĩ khiêu khích Diệp Thần, chính là biết Diệp Thần sẽ giễu cợt, sau đó, hắn dùng mình yên lặng, để cho Diệp Thần xem thường mình, để cho Diệp Thần khinh thường. Như vậy, mình mới lại có thể đạt thành mục đích, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, tôn nghiêm, lại coi là cái gì. Hắn đã sớm đem tôn nghiêm bán đứng. Chết đi, Diệp Thần. Chỉ muốn ngươi chết, ta ở Triệu Bình trong suy nghĩ địa vị, liền sẽ nước lên thuyền lên. Vì ta, ngươi đi ngay chết đi. Chỉ phải dùng cái vật kia, cho dù là Diệp Thần, cũng sẽ chết. Hai người đi tới đá xanh giữa lôi đài, ông cụ to lớn quát to, lửa trời tộc Chu Duyên, khiêu chiến, phần thiên tộc Diệp Thần, bắt đầu tranh tài. Diệp Thần hoạt động một chút tay trái, hắn tay trái vừa vặn cần vận động tới khôi phục, sẽ dùng cái này đi thử một chút quyền đi. Mà lúc này, Chu Duyên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thiên gió đạp trần bước. Hắn bóng người, lại trong nháy mắt, đổi được mờ ảo, tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Ở toàn bộ trên lôi đài không ngừng chớp động. Chu Duyên tốc độ, đưa tới không nhỏ xôn xao. Bởi vì, lần trước trận thi đấu, Chu Duyên mặc dù cùng đối thủ khổ chiến, nhưng là, lại không có thi triển cái này mạnh mẽ thân pháp. Cái này vốn là mọi người cho là thứ hèn nhát, lại giấu giếm thực lực. Xem ra, cái này trận thi đấu, vẫn là có chút theo dõi. Diệp Thần nhìn Chu Duyên chớp động bóng người, cũng là nhướng mày một cái. Hắn nếu như dùng kim sát một đao nghiền ép, Chu Duyên hẳn không cách nào né tránh, nhưng mà như vậy, mình há chẳng phải là không có cách nào luyện quyền. Thân hình hắn động một cái, thử đuổi theo Chu Duyên, đồng thời tay trái quyền động, hổ lang hình hiện, quyền ý mãnh liệt, không ngừng hướng Chu Duyên đánh đi. Trong chốc lát, Chu Duyên ở lôi đài nhảy lên nhảy xuống, lộ vẻ được vô cùng là chật vật, chọc được các khán giả, lại là một hồi cười ầm lên, trước kia hơi kinh ngạc.
cũng đều quét một cái sạch. Cái gì ẩn giấu thực lực à? Không phải là bị đuổi theo đánh mà thôi sao? Ha ha ha, cái này dáng vẻ chật vật, thật giống trên đường chó hoang à? Đánh lại à, ngươi cái phế vật này, ngươi không phải nói muốn chỉ giáo Diệp Thần sao? Chu Duyên nghe vậy, đôi mắt ứ máu, nhưng là, hắn không để ý tới sẽ, vẫn đang trốn vọt. Xuất thủ cơ hội, còn chưa tới. Diệp Thần quyền lực rất mạnh, mạnh đến sợ hãi, mỗi lần khó khăn lắm tránh thoát Diệp Thần giấu quyền, Chu Duyên cũng cảm giác mình và tử vong sát vai mà qua. Hơn nữa, hắn phát hiện, Diệp Thần tốc độ, lại vậy càng lúc càng nhanh. Tựa như, liền đang bắt chước học tập thân pháp của mình, hơn nữa, tiến bộ thần tốc. Điều này sao có thể? Chu Duyên đều phải điên rồi, thiên gió đạp trần bước, nhưng là chân chính cực phẩm võ học à. Lấy hắn tuyệt thế thiên tư, cũng tổn hao ước chừng 3 năm, mới tu luyện nhập môn. Có thể Diệp Thần, lại có thể ước chừng chỉ bằng xem xét, là có thể bắt chước. Mặc dù, chỉ học được liền từng tia ra lông, nhưng, vậy đủ để cho người rung động. Kết quả này là dạng gì quái vật, mới có thể thông qua xem xét người khác động tác tới bắt chước thân pháp. Chu Duyên lòng càng ngày càng nặng, để lại cho hắn thời gian, càng ngày càng ít, hắn nhất định phải bắt cái đó, nhất định có thể đánh trúng Diệp Thần cơ hội. Chu Duyên ở đá xanh trên lôi đài chạy như bay, không ngừng né tránh, nhưng đột nhiên, hắn khóe miệng, tràn ra một tia máu tươi. Diệp Thần giấu quyền, chân thực quá mạnh mẽ, cho dù hắn miễn cưỡng tránh ra, vẫn là bị một tia tổn thương, mà tổn thương, dần dần tích lũy dưới, rốt cuộc bộc phát. Không được, tiếp tục như vậy không được. Chu Duyên đột nhiên, mặt hiện vẻ điên cuồng, lại dừng bước, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bắc Hải bảo vệ Thần Châu. Chu Duyên đoạn quát một tiếng, ngay tức thì kích phát hộ thân loại pháp bảo. Bịch một tiếng vang thật lớn, hổ lang giấu quyền hung hãn đụng vào bảo vệ Chu Duyên loãng màn sáng màu xanh ra trời lên, màn sáng cự chiến, nhưng vẫn là vững vàng đỡ được một kích này. Một người xem thở dài nói, thật là mạnh pháp khí à, Diệp Thần quyền uy mạnh như vậy, đều bị nó chặn lại, xem ra, cái này Chu Duyên vậy có chút thủ đoạn. Một người khác người xem nhưng hừ lạnh nói, cái này ngu xuẩn, pháp khí hộ thân mạnh thì như thế nào, hắn không có phản kích thủ đoạn, hiện đang sử dụng pháp khí này, hắn thân hình không nhúc nhích, đã phải bị Diệp Thần gần người. Diệp Thần gần người sau này dụng quyền pháp áp chế, hắn chỉ có thể một mặt vận chuyển pháp khí ngăn cản, ta xem Diệp Thần quyền pháp lấy tự thân lực lượng làm chủ, đối với linh lực tiêu hao cực thấp, tiếp tục như vậy, trước bị dây dưa chết, sẽ là Chu Duyên. Quả nhiên, Diệp Thần thấy vậy cười một tiếng, thời gian pháp tắc phun trào, ngay tức thì lấn người lên, đuổi kịp Chu Duyên, mà Chu Duyên một bên hạ xuống đối với Bắc Hải bảo vệ Thần Châu cung ứng, một bên lại lần nữa mở ra thân pháp, kéo ra và Diệp Thần khoảng cách. Nhưng là, bởi vì một bên vận chuyển Bắc Hải định Thần Châu quan hệ, Chu Duyên tốc độ thấp xuống một phần, mặc dù tạm thời tránh khỏi Diệp Thần lực lượng. Né tránh dưới, làm thế nào vậy vung không ra Diệp Thần, khoảng cách một gần, Diệp Thần quyền khi rãnh rỗi người có thể đánh chúng một hai lần, mặc dù có Bắc Hải định Thần Châu bảo vệ, Chu Duyên không hề bị đến nội thương, Diệp Thần thỉnh thoảng đánh chúng mấy quyền cũng đều bị hắn thành công đỡ được, nhưng là, nhưng Thủy Chung không có quá tốt lấy điện thoại ra sẽ. Mà Chu Duyên chân khí, nhưng lưu như nước tiêu hao. Sốt cuộc, ở Diệp Thần kéo dài dưới sự công kích, hợp đạo cảnh tầng 8 thiên Chu Duyên, lại bị hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên Diệp Thần, trước hao hết. Bắc Hải bảo vệ Thần Châu màn sáng chấp động, đột nhiên Chu Duyên sắc mặt một trắng, bước chân loạn lên, màn sáng ngay tức thì biến mất. Chu Duyên, đến cực hạn. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, ngay tức thì gần sát, một quyền đánh ra. Vậy ở nơi này cái ngay tức thì, Chu Duyên ánh mắt đông lại một cái, tay trái khẽ động, thầm quát một tiếng, phi hoa xuyên vân tay. Cái này phi hoa xuyên vân tay, là một môn ném ám khí huyền nguyệt tông võ, Chu Duyên đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Kim quang dâng trào. Nhưng là, ở nơi này sống chết cực hạn gian, Chu Duyên lại miễn cưỡng chống lên Bắc Hải bảo vệ Thần Châu màn sáng. Hắn vẫn còn có dư lực, trước, lại là chứa. Tất cả người xem, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Bất quá, may là như vậy, Chu Duyên thân thể vẫn là như diều đứt dây vậy, ngay tức thì bị đánh bay, xương ngực sụp đổ, miệng phun máu tươi, đã trọng thương.
nhưng là, đổ bay ra Chu Duyên, trên mặt, nhưng hiện lên vô cùng là điên cuồng mà cười tàn nhẫn ý, hắn ánh mắt chặt chẽ phong tỏa ở Diệp Thần trên mình, lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Chúng, hắn đánh chúng. Lúc này, Diệp Thần nhưng khẽ cau mày, ở hắn trọng thương Chu Duyên ngay tức thì, lập tức cảm giác được, Chu Duyên ném xảy ra điều gì đồ, đập về phía mình. Dưới khoảng cách gần như vậy, Chu Duyên ném ra vật, cho dù là Diệp Thần cũng không cách nào tránh, thậm chí cũng không kịp kích thích Thiên Lân Khải. Hắn có thể vận dụng, trừ linh lực, chỉ có canh kim khí. Ngay tức thì, chói mắt kim quang đem Diệp Thần bọc, mà một viên màu đen quả cầu, trong điện quang hỏa thạch đụng vào canh kim khí tản ra kim quang trên. Ầm một tiếng tuyệt mạnh vang dội, đấu võ đại hội hội trường lần nữa đung đưa, bất quá, cái này còn tại thứ yếu. Một cổ làm tất cả mọi người đều đáy lòng phát rét khí tức kinh khủng hiện lên, từng cơn đậm đà hắc khí phát ra, đem Diệp Thần hoàn toàn bọc vào trong đó. Chu Duyên ngã xuống đất, hắn muốn đứng lên, nhưng căn bản không cách nào làm được, Diệp Thần một quyền kia, chân thực cường hãn, bất quá, hắn lúc này, mặt đầy đều là báo thù thành công vui sướng, nơi nào nhìn thấy nửa điểm bị thương hình dáng. Chu Duyên miễn cưỡng nâng lên tay, ăn vào mấy viên thuốc sau đó, run rẩy đứng dậy. Hướng về phía bị hắc vụ bao gồm Diệp Thần gầm hét lên, người mẹ hắn tiếp tục phách lối à? Không phải nói ta là chó sao? Tiếp theo tới đánh ta à? Thế nào? Không động được, ha 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 ha, người cái này đê tiện thăng tiên giả, không có gặp qua loại này pháp khí chứ? Thực lực mạnh hơn nữa thì thế nào? Quái thì trách người quá kiêu ngạo, quái thì trách người thật ngông cuồng. Bây giờ, còn không phải là chỉ có thể đem bố đá lót đường. Chết đi Diệp Thần, chết ở ta cái này ngươi xem thường trong tay người, nhất định rất thoải mái chứ. Phần Thiên Cương ngưng mắt nhìn quỷ dị kia hắc vụ ma khí, đột nhiên hơi biến sắc mặt, đối với vậy mắt nhìn xuống dưới chân đá xanh lôi đài ông cụ to lớn cao giọng hô, đại trưởng lão. Đây là phong ma hoàn, người này lại dùng một quả phong ma hoàn đem Diệp Thần mang nhập phong ma bên trong không gian, đấu võ đại hội từ trước đến giờ bằng thực lực chiến đấu. Sử dụng loại này pháp khí đã cùng thực lực cá nhân không có chút quan hệ nào, mời ra tay ngăn cản. Người bình thường có thể không chịu nổi cái này ma khí à? Đây là tà vật, làm sao có thể đối với người dự thi vận dụng loại này thiên địa không cho tà vật? Phần Thiên Cương làm sao có thể không kích động? Ma, ở Linh Võ Đại Lục, cũng hoặc là cái này ẩn sĩ chi địa, đều là vô cùng là kiêng kỵ tồn tại. Giống vậy võ giả căn bản không có tư cách chống lại. Coi như Diệp Thần lại nghịch thiên, cùng vậy ma đấu tranh, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ à. Các khán giả nghe vậy, lớn đều lộ ra vẻ không hiểu, cái này phong ma hoàn là cái gì? Làm sao chưa nghe nói qua? Bất quá, có người nhưng kinh hô ta nghe nói qua tên là phong ma hoàn pháp khí đặc biệt, loại này pháp khí là đem ma tôn linh hồn nhốt vào trong đó, tự thành một nơi thế giới nhỏ, lúc sử dụng có thể đem đối thủ kéo nhập cái này thế giới nhỏ bên trong. Đối mặt ma tôn. Mọi người nghe vậy kinh hãi, chẳng lẽ mới vừa cảm giác được hơi thở, liền là ma tôn hơi thở. Khó trách như vậy khủng bố. Đồng thời, rất nhiều người vậy hướng Chu Duyên đầu đi khinh bỉ ánh mắt, sử dụng loại vật này căn bản và Chu Duyên thực lực không liên quan, hắn làm như vậy đã không phải là vì đấu võ, mà là thuần túy vì giết chết Diệp Thần mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái này hành vi đã vi phạm người dự thi vinh dự, đại trưởng lão cần phải làm sẽ xuất thủ ngăn cản. Chu Duyên lúc này vậy sắc mặt kịch biến nhìn về phía trên bầu trời ông già, nếu như hắn xuất thủ, không nghi ngờ chút nào có thể đem Diệp Thần cứu ra. Ông cụ to lớn ngưng mắt nhìn nồng nặc kia ma khí, yên lặng một lát sau nói, vật này cũng thuộc về người dự thi một phần thực lực, tiếp tục tranh tài. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đại trưởng lão lại không ngăn cản. Chu Duyên hành vi đã coi như là vi phạm quy định chứ. Thường ngày lấy nghiêm ngặt nổi danh đại trưởng lão lại bỏ qua hắn. Đồng thời bọn họ cũng có chút thổn thức, Diệp Thần cho thấy vô cùng là thực lực kinh khủng và thiên phú, chẳng lẽ thì phải như thế không rõ ràng bỏ mình sao? Đại trưởng lão ánh mắt nhỏ tránh, Diệp Thần lộ ra thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù Tôn Dương có cổ huyết gia hộ có nắm chắc tất thắng, nhưng là, để cho hắn ở chỗ này chết. Thiếu một phần bất ngờ cũng tốt. Chu Duyên chính là sắc mặt mừng rỡ, lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương, đồng thời quét ông cụ to lớn một mắt, thầm nói,
Diệp Thần liền cái này nơi lánh đời ông già cũng muốn ngươi chết, ngươi còn thật là đáng chết à. Đối với Diệp Thần, hắn đã hoàn toàn không lo lắng, cái này phong ma hoàn bên trong, phong ấn ma tôn phân thân cực mạnh. Mặc dù là đem thuận lợi phong ấn, ở phong ma cảnh bên trong, hắn tu vi bị áp chế ở nửa bước vận may tu vi, nhưng là, người là ma tôn phân thân, cho dù chỉ có nửa bước tạo hóa cảnh giới, thực lực, đã đủ để chém chết tạo hóa cảnh giới sơ kỳ võ giả. Diệp Thần coi như mạnh hơn nữa, lại nghịch thiên, vậy nhất định sẽ chết. Hơn nữa, nửa giờ sau đó, cái này phong ma hoàn hình thành không gian ma khí tiêu tán, coi như Diệp Thần không chết, cũng sẽ bị khốn tại vậy không gian bên trong, đây chính là phong ma hoàn chỗ đáng sợ. Từ Diệp Thần bị đánh trúng một khắc kia, hắn cũng đã nắm vững thắng khoán. Mà Diệp Thần muốn thoát khốn, chỉ có ở trong nửa canh giờ đánh bại vậy ma tôn phân thân mới có thể. Nghĩ tới đây, Chu Duyên khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt nụ cười. Trong nửa canh giờ đánh bại ma tôn phân thân, chớ có nói đùa. Vậy tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả đều không phải là ma tôn đối thủ. Hỗn nguyên cảnh lại coi là cái gì? Cục hẳn phải chết. Cho nên, hắn bây giờ chỉ phải thật tốt chữa thương, chờ ma khí tiêu tán là được. Mà lúc này, ma khí ở giữa Diệp Thần, thì sắc mặt ngưng trọng đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện, tự mình tới đến một nơi hoàn toàn xa lạ thiên địa bên trong. Bầu trời nơi này là màu máu, trên đất đồng dạng là nham thạch màu xám đen, trong không khí, trôi giạt nhàn nhạt ma khí. Ảo thuật. Không, đây cũng không phải là ảo thuật, bằng Chu Duyên thần thức, căn bản không đủ để thi triển có thể mê muội Diệp Thần ảo thuật. Có thể nơi này là nơi nào? Nơi này tuyệt không phải đấu võ hội trường, thậm chí không phải nơi lánh đời. Đây là, ngự thú linh thần thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên, thằng nhóc, nơi này là người là sáng tạo phong ma không gian, mới vừa rồi, người bị đối thủ ném ra phong ma hoàn đánh chúng, bị kẹt nhập cái này mảnh không gian. Phong ma không gian, Diệp Thần chân mày nhíu một cái, vậy ta phải như thế nào thoát khốn? Ngự thú linh thần nói, loại phương pháp thứ nhất, đem người mang đến cái này phong ma không gian ma khí không nhanh như vậy tiêu tán, vẫn cùng nơi lánh đời nối liền. Như người có phá vỡ không gian năng lực, rất dễ dàng là có thể trở lại. Diệp Thần cười khổ nói, phá vỡ không gian, ta nào có loại năng lực kia. Ngự thú linh thần nói, vậy cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ hai, cái này phong ma không gian là dựa vào bị đóng chặt nhập trong đó ma tôn thân thể cấu trúc. Bất quá, theo ta xem xét không gian này trạng thái, nơi này phong ấn hẳn chỉ là ma tôn phân thân, chỉ cần đem ngươi hắn giết chết, tự nhiên. Là có thể trở lại nơi lánh đời. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt tối sầm, ma tôn đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại, cho dù là phân thân cũng là như vậy. Hắn không khỏi nhớ tới thật vô cùng trên đảo, kinh khủng kia ma tôn phân thân, đây chính là có thể đối địch vận may võ giả quái vật à, bằng mình bây giờ thực lực, phải như thế nào cùng cuộc chiến đấu. Ngự thú linh thần nói, cái này ma tôn phân thân tuy mạnh, nhưng vậy không như vậy khoa trương, vì đem bọn họ thuận lợi phong ấn. Vậy sẽ áp chế tu vi, nơi này ma tôn phân thân, hẳn là hợp đạo cảnh đỉnh cấp cảnh giới, bất quá, người vẫn phải cẩn thận, mặc dù cảnh giới chỉ có hợp đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng, cái này ma tôn phân thân, tuyệt sẽ không so vậy tạo hóa cảnh sơ kỳ võ giả yếu. Bất quá, người cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế, người bây giờ canh kim khí đã nhất định có chất lượng, canh kim khí, đối với ma tộc áp chế, nhưng mà rất mạnh. Hơn nữa, trận chiến này, đối với người nắm trong tay canh kim khí, đều có chỗ tốt, huống chi, vạn bất đắc dĩ thời điểm, chẳng qua để cho cái tên kia ra tay, cùng là ma, ác ma mắt địa vị vượt xa cái này trong không gian ma tôn. Chỉ bất quá, người ấn đường phong ấn vị kia ở ngươi vạn kiếm đế cung thời điểm, hao tổn quá nhiều, còn rất yếu ớt. Hắn có nguyện ý hay không ra tay, còn là một ẩn số. Diệp Thần nghe vậy, rốt cuộc mặt lộ vẻ mỉm cười, lạnh lùng nói, được. Thì sẽ một sẽ cái này ma tôn phân thân đi, chờ ta đi ra ngoài sau này, có thể thật tốt hảo cảm ơn cái đó Chu Duyên. Nhưng vào lúc này, một cái khàn khàn thanh âm kinh khủng ở trên không trung vang vọng. Đã bao nhiêu năm, bổn tôn rốt cuộc có thể lại nếm thử một chút mùi máu tươi. Diệp Thần ngẩng đầu, chỉ gặp một cái vô số ma khí quấn quanh người đàn ông đang trên không trung mắt nhìn xuống mình, đồng thời đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Lại đối với máu thịt của mình hết sức thèm thuồng.
Cái này cùng ác ma mắt hoàn toàn không cùng. Mà trước mắt cái này tôn ma, cho hắn cảm giác, tựa hồ so ác ma mắt cấp thấp hơn. Chính là một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên tộc người con kiến hôi, thấy bổn tôn, vì sao không dưới quỷ. Ma tôn đột nhiên quát to một tiếng, vô cùng ma khí bùng nổ, một cổ vượt xa hợp đạo cảnh võ giả uy áp, như núi to ái mộ vậy hướng Diệp Thần đè xuống. Vậy võ giả, tất nhiên hóa là nghiền. Mà Diệp Thần nhưng là bước chân đạp một cái, cười lạnh nói, quỳ xuống. Chỉ bằng ngươi. Chói mắt kim quang lóng lánh, vậy rời núi lấp biển giống vậy uy áp, ngay tức thì tiêu trừ vô hình. Ma tôn huyết mâu đau xót, kim quang này lại chỉ dựa vào ánh sáng liền thương tổn tới hắn ánh mắt. Hơn nữa kim quang bên trong, mang hắn cực kỳ chán ghét hơi thở. Uy hiếp. Sáu cái thần vương nói, đi ra cho ta. Nháy mắt tức thì, thần vương đạo cuốn lên, thương khung biến sắc. Diệp Thần không dám xem thường. Ban đầu liền sử dụng thần vương đạo. Huyết ma kiếm, người vậy đi ra. Diệp Thần lại là một tiếng giống giận, một chuôi tràn ngập vô tận máu ý ma kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Ma kiếm vừa ra, toàn bộ không gian ma khí lại hướng Diệp Thần bên này tới. Vậy ma tôn thấy một màn này, hơi ngẩn ra. Sau đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần kiếm trong tay, vô cùng dữ tợn nói, thanh kiếm này, người từ chỗ nào được? Mau nói cho ta. Vậy ma tôn lại cảm nhận được huyết ma kiếm lực lượng. Thế nhất định phải từ Diệp Thần trong tay đạt được. Như vậy ma kiếm, hỗn nguyên cảnh con kiến hôi tại sao phân phối lên? Diệp Thần con người đông lại một cái, người không có tư cách biết. Dứt lời, hắn xông lên trời, tay cầm huyết ma kiếm. Ma tôn cười gằn nói, ha ha ha, con kiến hôi, người lấy là dựa vào cái này ma kiếm, có thể từ bổn tôn thủ hạ chạy thoát thân. Buồn cười, bây giờ, ngươi, liền cho bổn tôn trực tiếp đi chết đi. Một khắc sau, ngút trời ma khí mãnh liệt, một đạo dáng vóc to ma trưởng mang hủy thiên diệt địa thế hướng Diệp Thần ngay đầu đè xuống. Diệp Thần thần sắc đông lại một cái này ma trưởng, và vậy những thứ khác người của ma tộc thi triển, hoàn toàn một ngày đầy đất, uy lực, đã vượt qua hợp đạo cảnh tầng thứ. Thậm chí có tạo hóa tiên tôn oai. Hắn hít sâu một hơi, không dám thở ơ. Cả người kim quang bạo tránh, kiếm ý xông lên tiêu, hướng vậy không trung ma tôn phi thân đi. Trong cơ thể linh lực cực hạn vận chuyển, cầm kiếm tay phải bắp thịt nhô ra, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, bất hủ kiếm ý. Kiếm quang chợt tránh, kiếm ý chấn thiên, ma trưởng vỡ vụn. Vậy không trung ma tôn, vốn là đang khoanh tay, cho Diệp Thần bị mình một trưởng đập bể, lúc này, vậy rốt cuộc hiện ra vẻ kinh sợ. Tay hắn động một cái. Một quyền đánh ra, một quyền này oai, so với kia ma trưởng mạnh hơn. Quyền bên trong cố ý, ý hóa ma long, hướng Diệp Thần gầm thét đi. Mà Diệp Thần lúc này, vậy chém ra kiếm thứ hai, long hổ làm bạn, như sấm đụng nhau. Kim hắc hai màu quang mang bộc phát ra, năng lượng to lớn hướng bốn phía phóng xạ đi, đem vùng lân cận màu xám đen núi đá toàn bộ phá hủy, trên 100 mét cao núi đá khoảnh khắc gian bị san thành bình địa. Chỉ chốc lát sau, vô tận bụi khói bên trong, ma tôn ngực kịch liệt phập phồng, nhìn như bền chắc không thể gãy đen nhánh trên người, lại hiện đầy vết thương lớn nhỏ, cả người cũng chảy ra màu tím đen máu. Đáng chết con kiến hôi. Ma tôn nhìn lướt qua vết thương trên người, mắng liền một câu, còn con này hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên loài người lại có thực lực bực này, để cho hắn khá để ý bên ngoài. Bất quá, nhìn trên mình đang chậm rãi khép lại vết thương. Ma tôn giữ tợn trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hừ, lực công kích mạnh hơn nữa thì thế nào? Hắn tin tưởng, mới vừa rồi hai người giao thủ nhất kích, Diệp Thần bị thương tuyệt sẽ không so mình nhẹ, nhưng mà, Diệp Thần mới có thể có mình như vậy mạnh mẽ thân thể và sinh mệnh lực sao? Hắn có thể là ma tôn, thân thể khủng bố, tuyệt không phải cấp thấp tộc người có thể tưởng tượng. Ma tôn hoạt động thân thể một chút. Máu đỏ trong mắt bốn phía tìm kiếm Diệp Thần tung tích, nhưng thật lâu không có phát hiện. Sẽ không phải bị mình nhất kích đánh cho thành hư vô chứ? Mới vừa rồi một kích kia hoàn toàn khuấy loạn thiên địa linh khí, thần niệm bị nghiêm trọng quấy nhiễu, Ma Tôn cũng không cách nào lập tức xác định Diệp Thần vị trí. Đây là, Ma Tôn sau lưng, vang lên một người lãnh đạm thanh âm thiếu niên. Người có phải hay không đang suy nghĩ,
nhân loại kia mới có thể có xem ngươi như vậy bền bỉ thân thể và cường đại sinh mệnh lực sao? Nói không chừng đều bị đánh thành bụi phấn liền chứ. Ma Tôn sắc mặt biến, thanh âm này. Vậy nhân loại đê tiện lại vẫn còn sống. Ma Tôn ngay tức thì xoay người lại, chỉ gặp, một cái kim quang và ma khí vòng quanh thanh niên đứng ở trước mặt mình, trên mặt mang lãnh đạm nụ cười. Làm sao có thể? Trong chốc lát, Ma Tôn lại cảm giác mình đầu có chút chuyển không tới, không cách nào hiểu một màn trước mắt. Loài người này, bị thương lại so hắn còn nhẹ. Hơn nữa, khôi phục còn nhanh hơn hắn. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện thân xác, lại bại bởi một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên hèn mọn loài người. Thời gian pháp tắc, kim sát khí, bất hủ kiếm ý. Cho ta dung. Diệp Thần trên mặt tàn khốc cùng nhau, bỗng nhiên gầm lên, nổi lên đã lâu một kiếm, toàn lực chém ra. Quanh thân ma khí cuồn cuộn. Chút nào không thua vậy Ma Tôn. Ngươi lại có khuynh hướng nhập ma. Một nhân tộc con kiến hôi làm sao có thể nhập ma. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Một kiếm này, mấy cái thần vương đạo chấn động, hắn kinh khủng lực lượng, để cho Ma Tôn cũng cảm nhận được chết uy hiếp, hắn phát ra một tiếng giống to, sau lưng hiện ra một cái voi ma thú hư ảnh. Đồng thời hai tay khoanh, ngăn cản ở trước người, mà sau lưng hắn voi ma thú, vậy làm ra giống nhau động tác, cũng chỉ ở voi ma thú động tác ngay tức thì, giống vậy, một cổ đạm bạc đại đạo lực, mơ hồ chập chờn. Thiên địa cũng rung rung. Cái này trong không gian đột nhiên điện thiểm lôi minh, cuồng phong nổi lên, vô số núi đá ái mộ, đất đai rạn nứt, cả thế giới, đều bị một kích này nơi rung chuyển. Vô cùng năng lượng từ hai người giao thủ chỗ phóng xạ hướng bốn phía, hai đạo thân ảnh, vậy giống như đạn đại bác vậy, hướng ngược lại bắn tới. Không biết đụng ngã nhiều ít tọa núi đá, Diệp Thần thân thể rốt cuộc ngừng lại, hắn cả người tan vỡ ra máu, cầm kiếm tay phải lại là khẽ run. Phim hắn mãnh liệt thở hào hển, ánh mắt xuyên thấu đầy trời bụi khói nhìn về phía phương xa, trong mắt, cũng có vẻ khiếp sợ, mới vừa rồi đó là cái gì? Hắn làm sao cảm giác mình lực lượng bị bắn ngược trở về? Ngay tại lúc này, hắn ấn đường lóe lên u lam ánh sáng. Đây là ác ma mắt dị động. Sau đó, ác ma mắt vậy từ tính thanh âm vang lên, nói, đó là một loại thuật pháp, đến từ ma tộc, có thể bắn ngược tổn thương. Bất quá cái này Ma Tôn cảnh giới bị áp chế, đạo hạnh vô cùng là nông cạn, hắn thừa bị thương, hẳn so ngươi sở thụ lớn rất nhiều. Ta mặc dù có thể nghiền ép tên này, nhưng là ta không muốn ra tay, vạn kiếm đế cung, ta hao phí lực lượng quá nhiều, dưới mắt, ngươi hẳn tự mình giải quyết. Lệ thuộc vào ta, lệ thuộc vào luân hồi mộ địa, đối với ngươi không có lợi. Diệp Thần gật đầu một cái, ăn vào một viên đan dược, đứng dậy. Thì phải truy kích vậy Ma Tôn đi. Ác ma mắt lại nói, bất quá cái này không gian ma khí đậm đà như vậy, ngược lại là ngươi cảm ngộ ma tộc lực lượng thời cơ. Đối với ngoại nhân mà nói, là nguy cơ, đối với ngươi mà nói, chưa chắc. Còn nữa, ngươi có biết ta ban đầu tại sao đối với canh kim cảm thấy hứng thú? Bởi vì canh kim là người của ma tộc sợ hãi nhất, cũng là khát vọng nhất lấy được. Diệp Thần nghe vậy. Trong mắt ngay tức thì thoáng hiện hiểu ra vẻ, ác ma mắt nói đồ, nhìn như đơn giản, thật ra thì có thể nói là khó như lên trời. Đặc biệt, vẫn là đang cùng cái này Ma Tôn phân thân đại chiến sinh tử trong quá trình, còn phải phân tâm đi làm loại chuyện này, đơn giản là ngại mạng mình quá dài. Bất quá, Diệp Thần hắn có tự tin, mình có thể làm được. Như vậy, hắn thực lực, ắt sẽ lại còn bay vọt. Loại này cơ hội cũng không hơn. Nếu muốn tìm một cái thực lực cùng mình chênh lệch không nhiều, lại có thể cùng canh kim khí địch nổi Ma Tôn tới luyện tay, có thể không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy, dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng, vì trở nên mạnh mẽ, cho dù lại hung hiểm, hắn cũng nhất định sẽ khắc phục. Một khắc sau, thân hình động, Diệp Thần bay lên trời, hóa thành một đạo kim quang, hướng Ma Tôn thân thể bắn bay phương hướng bay đi. Mà lúc này Ma Tôn... đang chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, sắc mặt vô cùng làm khó xem, hắn hai tay, đã một phiến máu thịt mơ hồ, xương toàn bộ đều vỡ vụn, mặc dù đang nhanh chóng khôi phục, bất quá. Ma Tôn huyết mâu nhìn về phía trước, không khỏi giận dữ hét, cái này con mẹ nó vẫn là người sao. Lại đối phó ta ma kính phản kích, còn có truy kích dư lực. Hắn lại nhìn lướt qua mình hai tay, không còn kịp rồi, Diệp Thần đã muốn tới,
mà mình hai tay còn không có khôi phục. Ma Tôn hai chân dừng lại, phóng lên cao, lại hướng Diệp Thần bay tới hướng ngược lại, lấy tốc độ cực nhanh chui đi, cái này Ma Tôn phân thân, đối mặt Diệp Thần, lại chạy. Bất quá, hắn hôm nay người bị thương nặng, liền phi độn tốc độ, cũng so nguyên bản chậm rất nhiều, bị Diệp Thần đuổi kịp, chỉ là vấn đề thời gian. Ma Tôn cắn răng, nhất định phải chống được hai tay khôi phục sau này, mình tuyệt sẽ không lại khinh thường, cho cái này người đê tiện tộc bất kỳ cơ hội. Nhưng đột nhiên, Ma Tôn sắc mặt biến đổi, độn quang chợt hướng một bên chuyển đi, mà hắn ban đầu vị trí, một đạo to lớn kiếm quang màu vàng chợt lóe lên. Thật là nhanh, Diệp Thần kiếm mang, lại mơ hồ vừa nhanh. Liền cái này chốc lát chỉ hoãn, Diệp Thần bóng người, lại gần rất nhiều. Thanh âm đạm mạc, vang lên lần nữa, à, nguyên lai cao quý Ma Tôn, đối mặt một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên võ giả, cũng là sẽ trốn à. Chẳng lẽ, là sợ, mình xem thường con kiến hôi. Đáng chết con kiến hôi, Ma Tôn chửi nhỏ một tiếng, vừa định lần nữa bay trốn, đột nhiên, mấy đạo kiếm quang hướng hắn chém tới, Diệp Thần vì đem Ma Tôn lưu lại, lại hoàn toàn không quan tâm linh lực tiêu hao tiếp liền ra tay. Bất đắc dĩ, Ma Tôn không thể làm gì khác hơn là dâng lên ma khí, gắng sức chống cự. Diệp Thần thấy vậy cười một tiếng, móc ra mười mấy viên thuốc rót vào trong miệng, người khác có lẽ không cách nào chịu đựng mạnh như vậy dược lực, nhưng là, bằng hắn bất hủ thần thể, mặc dù đối với thân thể có chút tác dụng phụ, nhưng hoàn toàn chịu được. Lúc này, Diệp Thần thân thể khủng bố, hoàn toàn triển hiện ra. Cảm thụ trong cơ thể dần dần dâng lên linh lực, Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mặt ngưng tụ mà thành ma trưởng, lộ ra nhao nhao muốn thử nụ cười, đầu tiên, liền từ canh kim khí khống chế, bắt đầu đột phá đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, thần niệm điên cuồng điều động, tay trái múa huyết ma kiếm, ma khí và kim quang cuồng trào, một đạo sáng chói kiếm mang hướng ma trưởng nghênh đón, ma trưởng cùng kiếm mang đụng nhau. Diệp Thần nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ kiếm mang trên bám vào canh kim khí, cùng ma trưởng bên trong ma tôn khí va chạm, cảm thụ va chạm bên trong, ma khí nồng độ biến hóa. Ầm một tiếng, ma trưởng cùng kiếm mang đụng nhau. Kịch liệt nổ, Diệp Thần mở hai mắt ra, sắc mặt trầm ngưng. Không được, quá nhanh, đừng nói điều động canh kim khí, liền liền cảm giác ma khí biến hóa cũng không làm được. Nhìn vậy đan vào kim mang cùng ma khí, Diệp Thần đột nhiên trong mắt sáng lên, cái này ma tôn bị thương sau này, hắn ma khí uy lực, tựa hồ vậy yếu bớt không thiếu, và ban đầu lúc chiến đấu so sánh, đã xa xa không bằng, nếu như là bây giờ nói. Có thể được. Diệp Thần đôi trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, bước chân động một cái, lại xông vào vậy cuồn cuộn ma khí bên trong. Vốn đang suy tính như thế nào hất ra Diệp Thần Ma Tôn thấy vậy sững sốt một chút, sau đó khuôn mặt dữ tợn dâng trào hiện vẻ mừng rỡ như điên, cái này nhân loại hèn mọn chẳng lẽ là đầu óc nước vào. Lại trực tiếp xông vào mình ma khí bên trong. Nếu như Diệp Thần một mực sử dụng máu kia ma kiếm công kích, thật có khả năng làm mình bị thương. Dẫu sao mình thương thế không có khôi phục trước, ma trưởng ma khí uy lực đều có sở hạ hàng, đụng nhau công kích dưới, chưa chắc có thể thắng được Diệp Thần. Nhưng lúc này, Diệp Thần lại trực lăng lăng vào tới mình ma khí bên trong. Cái này ma khí, như bên ngoài thả ngưng tụ thành bàn tay lớn, còn có bị Diệp Thần kích phá có thể Diệp Thần thẳng xông vào nói, hắn hoàn toàn có thể dựa vào mình tu vi làm theo nhờ, miễn cưỡng đem Diệp Thần dây dưa chết. Dẫu sao, hắn là hợp đạo cảnh đỉnh cấp tu vi, mà Diệp Thần, bất quá là hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên. Ở nơi này ma khí bọc hạ, cho dù Diệp Thần lần nữa sử dụng bất hủ kiếm ý, Ma Tôn cũng có thể ở nơi này bất hủ kiếm ý phát huy uy lực trước đem phai mờ. Ma Tôn không nói hai lời, lập tức bắt đầu thao túng ma khí, đè ép hướng thân hình đã hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở ma khí ở giữa Diệp Thần. Diệp Thần cảm nhận được bốn bể đánh tới ngút trời áp lực, cả người ma khí và kim quang lớn thả, quơ trong tay huyết ma kiếm, từng kiếm một chém ra, chống đỡ to lớn kia áp lực. Chỉ cần hơi lơ là, Diệp Thần cũng sẽ bị cái này ma khí nghiền thành trọng thương. Bất quá, mặc dù lúc này tình hình đã là nguy cấp vạn phần, nhưng Diệp Thần trên gương mặt, cũng lộ ra nụ cười. Quả nhiên, làm như vậy là đúng. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tìm được, thật tìm được, ở nơi này vô biên ma khí chèn ép hạ,
dựa vào canh kim khí không ngừng đánh vào, Diệp Thần bắt được ma khí biến hóa ngay tức thì, mặc dù hắn vẫn không thể rõ ràng biến hóa này quy luật, nhưng là, phương hướng của hắn hiển nhiên là đúng. Cái nguy hiểm này, đáng bốc lên. Ầm, ầm, ầm. Cuồn cuộn ma khí vang dội không ngừng, một kiếm tiếp theo một kiếm, Diệp Thần đang ma khí bên trong không ngừng cua múa huyết ma kiếm, đôi mắt khép hờ, cẩn thận cảm thụ ma khí ở giữa biến hóa, vậy ma khí phập phồng, ở Diệp Thần trong cảm giác, càng ngày càng rõ ràng. Hắn tựa như nắm trong tay ma lực lượng. Hơn nữa, vậy ma khí lại một điểm một giọt bị Diệp Thần ấn đường hấp thu. Càng ngày càng thiếu. Diệp Thần ở ma khí bên trong, cũng sắp nửa giờ, vậy ma tôn nhìn bỗng nhiên giảm bớt ma khí, rốt cuộc mặt hiện vẻ kinh sợ, vậy sơ đẳng loài người, lại hấp thu mình lực lượng. Hơn nữa, hắn làm sao cảm giác, mình ma khí ở giữa rung động, càng ngày càng kịch liệt. Lúc này, ma khí ở giữa Diệp Thần trên mặt nhưng mang hưng phấn nụ cười. Canh kim khí và ác ma mắt kết hợp, lại có thể hấp thu không gian này lực lượng. Hơn nữa hắn đối với canh kim khí nắm trong tay, càng thành thạo. Nếu không, hắn căn bản không cách nào chống đỡ lâu như vậy. Bất quá, theo thời gian trôi qua, vậy ma tôn thương thế lại đã hết bệnh. Hắn con người hiện lên từng cơn lạnh ý. Ha ha ha, ta thương thế đã khôi phục, con kiến hôi chính là con kiến hôi, giấy dụa thế nào đi nữa vậy vẫn là con kiến hôi, ngươi quả thật làm cho ta rất giật mình, nhưng... cuối cùng ngươi vẫn là sẽ chết thảm ở bổn tôn trên tay, yên tâm, ta sẽ đem ngươi huyết nhục xương cốt một tấc tấc nghiền nát, sẽ không như vậy dễ dàng để cho ngươi chết. Ma tôn ánh mắt trầm xuống, hai tay cầm chặt, quát lên, ngưng. Trước mắt ma khí, đột nhiên tăng tốc độ xoay tròn, hướng trung tâm nén, ma tôn hai tay khẽ run, hiển nhiên bởi vì cái này ma khí lực lượng quá mạnh mẽ, liền hắn cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế được. Lúc này ma khí ở giữa Diệp Thần, lại là ngay tức thì khạc ra một ngụm máu tươi. Nhưng là Diệp Thần diễn cảm nhưng càng ngày càng bình tĩnh. Đột nhiên, Diệp Thần trong mắt, sạch bóng bạo tránh. Cùng lúc đó, ma tôn hai tay hơn nữa run rẩy kịch liệt, hắn kinh tởm trên gương mặt, nhưng là vô cùng thỏa mãn, bây giờ, hắn bạo phát ra ma khí ở giữa toàn bộ lực lượng. Lực lượng kia cường đại đến thậm chí liền chính hắn cũng sẽ run rẩy. Ở lực lượng kinh khủng này dưới, cho dù là tạo hóa tiên tôn ở chỗ này, cũng phải trọng thương chứ. Cái này hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên con kiến hôi, coi như thân xác mạnh hơn nữa, còn không phải là chết được không thể chết lại. Nhưng vào lúc này, ma tôn nụ cười trên mặt, đột nhiên đọng lại. Vậy bắt trước thực chất yếu cuồn cuộn ma khí bên trong, nháy mắt tức thì, lộ ra một món kim quang. Còn không có cùng ma tôn làm ra phản ứng. Kim quang kia giống như là măng mọc sau cơn mưa vậy, không ngừng từ ma khí bên trong toát ra, một khắc sau, vô cùng là chói mắt kim mang, hoàn toàn bùng nổ. Ma tôn kêu thảm một tiếng, ở nơi này quá gần dưới khoảng cách, cái này vô cùng là đậm đà, chí cương chí dương canh kim khí, đâm được hắn cặp mắt và thân thể cũng bốc lên từng cơn khói xanh. Cùng trong chốc lát, hắn cảm thấy một cổ cực lớn nguy hiểm ở trước người hiện lên, sắc mặt đại biến. Chợt quát lên, ma ảnh linh trận. Trong nháy mắt, ma tôn sau lưng hiện lên voi ma thú hư ảnh, hai tay vén ngăn cản ở trước người. Ầm, lại là một tiếng chấn thiên động địa vang lớn, nhưng cái này lần đổ bay ra, chỉ có ma tôn. Đồng thời, đạo đạo kim quang, xuyên thủng hắn thân thể. Ma tôn huyết mâu trợn tròn, không thể tin giận dữ hết, điều này sao có thể. Lại có một tia canh kim khí có thể xuyên thủng ta trận pháp. Nhưng là, điều này có thể sao? Một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên con kiến hôi, có thể làm được loại chuyện này sao? Cho dù là cái này tồn tại không biết nhiều ít năm, thấy qua vô số kỳ văn dị sự ma tôn phân thân, cũng có chút không cách nào tiếp nhận. Hắn không dám suy nghĩ nhiều. Ngón tay bắt pháp quyết, một cái cổ xưa pháp quyết bỗng nhiên tạo thành. Hắn hơi thở ở leo lên. Trên bầu trời lại xuất hiện ba đạo đỏ thắm huyết nguyệt. Ma tôn con người co giúp một cái, gầm hét lên, người cái này con kiến hôi. Là ngươi ép ta thả hao tổn tu vi, cũng phải đem ngươi tru diệt. Cuối cùng, có thể đạp ngươi thi thể, vẫn là bổn tôn. Diệp Thần nắm chặt huyết ma kiếm, lau sạch khóe miệng vết máu, cười nhạt nói, ở ta trước mặt là ma. Ngươi xác định có cái này tư cách. Dứt lời,
không cùng Ma Tôn trả lời, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, Diệp Thần quanh thân cuốn lên trước ngút trời ma khí. Hắn hai tròng mắt hiện lên hồng quang, chiếu ngược vậy máu đỏ tươi tháng. Sáu cái thần vương đạo lực lượng toàn bộ bao phủ ở Diệp Thần trên mình. Trong nháy mắt, giữa trời đất nổi lên một loại vô hình biến hóa, Diệp Thần cả người khí vận, vậy xảy ra vi diệu thay đổi, tựa như giờ khắc này, hắn chính là thần ma. Lấy được cửu địa ngục thêm bảo vệ. Tựa như, trong thế giới này hết thảy lực lượng, cũng hội tụ đến hắn thân thể bên trong. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm giác mình, không gì không thể. Ngay tại Diệp Thần giơ lên hai cánh tay, chuẩn bị xuất thủ đồng thời, ác ma mắt chợt quát, ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Tiểu tử, tỉnh hồn lại, lực lượng này vượt qua ngươi cảnh giới bây giờ quá nhiều, cho dù lấy ngươi bất hủ thần thể vậy rất khó chịu đựng, dễ dàng cắn trả. Đáng chết, xem ra ta phải ra tay. Nhưng mà Diệp Thần hồn nhiên không có phản ứng. Cái này không gian, cái này ma khí lại đang chiếm đoạt Diệp Thần. Diệp Thần mơ hồ nghe được cái gì, nhưng là đã không cách nào khống chế, hắn theo bản năng đem một đống đan dược ngậm vào trong miệng, hít sâu một hơi, hai tay cầm kiếm, chậm rãi tụ qua đỉnh đầu. Rồi sau đó, một con lạnh như băng ánh mắt, đột nhiên ở Diệp Thần sau lưng hiện lên. Ánh mắt kia, hấp thu trong thiên địa hết thảy ma khí. Ánh mắt kia, lạnh như băng thêm là máu. Ánh mắt kia, tựa như cửu thần ma đều phải thần phục. Vậy Ma Tôn phân thân, lúc này đã hoàn toàn thử ra, ánh mắt kia tản ra lực lượng, cho dù là hắn, vậy cảm thấy vô cùng kinh người. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong miệng điên cuồng gào thét nói, đây là viễn cổ trấn áp tại cửu chỗ sâu vị kia. Không đúng, không thể nào, tên kia làm sao có thể ở ngươi bên cạnh, tên kia không là chết sao, ta không tin, cái này đều là giả, đây là ảo giác. Sợ hãi bao phủ vậy Ma Tôn phân thân. Ma Tôn phân thân chỉ có thể dùng hết toàn lực, đem toàn thân Ma Tôn khí, hội tụ một chiêu. Một chiêu này sau đó, hắn đem cơ hồ không có tái chiến năng lực. Nhưng là, lúc này hắn nhưng không lo được nhiều như vậy, đã không biết đã bao nhiêu năm, Ma Tôn rốt cuộc lần nữa cảm thấy chân chính tử vong uy hiếp, xuất hiện ở mình trước mặt. Diệp Thần tay cầm huyết ma kiếm, đi đôi với ác ma mắt lực lượng, chậm rãi nâng lên. Mà vậy Ma Tôn... Vậy hai tay kết một kỳ quái động tác tay, sau lưng ma ảnh động một cái, đi theo Ma Tôn động tác kết ấn, ma khí mãnh liệt, lại vậy Ma Tôn trước người, hình thành một mặt to lớn màu đen gương. Rốt cuộc, Diệp Thần kiếm trong tay, chậm rãi rơi xuống. Ác ma mắt bên trong lại xuất hiện một đạo cổ xưa phù văn. Phù văn lóe lên, trong không gian hiện lên đạo đạo đen nhánh vết rách, một kích này, lại đem không gian cũng hoàn toàn biến dạng. Toàn bộ không gian, cũng theo ác ma mắt động tác mà rung động, thương khung, đất đai, đều bắt đầu tan vỡ. Cái này vô cùng kinh khủng một kiếm, rốt cuộc, rơi vào đen nhánh kia mặt kiếm trên. Một đạo vô cùng ánh sáng chói mắt choáng váng bay lên, đợt khí ngay tức thì lan truyền, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, chỗ đi qua, vạn vật mất đi. Cũng chỉ ở vung xuống kiếm này đồng thời, Diệp Thần cảm giác, mình thân thể, bắt đầu hỏng mất. Hắn hai tay đau đớn vượt quá. Huyết ma kiếm cũng không cách nào cầm giữ, rơi xuống đất, cả người đều bị cái này vô cùng lực lượng đánh vào được mơ màng trầm trầm, thậm chí đều quên nuốt vào trong miệng đan dược, mà hắn thân thể, đang nhanh chóng bể tan tành chính giữa. Đây là, một tiếng tựa như đến từ trên 9 tầng trời, vô cùng uy nghiêm hét lớn, ở Diệp Thần trong đầu chấn động. Cho ta tỉnh, là ác ma mắt, ở nơi này nguy cơ giây phút. Ác ma mắt tỉnh lại Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt đại động, không dám có chút nào lạnh nhạt, ngay tức thì đem những cái kia mạnh mẽ đan dược nuốt vào trong bụng, đồng thời, toàn lực kích thích 6 cái thần vương đạo và bất hủ thần thể ngăn trở. Cắn trả lực và bất hủ thần thể khôi phục lực xen lẫn ở Diệp Thần trong cơ thể, mang tới vô cùng to lớn thống khổ, may là Diệp Thần vậy cơ hồ ngất đi, thân hình từ không trung rơi xuống. Đất đai bể tan tành lên. Một cái thân thể không lành lặn, cả người nám đen, chỉ còn lại bộ xương, bất chấp tia luồng khói xanh, nhìn như, đã chết được không thể chết lại, nhưng là, một khắc sau, cái này thân thể không lành lặn, đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một đôi tràn đầy hung ác vẻ huyết mâu. Ta không có chết, ta còn chưa chết, ha ha ha.
Ma Tôn phân thân khó khăn thở hào hển, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, Diệp Thần mới vừa rồi công kích, quả thật quá kinh khủng, cho dù là hắn, tiếp chiêu này cũng là cửu tử nhất sanh, nhưng là, hắn vẫn là không có chết. Hắn bây giờ bị tổn thương rất nặng, có thể một cái người phàm cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết, nhưng là, cái này lại coi là cái gì? Ở nơi này không gian bên trong thời gian ngắn sẽ không có người đi vào nữa, ở chỗ này, hắn có chính là thời gian, bằng vào ma tộc cường đại thể chất, chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, là có thể khôi phục như cũ. Còn như Diệp Thần, Ma Tôn bây giờ đã không có chút nào lo lắng, lấy hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên cảnh giới, thi triển công kích kinh khủng như thế, trừ phi là trên 9 tầng trời chân thần, mới có thể hoàn toàn điều khiển, bằng Diệp Thần. Hoàn toàn không thể nào. Diệp Thần tiếp nhận cắn trả lực thậm chí so sánh Ma Tôn tạo thành tổn thương hơn nữa to lớn, huống chi vẫn là ma kính phản kích và đánh vào dư âm tổn thương. Cái này con kiến hôi, tất nhiên chết được không thể chết lại. Đạp đạp. Ngay tại lúc này, Ma Tôn lỗ tai động một cái, tựa như, nghe cái gì? Đó là cái gì thanh âm? Ma Tôn huyết mâu bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ, bị thương quá nặng xuất hiện huyễn thính? Đạp đạp. Lại tới, Ma Tôn sắc mặt bắt đầu thay đổi, trong mơ hồ, có một loại dự cảm xấu. Đạp đạp, rốt cuộc, Ma Tôn lại cũng không cách nào ổn định, trong mắt, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ở máu hắn màu bên trong, phản chiếu lại hai đạo thân ảnh mơ hồ, xuất hiện ở bụi mù bên trong. Làm sao có thể? Không, tuyệt đối không thể nào. Bổn Tôn không thể nào chết ở chỗ này. Không thể nào chết ở một giới con kiến hôi trong tay. Không nên tới à, ngươi là ảo giác, ngươi đã chết, liền thần hồn cũng mất đi liền mới đúng à. Đạp đạp, nặng nề bước chân, chậm rãi ép tới gần, Ma Tôn muốn chạy trốn, thậm chí muốn chui vào lòng đất, nhưng mà, hắn nhưng căn bản không làm được những thứ này, chỉ có thể giống như là một con đốt cháy côn trùng vậy, điên cuồng ngọa nguậy thân thể. Vậy hai bóng người, rốt cuộc đã tới Ma Tôn trước người. Trừ Diệp Thần, vẫn còn có một người. Đó là một người vóc dáng vô cùng to lớn, cả người vòng quanh ma khí người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Tựa như thành quân lâm hạ. Hắn lãnh đạm nhìn vậy bị thương Ma Tôn, thở dài một tiếng, ta bản là ma, không nên giết ma. Có thể ngươi, nhưng thất lạc ta ma tộc mặt, nên giết. Hôm nay, ta lấy cửu u tên. Diệt ngươi chi hồn. Ma Tôn phân thân đây là hoàn toàn thấy rõ người đàn ông trung niên mặt, trong mắt đã tất cả đều là sợ hãi, khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo, nào còn có phân nửa liều lĩnh vẻ ngạo mạn. Hắn liều mạng gào thét nói, không, tha ta đi, đại nhân, ta không biết là ngài à. Đại nhân, ngài nếu như trở về ma tộc, linh võ đại lục rất nhiều cường giả tất nhiên là ta ma tộc con rối. Ta nguyện đi theo đại nhân. Người đàn ông trung niên hơi hé môi, thanh âm lạnh như băng ở nơi này trước mắt cảnh tan hoang trên thế giới vang vọng. Xem qua ta thân phận thật sự người, đều chết hết. Người cũng không thể ngoại lệ. Người đàn ông trung niên chỉ một cái. Ma quang ngay tức thì chớp mắt, lướt qua Ma Tôn cổ, phốc thông một tiếng, cái này Ma Tôn phân thân đầu lâu, hoàn toàn rơi xuống đất. Thần hồn câu diệt. Khoảnh khắc gian, chung quanh không gian chấn động. Người đàn ông trung niên nhìn một cái bên cạnh Diệp Thần, nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi ngờ, sau này ta sẽ giải thích. Ngươi mới vừa rồi nhập ma cùng trước kia không giống nhau, ta như không ra tay, ngươi biết hoàn toàn rơi vào ma đạo. Bây giờ, ngươi vẫn không thể như vậy. Ta tiến vào trước ngươi ấn đường, ta cần nghỉ ngơi. Dứt lời, người đàn ông trung niên hóa là một đạo ma quang, chui vào Diệp Thần ấn đường. Hết thảy bình tĩnh. Diệp Thần hoạt động nửa mình dưới, vết thương chồng chất. Hắn miễn cưỡng cúi người xuống, đem sọ đầu này nhấc ở trong tay, một khắc sau, nguyên bổn đã tàn tạ không chịu nổi không gian, hoàn toàn bắt đầu tan vỡ, vô tận ma khí hiện lên, bao gồm Diệp Thần thân thể. Lúc này, nơi lánh đời. Đấu võ đại hội hội trường, đá xanh trên lôi đài. Chu Duyên mặt lộ vẻ hài lòng mỉm cười, chậm rãi đứng lên, thương thế tạm thời ổn định. Cái này trận sau cuộc tranh tài, chỉ cần bỏ quyền, trở lại linh võ đại lục thật tốt điều dưỡng, hẳn không sẽ lưu lại cái gì hậu di chứng.
Hắn nhìn vậy đã càng ngày càng nhạt mỏng ma khí, khóe miệng đều phải liệt đến bên tai, nửa giờ sắp đến, cũng kém không nhiều nên tuyên bố hắn Chu Duyên thắng lợi, cái này, vậy tương đương với tuyên bố Diệp Thần tử hình. Đấu võ đại hội 12 mạnh, thành tích này, cũng xem là không tệ. Nghĩ đến trở lại linh võ đại lục sau đó, nói cho Triệu Bình mình tự tay giải quyết Diệp Thần tin tức này, không biết, Triệu Bình sẽ làm sao đối đãi mình. Bỏ mặc nói thế nào, Triệu Bình nhất định sẽ ra sức bảo vệ mình. Mà Diệp Thần nếu đã chết, Huyền Nguyệt Tông cho dù sẽ trách tội, cũng không khả năng thật bởi vì là một cái chết đi đệ tử chân truyền, buông tha một cái có vô số đóng góp trưởng lão và một cái tiền đồ vô lượng thiên tài đệ tử chứ. Lúc này, Chu Duyên cũng không nhịn được nữa, mặt đầy vẻ châm chọc hướng về phía vậy dị giới ma khí cười nhạo nói. Đi ra à, ngươi phế vật này, ngươi không phải rất cuồng sao? Làm sao theo con chó như nhau giúp lại cái này ma khí bên trong không dám đi ra à? Ngươi cứ như vậy sợ và sư huynh giao thủ sao? Chúng ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử mặt, cũng cho ngươi mất hết à? Ngươi cái đệ tiện thứ hèn nhát, ta kêu ngươi đi ra, ngươi có nghe thấy không à? Chu Duyên giễu cợt, không chỉ có chọc được người xem một hồi khinh bỉ, liền liền những cái kia dự thi nơi lánh đời người dự thi, và Huyền Nguyệt Tông đệ tử cũng không nhìn nổi. Tên này, cũng quá không phải là người chứ. Dùng phong ma hoàn loại này cấm kỵ vật đem đối thủ phong ấn, bây giờ còn kêu ồn ào để cho đối thủ đi ra. Người không biết thật đúng là cho là Diệp Thần trốn ở ma khí bên trong đây. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm đạm mạc, từ vậy dần dần tiêu tán ma khí bên trong truyền ra. À, ta tới. Thanh âm kia chẳng lẽ là... Diệp Thần thanh âm. Tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch, các khán giả hô hấp, ngay tức thì dừng lại, một cái chớp mắt không chớp mắt ngưng mắt nhìn vậy cơ hồ tiêu tán ma khí. Chu Duyên lắc lắc đầu, mình mới vừa rồi nghe gặp cái gì? Là cảm giác sao? Hắn nhìn vậy đạm bạc ma khí bên trong, mơ hồ hiện ra bóng người, con người rung động. Diệp Thần! Diệp Thần trở về! Làm sao sẽ? Không thể nào à! Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt người xem, lại quay đầu nhìn lướt qua sau lưng người xem, phát hiện bọn họ cũng đều một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm đá xanh trên lôi đài ma khí. Không là ảo giác, lại không là ảo giác. Diệp Thần trở về, hắn là làm sao làm được? Chu Duyên lòng ngay tức thì nặng đến đáy cốc, hắn thô trọng hô hấp, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy ma khí. Rốt cuộc, ở ma khí hoàn toàn tiêu tán một khắc trước, một đạo kinh khủng bóng người, rơi vào trong mắt của mọi người. Một cái cả người là máu thanh niên, như thanh tùng đứng. Bên trong tay hắn, nắm một cái sọ đầu. Tựa như vượt qua cửu u tới, lấy mạng tu la ác ma. Nhưng là, cái này còn không là hấp dẫn nhất mọi người ánh mắt địa phương. Tầm mắt mọi người, đều ngưng tụ ở Diệp Thần trên tay phải. Vậy bên phải tay nhấc đầu lâu, nhìn như kinh tởm không chịu nổi, có thể mọi người lúc này chú ý tới, cũng không phải hắn kinh tởm. Mà là hắn trên gương mặt, vẫy không ra sợ hãi. Diệp Thần xách theo, là ma tộc đầu lâu. Một cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi đầu lâu. Diệp Thần, lại thật chém giết một đầu ma tôn phân thân. Diệp Thần lạnh như băng trên gương mặt, hướng về phía Chu Duyên, liệt khai một cái lạnh người mỉm cười, khàn khàn nói, ngươi, đang gọi ta. Lúc này Chu Duyên, đã hoàn toàn tuyệt vọng, cái gì Triệu Bình, cái gì tương lai địa vị, đều đã không trọng yếu. Hắn không biết Diệp Thần là làm sao làm được, nhưng là, hắn rõ ràng, Diệp Thần, là để cho hắn sợ hãi tồn tại. Cho dù bây giờ Diệp Thần nhìn như hơi thở suy yếu, cả người đều bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, Chu Duyên vậy không để được chút nào cùng đối kháng tâm tư. Bây giờ, Chu Duyên trong đầu, cũng chỉ có một ý tưởng, bỏ quyền. Lập tức bỏ quyền. Chỉ cần bỏ cuộc, đại trưởng lão liền sẽ bảo đảm hạ mình một mạng. Sau đó hắn sẽ lập tức trở lại Huyền Nguyệt Tông, rời đi Huyền Nguyệt Tông, kiếp này, lại cũng không xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Trong nháy mắt, Chu Duyên toàn lực kích phát Bắc Hải bảo vệ Thần Châu, ở loãng màn sáng màu xanh ra trời bao phủ hạ, Chu Duyên hô to nói, ta bỏ. Nhưng là, không cùng hắn nói ra một chữ cuối cùng, trước mặt, liền sáng lên một đạo vô cùng là kim quang chói mắt, kim quang đụng vào Bắc Hải bảo vệ Thần Châu trên màn sáng. Màn sáng một hồi đung đưa, Chu Duyên sắc mặt biến đổi,
May là hắn biết Bắc Hải bảo vệ thần châu có thể phòng ở dưới đại đạo võ giả nhất kích, lúc này trong lòng cũng vô cùng là thấp thỏm. Dẫu sao, Diệp Thần là chém giết ma tôn phân thân tồn tại. Bất quá, Bắc Hải bảo vệ thần châu màn sáng rất nhanh ổn định lại, Chu Duyên trong bụng buông lỏng một chút, muốn nói ra một chữ cuối cùng thời điểm. Đột nhiên, một tia vô cùng là đạm bạc kim quang, thẩm thấu Bắc Hải bảo vệ thần châu màn sáng, ở Chu Duyên trong miệng một lượn quanh. Chu Duyên gào thét, một cổ đau nhức ở trong miệng tràn đầy kéo dài, máu tươi chảy đầm đìa, hắn khó có thể tin nhìn một cái mình thân thể. Làm sao có thể? Hắn là làm sao đột phá Bắc Hải bảo vệ thần châu phòng ngự? Mới vừa rồi một kích kia, căn bản không có Hỗn Nguyên võ giả xuất thủ uy thế à? Tại chỗ các khán giả cũng phát ra một tiếng thán phục, mà không chỉ là các khán giả, tất cả người dự thi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều là đông lại một cái. Diệp Thần cười nói, ngươi cứ như vậy sợ không? Tâm thần dao động đến như vậy bước, cho dù là sử dụng hộ thân pháp bảo, ở phòng ngự lúc cũng sẽ xuất hiện một tia sơ hở. Diệp Thần ngón tay động một cái, thu hồi vậy tơ kim quang, hắn mới vừa rồi muốn giết Chu Duyên, dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn không có, chỉ muốn ngăn cản hắn bỏ quyền là tốt, nhưng không thể để cho người này như thế dễ dàng chết. Diệp Thần nói xong, liền liền đại trưởng lão, và các tộc tộc trưởng, nhìn về phía hắn ánh mắt đều thay đổi. Cái này Huyền Nguyệt Tông đệ tử rốt cuộc lai lịch ra sao? Hắn bất quá là Hỗn Nguyên cảnh 3 tầng thiên tu vi à? Giờ phút này, Chu Duyên bất kỳ suy tính, đều đã từ hắn trong đầu biến mất, hắn bây giờ... chỉ muốn rời xa Diệp Thần, hắn cố không được sử dụng nữa Bắc Hải bảo vệ thần châu, toàn lực thi triển thân pháp, chèn ép liền trong thân thể, mỗi một cái trong tế bào lực lượng, hướng dưới lôi đài cấp tốc lao đi. Diệp Thần thấy vậy, lại là cười một tiếng, đột nhiên, nâng tay lên, cầm trong tay đầu lâu, ném về phía chạy trốn Chu Duyên. Đồng thời thầm hô lên, bất hủ, chết. Một đạo ánh sáng, hiện lên đá xanh trên lôi đài. Mặc dù phần lớn người xem cũng không có phát hiện, nhưng, cái này há có thể lừa gạt được tại chỗ tộc trưởng, một số đứng đầu người dự thi và không trung đại trưởng lão. Lúc này, mấy người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau. Diệp Thần bây giờ, lại đã đến như vậy tầng thứ. Hỗn Nguyên cảnh vượt cấp chém chết, đã đủ để cho người rung động. Mà bây giờ Diệp Thần, đối với lực lượng lĩnh ngộ, hoàn toàn không kém gì giống vậy hợp đạo đỉnh cấp võ giả. Thậm chí, so bước vào tạo hóa cảnh cường giả mạnh hơn. Cái này, hoàn toàn là chuyện không có thể à. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng làm được, ở bọn họ trước mắt làm được. Rõ ràng là chuyện không có thể, hắn chính là làm được. Đầu lâu kia tốc độ, lại so Chu Duyên thân pháp nhanh hơn, trong nháy mắt, đánh tới liền Chu Duyên trên người, cự lực xông ra, rắc rắc tiếng không ngừng. Chu Duyên toàn thân xương cốt, đều bị đụng được nghiền. Kỳ quái chính là, hắn xương cốt mặc dù toàn bộ nghiền, máu thịt, lại không có bị tổn thương. Phốc thông một tiếng, Chu Duyên rớt ở trên mặt đất, thân thể cơ hồ không cách nào nhúc nhích, bất quá, hắn vẫn là liều mạng giãy giụa thân thể, hướng dưới lôi đài ngoạ ngoậy. Diệp Thần chậm rãi đi tới, mỗi đến gần một bước, Chu Duyên mắt trung thần trí liền tán mất một phần, cái này tâm trí. Tư chất vượt quá tầm thường Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền, lúc này, ước chừng bởi vì Diệp Thần đến gần, liền bị hù được tâm thần cũng muốn sụp đổ. Làm Diệp Thần đi tới Chu Duyên trước mặt lúc đó. Chu Duyên trong mắt, đã không có bất kỳ lý trí, có, chỉ có sợ hãi và cầu xin. Hắn hướng về phía Diệp Thần, phát ra ý nghĩa không rõ kêu rên tiếng. Sau đó, cái này đã từng náo nhiệt vô hạn thiên tài đệ tử, lại... ở nơi lánh đời nhiều như vậy người xem trước mặt, vùng vẫy, dùng hết toàn thân lực lượng, liều mạng góp qua miệng, đi thân Diệp Thần chân. Các khán giả lúc này, nhìn về phía Chu Duyên ánh mắt, đã không chỉ là khinh bỉ, còn có khiếp sợ. Kết quả muốn biết bao sợ hãi, mới sẽ làm ra như vậy cử động. Không ít người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đã tràn đầy hoảng sợ. Cái này thiếu niên, đúng như Tu La Ma Thần vậy. Diệp Thần lạnh lùng mắt nhìn xuống Chu Duyên, lúc này, bất kỳ giễu cợt cũng đã không có ý nghĩa, đối với một cái đem mình làm một con chó tiện chủng, như thế nào đi nữa giễu cợt hắn, đều là phí công. Ở Chu Duyên thân đến Diệp Thần chân một khắc trước, Diệp Thần giơ chân lên, ầm một tiếng, hoàn toàn đạp bảo.
Tất cả mọi người đều bị Diệp Thần lúc này tản ra sát khí, chấn nhiếp. Rất nhiều các khán giả nhìn Diệp Thần, thậm chí cũng không dám hô hấp. Bất quá, một khắc sau, Diệp Thần liền thân thể thoáng một cái, ngã xuống trên lôi đài. Và ma tôn chiến đấu, tiêu hao chân thực quá lớn, tổn thương được vậy quá nặng. Đừng xem hắn mới vừa rồi giết Chu Duyên, nhìn như cực kỳ dễ dàng, trên thực tế, vì giết Chu Duyên, tại thân thể như tình huống như vậy hạ cưỡng ép ra tay, nhiều lần để cho Diệp Thần thương thế, nặng hơn mấy phần. Nhưng là, vậy thì như thế nào, người đáng chết, tất giết liền. Tuyệt đối không có thỏa hiệp hòa tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đại trưởng lão thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, rốt cuộc mở miệng, tuyên bố, Diệp Thần thắng. Ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, phần thiên cương liền xuất hiện ở Diệp Thần bên người, đem hắn mang xuống lôi đài. Nhìn Diệp Thần cơ hồ vết thương chồng chất thân thể, phần thiên cương trên mặt vậy lộ ra vẻ động dung, kết quả, cường hãn dường nào sinh mệnh lực, mới có thể lấy cái trạng thái này còn sống sót. Hắn than thở một tiếng, cũng không biết, Diệp Thần ở ngày mai bắt đầu tranh tài trước, có thể hay không khôi phục lại có thể tranh tài trạng thái. Diệp Thần bên trong nhà. Diệp Thần tỉnh lại, lúc này đã là đêm khuya. Hắn hoạt động thân thể một chút, cảm thấy từng cơn nhột, lúc này hắn toàn thân cũng sức một loại thuốc rán, tản ra từng cơn dược lực, bồi dưỡng hắn thân thể. Hắn nhìn xem mình tứ chi, thương thế đã khôi phục hơn nửa. Bất quá, hắn ánh mắt lại dừng lại ở trên mình sức thuốc rán lên, có thể khôi phục được tốt như vậy, vậy may mà phần thiên cương thuốc rán đi. Diệp Thần mới vừa tỉnh lại ngay tức thì, ngoài cửa liền nhớ tới phần thiên cương thanh âm, thằng nhóc, tỉnh rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, đa tạ tộc trưởng xuất thủ tương trợ, ta đã tốt hơn nhiều. Phần thiên cương từ ngoài cửa đi vào, nhìn lướt qua Diệp Thần, mặc dù hắn sắc mặt còn có chút thương trắng, nhưng vậy so với trước đó bình thường nhiều, cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái hơi kinh ngạc vẻ, hắn biết Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh mẽ. Bất quá lại không nghĩ rằng Diệp Thần có thể khôi phục được nhanh như vậy. Mặc dù đang giúp Diệp Thần sức thuốc gián lúc, phần thiên cương đã biết Diệp Thần thân xác không bình thường, nhưng dù vậy, có thể nhanh như vậy liền phục hồi như cũ, vậy thật sự là không tưởng tượng nổi. Thằng nhóc này thật là người. Huyết mạch hắn, tựa hồ vậy không việc gì đặc biệt. Phần thiên cương lắc đầu một cái, chân thực quá nghịch thiên, quá yêu nghiệt. Diệp Thần nói, tộc trưởng. Ta ngủ bao lâu? Thi đấu thế nào? Phần thiên cương nói, bây giờ còn chưa tới ngày thứ hai thi đấu, ban ngày thi đấu, quyết định trước 12 mạnh, đây là danh sách, ngươi xem một chút đi. Vừa nói đem một phần chụp cuốn vứt cho Diệp Thần, lại nói, ngươi bây giờ thân thể, có thể tham gia ngày mai thi đấu sao? Diệp Thần cười nói, không thành vấn đề, tộc trưởng không cần phải lo lắng. Phần thiên cương gật đầu một cái, không nói gì nữa, đi ra cửa. Diệp Thần nhìn trong tay chụp cuốn, trước 12 mạnh, linh ảnh tộc còn dư lại 4 người, thánh tộc còn dư lại 4 người, Tống Thiên Ninh bị đào thải, còn có mình, Liễu Minh, Long Huyền, cùng với Lăng Phong tộc một người thiên tài. Trước đây 12 mạnh, cơ hồ chính là trời thánh và thiên ảnh hai tộc đối chiến. Diệp Thần nhẹ nhàng khạc ra một hơi, hắn trạng thái, còn không có đạt tới đỉnh cấp, xem qua chụp cuốn dưới, liền tùy ý vứt xuống một bên, ngồi xếp bằng lên. Bắt đầu toàn lực luyện hóa dược lực, hắn nhất định phải đoạt được thi đấu thứ nhất. Thiên trì, hắn nhất định phải tiến vào máu thần ao. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần liền đi theo phần thiên cương đi tới đại hội hội trường, thứ ba bánh tranh tài quy tắc, vẫn là giống như vòng thứ hai vậy, rút thăm khiêu chiến, lúc này Diệp Thần vận khí không tệ, rút được thứ ba. Mà thứ nhất và thứ hai tên, thì theo thứ tự là linh ảnh tộc một người và thánh tộc một người. Ở ông cụ to lớn chủ trì dưới, thiên ảnh tộc người leo lên đá xanh lôi đài, có thể ra Diệp Thần dự liệu là, người này, lại khiêu chiến đồng tộc một người, trên mặt mang cái mất tự nhiên nụ cười thiếu niên. Hai người mới vừa lên đài, tên kia người khiêu chiến, liền nhận thua. Tên kia kêu Trung U thiếu niên, trực tiếp lên cấp. Thánh tộc người khiêu chiến, bắt chước làm theo, khiêu chiến tên là Tôn Dương thanh niên, giống vậy lập tức nhận thua. Mà các khán giả, tựa như cũng đối với lần này thấy có lạ hay không. Diệp Thần vậy bừng tỉnh, cái này hai người, nhất định chính là thiên ảnh và thiên thánh hai tộc bên trong người mạnh nhất,
bây giờ trước 12 tên bên trong, mỗi một người dự thi đều không phải là dễ đối phó. Thà mạo hiểm cùng bọn họ tranh đoạt số người, không bằng, trước bảo đảm bổn tộc mạnh nhất thiên tài lên cấp. Một mặt, cái này hai người thiên mới không có đi qua tranh tài tiêu hao, có thể ở tranh đoạt trước tam cường lúc, bảo đảm mình thuộc về trạng thái tột cùng, mặt khác, vậy tránh khỏi thực lực bại lộ quá nhiều. Ngược lại, có thể ở chiến đấu kế tiếp bên trong xem xét đối thủ, đối với bọn họ mà nói, là vô cùng là có lợi. Dẫu sao, cho dù là bọn họ, mặt đối với hiện tại chàng thượng những thứ này đối thủ, coi như thủ thắng, vậy sẽ trả ra một ít giá phải trả, ảnh hưởng đến ngày mai tranh tài. Trước hai trận thi đấu nhanh chóng kết thúc, cuối cùng đã tới Diệp Thần lên đài khiêu chiến. Ông cụ to lớn nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, người muốn khiêu chiến người nào? Diệp Thần ánh mắt từ Liễu Minh, Long Huyền trên mình lướt qua một cái, hắn tự nhiên không có phát hiện ở liền khiêu chiến đồng môn ý tưởng, Huyền Nguyệt Tông người, ở đấu võ đại hội lấy được đặt tên lần càng cao càng tốt. Rốt cuộc, Diệp Thần ánh mắt, dừng lại ở thánh tộc trên người một người, mở miệng nói ta muốn khiêu chiến người này. Các khán giả, thậm chí tên kia người dự thi, đều lộ ra giật mình diễn cảm, ở bọn họ trong ý nghĩ, Diệp Thần, nhất định sẽ khiêu chiến tên kia Lăng Phong tộc thiên tài, nhưng mà, hắn nhưng khiêu chiến Thần Duệ. Tên kia bị khiêu chiến thánh tộc thiên tài nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, khiêu chiến hắn, mà không khiêu chiến vậy Lăng Phong tộc người. Ý nghĩa là ở Diệp Thần xem ra hắn so với kia Lăng Phong tộc thiên tài yếu. Đây quả thực, là đối với Thần Duệ làm nhục. Lúc này, các khán giả mặc dù bàn luận sôi nổi, lại không có bất kỳ một người nào, dám nữa giễu cợt Diệp Thần. Diệp Thần đã chứng minh hắn thực lực, sở dĩ lựa chọn khiêu chiến thánh tộc người, nhất định có lý do của hắn. Diệp Thần không hề quản như vậy nhiều, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, vậy Lăng Phong tộc thiên tài, so người này mạnh hơn mà thôi. Đối với Diệp Thần mà nói, hắn càng muốn tin tưởng mình cảm giác, mà không phải là cái gì cái gọi là Thần Duệ các loại danh tiếng. Những cái kia, bất quá là hư danh mà thôi. Diệp Thần, chưa bao giờ lấy hư danh để phán đoán một người. Hai bên cũng bước lên đá xanh lôi đài, ông cụ to lớn tuyên bố, phần thiên tộc Diệp Thần, đúng, thánh tộc Tôn Đình, bắt đầu tranh tài. Một phương là Thần Duệ thiên tài, một phương là lộ ra tuyệt mạnh thực lực Huyền Nguyệt Tông đệ tử, cái này trận thi đấu, đủ để cho các khán giả hưng phấn, mới vừa bắt đầu, liền bạo phát ra đinh tai nhức óc hô to. Tôn Đình ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, ngươi chọn lựa chiến ta, tại sao? Hắn là cao quý Thần Duệ, lại có người dám chủ động khiêu chiến hắn. Diệp Thần cười nhạt nói, khiêu chiến ngươi, còn cần gì lý do sao? Tôn Đình nhìn Diệp Thần lạnh nhạt dáng vẻ nói, ngươi có biết hay không, nơi lánh đời, có hai cái bộ tộc, là vô cùng là đặc biệt tồn tại. Diệp Thần cân nhắc đánh giá hắn nói, Thần Duệ. Tôn Đình sắc mặt, bộc phát âm trầm, ngươi biết. Ngươi nếu biết, còn chọn chiến ta. Diệp Thần nhìn Tôn Đình vậy đôi ngạo mạn con ngươi, đột nhiên cười, cười được có chút khinh thường. Cái gì chó má Thần Duệ, ở ta trong mắt, bất quá là hư danh thôi, ta khiêu chiến ngươi lý do, rất đơn giản, ngươi, so với kia Lăng Phong tộc thiên tài, yếu hơn. Thậm chí, trên trận còn dư lại người dự thi bên trong, ngươi là yếu nhất. Cho nên ta khiêu chiến ngươi, dẫu sao ta hiện tại thân thể còn không có khôi phục lại trạng thái tột cùng, hạ trận thi đấu trước, ta muốn hạ xuống tiêu hao, tự nhiên muốn khiêu chiến ngươi cái này một người yếu. Tôn Đình mở chừng hai mắt, trong mắt tràn đầy tia máu, giận dữ hét. Ngươi, không chỉ có làm nhục ta, còn làm nhục ta Thần Duệ tên. Chờ ta đem ngươi dẫm ở dưới chân lúc đó, không biết, ngươi cái miệng kia, có hối hận hay không nói ra qua như vậy lời nói. Diệp Thần cười nói, đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Tôn Đình quát lên một tiếng lớn, thân hình chớp động, đồng thời, một cổ ẩn chứa vô cùng là hung man hơi thở quyền ý, ở đấu võ đại hội hội trường lên tràn ngập. Man Long Quyền. Theo Tôn Đình tiếng quát, một đạo nhìn qua vô cùng là hung mãnh dã man long hành dấu quyền, hướng Diệp Thần gào thét đi. Tôn Đình đồng dạng là một cái đem tu vi áp chế ở hợp đạo đỉnh cấp thiên tài. Diệp Thần nhìn vậy gầm thét man long, mặt không đổi sắc, chuyển động thân hình, hướng một cái phương vị né tránh, đồng thời một quyền đánh trúng. Diệp Thần không có khiến cho xuất toàn lực, hắn hai tay còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như bây giờ dùng toàn lực mà nói, có thể sẽ tăng thêm thương thế.
Diệp Thần sử dụng lực lượng, thậm chí so Tôn Đình, còn kém mấy phần. Cảm thụ Diệp Thần giấu quyền bên trong yếu với mình lực lượng, Tôn Đình trên mặt, lộ ra một cái ngạo mạn nụ cười, giễu cợt nhìn Diệp Thần. Tôn Dương còn nói tên này rất mạnh, hừ, liền chút thực lực này. Cũng tốt, ta ở nơi này cầm cái này rác dưới thu thập, nói không chừng, còn có cơ hội thắng được thi đấu hạng 3, có tiến vào thiên chỉ tư cách. Hai đạo quyền ý đụng nhau ngay tức thì, Tôn Đình nụ cười, đọng lại. Diệp Thần giấu quyền trên, dạo rực dậy một tầng nước gợn vậy kim quang. Đụng, chấn động, vậy sóng gợn giống vậy kim quang, ngay tức thì thấm vào nhập vậy man long giấu quyền bên trong, dạo rực. Một khắc sau, cái này man long giấu quyền, lại bị lực lượng yếu hơn hổ lang giấu quyền, ngay tức thì xé nát. Ầm một tiếng, Tôn Đình liền ra đếm quyền. Mới đưa màu vàng kia giấu quyền tiêu diệt. Hắn thở hào hển ngưng mắt nhìn Diệp Thần, đây là vì cái gì? Quyền của hắn rõ ràng so ta yếu, nhưng vì cái gì thua là ta? Trên khán đài Tôn Dương khẽ lắc đầu nói, Tôn Đình, bây giờ ngươi biết, tại sao ta nói, Diệp Thần rất kinh khủng chứ? Ngươi, hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Diệp Thần cười nói, đây chính là cái gọi là thần duệ. Ngươi đối với ngươi lực lượng, khống chế được quá kém, ta khuyên ngươi, vẫn giống như cái đó Trung Hàn Minh như nhau, bây giờ đã đột phá tạo hóa cảnh. Nếu không, cho dù ta áp chế thực lực, ngươi ở ta trong tay, vậy không chống nổi ba chiêu. Ngươi, không có tư cách, để cho ta đem hết toàn lực. Bình thản thanh âm vang khắp. Đây là Diệp Thần tư cách. Lời này vừa nói ra. Ngay tức thì một phiến xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Lại dám làm nhục thần duệ cái này hai chữ. Liền liền dưới đài mọi người cũng là hiện lên từng cơn tức giận. Tự tìm cái chết, Tôn Đình gầm hét lên, không cho phép ngươi làm nhục thần duệ tên. Thân hình hắn động một cái, ngay tức thì đi tới Diệp Thần trước người, hai tay ngay cả động, điên cuồng đánh, bắp thịt đỏ tươi nhô ra, hiển nhiên linh lực đã vận chuyển tới cực hạn. Man long trăm liền, nháy mắt tức thì, phảng phất có trên trăm đầu man long. Hướng về phía Diệp Thần gầm thét đụng tới, một chiêu này, mơ hồ vượt qua nửa bước tạo hóa lực lượng. Cũng tốt, để cho ta làm nóng người một chút đi. Ở đó không gian cảm ngộ canh kim khí, sẽ dùng ngươi thử một chút. Diệp Thần cười một tiếng, lại thong thả chống đỡ dậy Tôn Đình công kích. Mỗi nhất kích, Tôn Đình đều cảm giác Diệp Thần lực lượng yếu hơn với mình, nhưng mà hắn hai tay kim quang dạo rực, nhưng mỗi lần cũng có thể ở tiếp xúc ngay tức thì. Hóa giải thế công của mình. Trăm đánh sau này, Tôn Đình đột nhiên sắc mặt cuồng biến, đứng tại chỗ một hơi một tí, hắn hai tay, lại bịch một tiếng, tuôn ra một hồi xương máu, máu thịt tan vỡ, xương tay bể tan tành. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn đã đờ đẫn Tôn Đình, lạnh lùng nói, bây giờ, ngươi hiểu chưa, cái gì thần duệ, đều là chó má, ngươi, rất yếu. Tiếp theo, hắn đột nhiên một cước bay lên, trùng trùng đá về phía Tôn Đình. Lúc này, thật ra thì cũng không phải Tôn Đình không muốn né tránh, chỉ là, Diệp Thần canh kim khí dọc theo cánh tay thấu nhập trong cơ thể hắn, không ngừng phá hư hắn kinh mạch, tạm thời linh lực rối loạn, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Một cước này, nặng nề đá vào Tôn Đình trên thân thể. Diệp Thần một cước đem Tôn Đình đạp trên đất, nhàn nhạt nói người phải đem ta dẫm ở dưới chân. Bây giờ thế nào? Tôn Đình trúng một cước này. Cơ hồ đã ngất đi, liền mở miệng phản bác đều không cách nào làm được. Cái này nơi lánh đời lên, chí cao vô thượng thần duệ tên, chỉ như vậy miễn cưỡng bị Diệp Thần đạp bể. Cho dù là thần duệ ở giữa thiên tài, ở Diệp Thần trước mặt, giống vậy không chịu nổi một kích. Lúc này, ông cụ to lớn tuyên bố, Diệp Thần, thắng. Đi xuống lôi đài, Diệp Thần đột nhiên sắc mặt một trắng, chiến đấu mới vừa rồi, hắn sử dụng lực lượng đã rất ít. Nhưng không nghĩ đến, dù vậy, hay là để cho hắn thương thế tăng thêm một phần. Cố nhiên không hề mục nát thần thể, cũng không phải nghịch thiên tồn tại. Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, xem ra, kế tiếp thi đấu, lại không xem được, phải bắt chặt chữa thương mới được. Và phần thiên cương sau khi chào hỏi, Diệp Thần liền quay trở về bên trong nhà, tiếp liền ăn vào đếm viên thuốc, bắt đầu khôi phục thương thế. Trưa đêm, làm Diệp Thần tỉnh lại lúc. Phần Thiên Cương lần nữa xuất hiện ở liền Diệp Thần cửa phòng ra, hắn biết, Phần Thiên Cương là tới nói cho hắn ngày hôm nay tranh tài trạng huống.
Phần Thiên Cương không có ở lâu, cầm người lên cấp danh sách ném cho Diệp Thần sau đó, liền rời đi. Diệp Thần nhìn trong tay phần danh sách này, như có điều suy nghĩ. Không ra hắn ý liệu, vậy Lăng Phong tộc thiên tài, quả nhiên có chỗ hơn người, thực lực muốn so với cái gọi là thần duệ, mạnh hơn một phần. Căn cứ phần Thiên Cương miêu tả, người này tựa hồ chạm tới một tia quy luật lực, lần này, lên cấp người thì có hắn. Trừ mới bắt đầu không chiến mà thắng Thánh tộc và Linh Ảnh tộc hai người thiên tài, Liễu Minh và Long Huyền cũng được công lên cấp, bất quá, Long Huyền ở chiến đấu lần này bên trong, tựa hồ vậy bị thương không nhẹ. Ngày mai thi đấu, chính là quyết ra trước ba, chỉ cần ngày mai lấy được một tràng thắng lợi, liền có thể bảo đảm bí truyền đệ tử tư cách. Đến lúc đó, hắn ra nơi này, cũng có thể đi tìm Huyền Nguyệt Tông sư phụ, hỏi một câu luân hồi huyền bia sự việc. Ban đầu Tử Ngưng sư tỷ tự mình nói, trở thành Huyền Nguyệt Tông bí truyền đệ tử, mới có tư cách và sư phụ trò chuyện luân hồi huyền bia. Bất quá, Diệp Thần mục tiêu, dĩ nhiên không chỉ là trước ba. Hắn, nhất định sẽ có được hạng nhất, tiến vào ngày đó ao máu thần khu. Cái đó ở Vạn Kiếm Đế cung cứu hắn cô gái thần bí, để cho hắn ngày qua ao, tuyệt đối có duyên phận do. Lúc này, hắn buông xuống trục cuốn, nhắm hai mắt lại, tiếp tục chữa thương, ngày mai thi đấu trước, hắn hẳn kém không nhiều có thể khôi phục đi. Ngày thứ hai, Diệp Thần đi tới đấu võ đại hội hội trường. Rút thăm kết thúc, đầu tiên ra sân, là tên kia Linh Ảnh tộc, tên là Trung U Thiên Tài. Hắn mang trên mặt nụ cười không tự nhiên, giống như là nhìn chằm chằm con mồi vậy, phong tỏa sắc mặt có chút tái nhợt Long Huyền. Long Huyền cũng không có bất hủ thân thể, khôi phục tốc độ tự nhiên không có Diệp Thần yêu nghiệt. Hai người leo lên lôi đài. Ông cụ to lớn tuyên bố, Trung U đối với Long Huyền, bắt đầu tranh tài. Long Huyền như lâm đại địch vậy, ngay tức thì ngón tay bắt pháp quyết, quanh thân lại truyền tới từng cơn long khiếu. Hắn biết Trung U rất mạnh, hơn nữa hắn bây giờ bị thương trên người, trận chiến này, tuyệt không thoải mái. Mà Trung U nhìn bây giờ Long Huyền, thì phát ra hai tiếng mất tự nhiên tiếng cười nói, thú vị, ngươi là người vẫn là xuất sinh. Long Huyền nghe vậy ánh mắt trầm xuống nói, à, vậy ngươi đâu, ngươi tinh thần như thế không bình thường, là người còn là chó điên. Trung U sững sốt một chút, sau đó lập tức phình bụng cười to. Đột nhiên, hắn không cười, mang trên mặt vẫy mất tự nhiên lạnh lùng nhìn Long Huyền nói, Huyền Nguyệt Tông tiểu xuất sinh, miệng thật là độc, vậy ta, có thể muốn cắn ngươi chết bầm. Dứt lời, Trung U bóng người bỗng nhiên biến mất, Long Huyền con ngươi co rúm một cái, liền liền trong cảm nhận của hắn, Trung U bóng người tựa hồ đều biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Huyền bên người, chỉ một quả đấm, tựa như vô căn cứ xuất hiện vậy, hung hãn đánh vào Long Huyền trên gương mặt. Ầm một tiếng, đá xanh lôi đài quơ quơ, Long Huyền thân thể sau đó đánh bay ra. Hắn trên gương mặt long khí bể tan tành, máu tươi cuồng trào, trong con người vậy tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa, thật giống như không riêng gì tốc độ nhanh, cái này Trung U lại giống như là có thể tránh thoát hắn thần thức vậy. Ở Trung U xuất thủ ngay tức thì, Long Huyền mới nhận ra được hắn vị trí, căn bản phản ứng không kịp nữa, nếu không phải hắn miễn cưỡng ở thời khắc tối hậu kích phát hộ thân pháp bảo, mới vừa rồi một quyền kia, có thể sẽ để cho hắn bị thương nặng. Long Huyền thân thể trên không trung lộn, bí pháp dẫn động huyết mạch long khí đem hắn hoàn toàn bao phủ, ngay tại hắn sắp khống chế thân thể rơi xuống đất thời điểm, Trung U bóng người, lại lần nữa biến mất. Long Huyền hít sâu một hơi, bước ra một giọt máu tươi, nhưng mà lần này, Trung U công kích lại không có đến, Long Huyền sau khi rơi xuống đất, lập tức bắt đầu tìm kiếm Trung U bóng người. Đột nhiên, hắn sau lưng vang lên một cái mất tự nhiên tiếng cười. Tiểu xuất sinh, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hắn trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng, tiếp tục như vậy, ngươi nhưng mà sẽ chết nha. Tiếp theo, một con bị bóng đen bao gồm quả đấm, trùng trùng nện ở Long Huyền hộ thân trên màn sáng, năng lượng bùng nổ, đá xanh trên lôi đài xuất hiện vết rách, màn sáng đung đưa, cái này nhìn như tầm thường một quyền, lại uy lực kinh người. Long Huyền hộ thân màn sáng lớn chiến, bất quá vẫn là miễn cưỡng đỡ được một chiêu này, nhưng là, hắn sắc mặt nhưng ngay tức thì thương liếc một phần, hiển nhiên, chặn một kích này, đối với hắn linh lực tiêu hao cực lớn. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc, tiếp theo,
Long Huyền giống như là một bao cát như nhau, một phương diện thừa nhận Trung U công kích. Trung U một bên đánh một bên điên cuồng cười lớn, như thế nào? Huyền Nguyệt Tông tiểu xúc sinh, bây giờ ta là người, còn là chó điên. Các ngươi những thứ này ngoại giới rác rưởi, có thể cùng cao quý huyết mạch chúng ta đấu võ, đã coi là vận khí. Đừng nhanh như vậy nhận thua nha, ta có thể còn không có chơi đủ đây. Huyền Nguyệt Tông ủng có một bộ phận máu rồng huyết mạch tuyệt thế thiên tài Long Huyền, lại bị cái này Trung U đánh được không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hắn biết, Trung U nếu như đem hết toàn lực nói, Long Huyền bây giờ, đã bị thua. Có thể cái này Trung U, nhưng thật giống như có lòng trêu đùa mình con mồi vậy, khống chế lực đạo, từng điểm tiêu hao Long Huyền hết thảy. Hơn nữa, nếu như hắn không có cảm giác sai, Trung U trên mình, tản ra hơi thở là quy luật lực. Diệp Thần ở Hỗn Nguyên cảnh nắm giữ một số quy luật, đối pháp thì lực so tại chỗ người bất kỳ đều biết. Nếu như hắn đoán không lầm, đây là ảnh pháp tắc. Trung U tổ tiên là linh võ đại lục thượng cổ cường giả, xem ra, để lại không ít thứ, phúc trẻ con cháu. Đây chính là, linh ảnh tộc mạnh nhất thiên tài sao? Quả nhiên khó đối phó. Long Huyền cho dù mạnh hơn nữa, nếu không phải có thể lĩnh ngộ một tia quy luật lực, cuộc chiến đấu này, liền không có chút nào phần thắng. Long Huyền lúc này màn sáng đã bắt đầu lúc sáng lúc tối lóe lên, hiển nhiên, hắn sắp đến cực hạn. Ngay tại Trung U vậy không ngừng giễu cợt và cười quái dị bên trong, Long Huyền hộ thân màn sáng, rốt cuộc, chớp mắt mất. Hi 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 hi. Trung U nhìn Long Huyền, mặt mũi bởi vì hưng phấn hơi vặn vẹo, chuyện đùa, bây giờ mới chịu bắt đầu nha. Tiếp theo, hắn thân hình, lại một lần nữa biến mất. Phốc thử một tiếng, máu tươi tung tóe. Trung U mang lạnh người nụ cười, xuất hiện ở Long Huyền trước người, nhưng mà, hắn nụ cười rất nhanh đọng lại. Máu kia, cũng không phải là Long Huyền máu, mà là chính hắn. Long Huyền chậm rãi thu hồi mình mang máu tươi tay, lạnh lùng nói, đúng vậy, chuyện đùa, bây giờ mới chịu bắt đầu. Trên bầu trời ông cụ to lớn khẽ lắc đầu, Trung U như ban đầu liền dùng toàn lực, vậy chưa đến nỗi như vậy, bây giờ, ngược lại thì tiện nghi đối thủ. Trung U thiên phú rất mạnh, không kém gì Tôn Dương, nhưng là, hắn nhưng cơ hồ không cách nào khống chế, hành hạ mình con mồi tâm trạng. Mà theo Long Huyền phản kích, yên lặng khán đài, rốt cuộc bộc phát giống như sơn hô hải khiếu vậy tiếng kinh hô. Không chỉ là bởi vì Long Huyền phản kích, còn bởi vì Long Huyền bên ngoài lại biến hóa. Lúc này Long Huyền, thân hình càng cao lớn hơn liền một phần, trên mình che lấp miếng vảy, càng thâm thúy hơn, ngăm đen, hắn hình tượng cũng cùng trong truyền thuyết giao long thân phận thật sự, hơn nữa đến gần. Diệp Thần nhìn Long Huyền biến hóa trên người, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, Long Huyền, thành công. Sợ rằng Long Huyền kích hoạt huyết mạch lực. Ở linh võ đại lục, huyết mạch khủng bố, có thể để cho võ giả mạnh mẽ rất nhiều lần. Nếu như không phải là mình luân hồi huyết mạch không có thức tỉnh, Diệp Thần đã sớm thử. Thậm chí Diệp Thần thật là tò mò, trong cơ thể hắn bị luân hồi mộ địa đại năng, vĩnh hằng thánh vương các người ca ngợi luân hồi huyết mạch, kết quả có hơn nghịch thiên. Chỉ có kích hoạt luân hồi huyền bia mới có thể biết. Trên trận, Trung U xoay người lại, ngưng mắt nhìn Long Huyền, hắn tự nhiên phát hiện Long Huyền hình tượng biến hóa, bất quá, cái này cũng không phải hắn quan tâm. Hắn để ý là Long Huyền hơi thở. Long Huyền hơi thở thay đổi, trong phảng phất, mang theo một tia huyết mạch lực, hắn, lại đang cùng Trung U trong khi giao chiến, chạm tới huyết mạch đồ. Cảm thụ mông lung kia lực lượng, Long Huyền dù gì nói, là ngươi ép ta. Long tộc, không chỉ là giữa trời đất nhất chủng tộc cường đại một trong, chúng bản thân, canh tượng trưng cho một loại đại đạo. Long có thể lặn xuống nước, có thể bay lên không, có thể vào lửa. Bất luận dạng gì hoàn cảnh, dựa vào hắn cường đại sinh mệnh lực, cũng có thể thích ứng, từ đó đổi được càng cường đại hơn, cái này, chính là long lực lượng. Thần Long gia tộc và Thánh Long gia tộc có thể trở thành linh võ đại lục gia tộc cao cấp, chính là bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ thần long huyết mạch. Trung U nhìn chằm chằm Long Huyền, hắn không cười. Nhìn như bình tĩnh lại, nhưng mà, trong mắt điên cuồng, nhưng nổi lên được hơn nữa nồng đậm. Tựa như trước bình minh hắc ám, yên lặng trước bão táp. Mình con mồi, lại phản công. Là muốn phá hoại mình vui thú sao? Hắn làm sao dám?
Như vậy, không phải không dễ chơi sao? Xem ra, phải thật tốt dạy dỗ một chút con súc sinh này. Một khắc sau, trùng u bóng người, lần nữa biến mất không gặp. Mà cùng lúc đó, Long Huyền trên mình, mỗi một phiến vảy đen trung tâm, đều hiện lên ra một đạo kim văn, tựa như biến thành từng hạt tròn con ngươi vậy. Long Huyền ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía một nơi, nơi đó trên mặt đất, một đạo bóng đen nhàn nhạt, đang nhanh chóng chớp động. Thông Thiên Quyền, Hóa Long. Quyền ý gào thét, giống như thần long hạ xuống, nếu như nói Tôn Đình Man Long Quyền mạnh mẽ ở lực lượng, Long Huyền Quyền, liền mạnh ở huyết mạch. Long Huyền giấu quyền biến thành long ảnh, muốn so với Tôn Đình Man Long, thật hơn thiết trăm lần. Cái này, mới thật sự gọi là hình rồng. Âm một tiếng, đá xanh lôi đài, bị Long Huyền một quyền này, đánh ra một cái hố nhỏ, mà trung u bóng người, ở đó đạo bóng tối bị đánh trúng ngay tức thì, vậy rốt cuộc xuất hiện ở trên lôi đài, hắn hai tay vén ở trước ngực, bóng tối ngưng tụ, chặn lại Long Huyền quyền này, nhưng vậy liền lùi lại mấy bước. Trung u sắc mặt, rốt cuộc có chút khó coi. Trung u lại là trốn vào mình bóng dáng bên trong, cũng lấy cấp tốc đến gần Long Huyền, trong chốc lát, liền sẽ cho người một loại thuấn di vậy ảo giác. Lúc này, lại bị Long Huyền xem thấu, Trung U ảnh độn tốc độ cực nhanh, hơn nữa thần niệm thật khó cảm giác, hiển nhiên, Long Huyền trên người miếng vải biến hóa sau đó, hắn cảm giác, tăng cường thật nhiều. Long Huyền ăn vào một quả thái thượng trưởng lão cho hắn đan dược, ngưng mắt nhìn Trung U, hắn mặc dù khám phá Tôn Đình biến mất chân tướng, nhưng là, ánh mắt nhưng hơn nữa ngưng trọng. Trung U lại dễ dàng như thế đỡ được hắn nhất kích. Lúc này, Trung U nhìn Long Huyền, trong mắt điên cuồng, rốt cuộc từ từ biến mất một phần. Dưới sàn, toàn thân khỏa được giống như bánh trưng vậy, đang xem cuộc chiến Tôn Dương nhìn Trung U hình dáng, đột nhiên kích động run rẩy, khó có thể tin nói, tộc trưởng, Trung U đây là. Linh ảnh tộc trưởng nhìn như, vậy vô cùng là hưng phấn gật đầu một cái nói, Trung U hắn. Thật giống như nghiêm túc. Trung U thuở nhỏ chính là linh ảnh tộc bên trong, thiên tài xuất sắc nhất, nhưng là, lại là một cổ quái thiên tài, bởi vì hắn từng có tại thực lực cường đại, Trung U cơ hồ không có khổ chiến qua. Chiến đấu đối với hắn mà nói, dần dần đổi thành một loại vui đùa, bởi vì linh ảnh tộc vậy trong huyết mạch mang theo tàn nhẫn, chiến đấu, biến thành hành hạ đối thủ làm vui quá trình. Trung U hắn, cơ hồ không có nghiêm túc chiến đấu qua. Lúc này, đối mặt Long Huyền, Trung U rốt cuộc, tìm được một phần chiến đấu cảm giác, mà không phải là vui đùa. Trung U nhìn Long Huyền, nhàn nhạt nói ảnh pháp tắc. Theo Trung U thanh âm, dưới chân hắn bóng dáng, lại theo Trung U chân, leo lên hắn thân thể. Ở hắn trên thân hình, hình thành một đạo bóng tối bình phong che chở, thân hình hắn động một cái, ngay tức thì hướng Long Huyền phóng tới. Long Huyền hít sâu một hơi, trên tay mang đối với cốt chất hổ chỉ. Đột nhiên bộc phát ra vô cùng là khí tức cường đại, quyền ý bùng nổ, nộ long gầm thét, long ngâm chấn thiên. Long Huyền và bị bóng tối bao trùm Trung U thân hình, ngay tức thì đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hai người cũng không biết ra tay bao nhiêu lần, cường đại năng lượng đụng nhau, dư âm hướng bốn phía phóng xạ đi, hội trường chấn động, trên lôi đài hiện lên đếm không hết vết rách. Lại là một tiếng vang dội, vậy liên miên không dứt tiếng nổ. Rốt cuộc ngừng nghỉ. Một người bóng người, cấp tốc bay ngược, thẳng tắp bay về phía dưới lôi đài. Nhưng đột nhiên, một đạo thân ảnh khác tốc độ, so với kia đổ bay ra người nhanh hơn. Ở hắn rơi vào dưới đài trước, xuất hiện ở hắn sau lưng, đem hắn thân thể chặn. Người này khóe miệng, mang một tia máu tươi, khuôn mặt lạnh như băng lên, dần dần hiện lên một cái vặn vẹo nụ cười, mắt nhìn xuống trước người đã trọng thương. Mất đi ý thức Long Huyền thân thể, lộ ra vô cùng là khát vọng thần sắc. Khát vọng đem xé nát. Hai người chính diện giao phong, thắng lợi, là Trung U. Trung U tay động một cái, thì phải hướng về phía trên đất Long Huyền rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một cái uy nghiêm ông già thanh âm vang lên, người thắng, Trung U. Cái thanh âm này bên trong, mang một loại vô hình uy thế, ngay tức thì vang khắp toàn trường, ở thanh âm xuất hiện trong nháy mắt. Trung U, lại ngay cả động đều không cách nào lại động một cái. Ông cụ to lớn ánh mắt nhàn nhạt quét Trung U một mắt, Long Huyền đẳng cấp này Huyền Nguyệt Tông đệ tử, nhưng không thể để cho Trung U giết. Và Diệp Thần giết Chu Duyên không cùng,
đó là Huyền Nguyệt Tông bên trong tông truyện, bọn họ nơi lánh đời người nếu là ở đấu võ trong đại hội, đang đối với tay mất đi sức đề kháng dưới tình huống còn bị thương đối phương tánh mạng, nhưng mà có phiền toái lớn. Huyền Nguyệt Tông mặc dù không phải là linh võ đại lục thế lực cao cấp, nhưng là Huyền Nguyệt Tông ở thượng cổ nội tình cũng không yếu, thậm chí Huyền Nguyệt Tông tổ sư gia, liền thế lực cao cấp đều phải sợ hãi. Trung U nghe vậy, cắn răng, vô cùng là không cam lòng nhìn một cái trên đất Long Huyền, vẫn là lặng lẽ đi xuống lôi đài, xuống đài đồng thời, lại không nhịn được nôn một tiếng, vừa trội một ngụm máu tươi, hiển nhiên, hắn vậy bị thương không nhẹ. Diệp Thần nhìn bị mang kết quả Long Huyền, khẽ thở dài một hơi, Trung U hiển nhiên chạm tới quy luật lực thời gian không ngắn, đối với quy luật lực cảm ngộ, so đang đối chiến bên trong, vội vã thi triển huyết mạch bí pháp Long Huyền sâu được hơn. Hơn nữa, bất luận thân xác, linh lực, huyết mạch khống chế đợi một chút, cũng vô cùng là xuất sắc. Long Huyền sa sút, cũng ở đây hắn ý liệu bên trong. Theo Trung U và Long Huyền tranh tài kết thúc, trận thứ hai thi đấu, ở ông cụ to lớn tuyên bố xuống, bắt đầu. Trận thứ hai thi đấu, thánh tộc thiên tài, Tôn Dương đi lên lôi đài, ánh mắt ở Diệp Thần và Liễu Minh trên mình quét qua, thi đấu trước ba tên, quan hệ đến tiến vào thiên chỉ tư cách, hắn tự nhiên sẽ không khiêu chiến nơi lánh đời người, mà là làm hết sức đem Diệp Thần những thứ này Huyền Nguyệt Tông đệ tử đào thải. Lúc này, lại cất giữ ẩn núp thực lực, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuối cùng, Tôn Dương ánh mắt, phong tỏa ở Liễu Minh trên mình, hắn mỉm cười đối với Liễu Minh nói, Liễu đạo hữu, xin chỉ giáo. Liễu Minh còn là một bộ mặt không cảm giác dáng vẻ, lặng lẽ đi lên đá xanh lôi đài, bất quá, hắn ánh mắt, nhưng là hết sức ngưng trọng. Hai người ra sân, Tôn Dương lộ ra một nho nhã mỉm cười nói, Liễu đạo hữu, người xuất thủ trước đi. Tôn Dương lời vừa nói ra, tại chỗ các khán giả đều là phát ra một hồi kêu lên, đây chính là quyết định trước tam cường cuộc chiến cuối cùng à. Mỗi một cái đến bây giờ còn có thể lưu lại người dự thi, cũng có cực mạnh thực lực, mà lúc này, Tôn Dương lại vẫn có thể ung dung để cho đối phương xuất thủ trước. Đây là khí phách bực nào kiêu ngạo. Trong sân không khỏi được bộc phát ra một hồi ủng hộ, cái này, mới là bọn họ nơi lánh đời, xứng đáng không thẹn đệ nhất thiên tài. Dưới sàn Trung U thấy vậy, không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Hơn nữa băng hàn liền một phần, trong miệng nhưng vẫn kêu, được. Huyền Nguyệt Tông chân truyền đệ nhất Liễu Minh, lại thầm chấp nhận Tôn Dương so mình mạnh hơn. Liễu Minh cầm chuôi này loãng trường kiếm màu vàng, ngưng mắt nhìn Tôn Dương, cả người hơi thở ẩn mà không phát, tựa như che giấu ở cái hộp kiếm ở giữa bảo kiếm. Hắn chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, ngưng trọng nói, sâu ngày kiếm pháp. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Minh cả người khí thế phóng lên cao. Một cổ tuyệt mạnh kiếm ý ngay tức thì tràn ngập toàn trường, tất cả người xem đều là sắc mặt biến đổi, đồng thời cảm giác được, một chuôi lợi kiếm xuyên qua tim, cảm giác kia vô cùng chân thiết, ngực, lại là mơ hồ cảm giác đau đớn. Liễu Minh kiếm ý, lại không kém gì Diệp Thần bây giờ bất hủ kiếm ý. Dĩ nhiên, nếu như cùng cấp bậc, bất hủ kiếm ý tất nhiên vô địch. Chỉ bất quá Diệp Thần mới vừa lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý không lâu. Mà Liễu Minh nhưng là đối với kiếm ý lĩnh ngộ mấy chục năm. Xuất kiếm một khắc kia, hắn cả người, đều tựa như và kiếm trong tay hòa làm một thể, tản mát ra vô cùng bén hơi thở, tựa như một chuôi xuất khiếu lợi kiếm. Đồng thời xuất hiện, còn có một cổ bao la hơi thở bác đại, sâu xa, lại là cực mạnh quy luật hơi thở. Một khắc sau, Liễu Minh một kiếm đâm ra, ở trán hắn trung tâm, hiện ra một đạo kiếm hình đường vân. Đồng thời, ở hắn sau lưng, một đạo kỳ dị kiếm ảnh, chớp mắt rồi biến mất, theo Liễu Minh đâm đánh động tác, hắn thân hình, lại tựa như bị trong tay loãng trường kiếm màu vàng mang động vậy, ngay tức thì xuất hiện ở Tôn Dương trước người. Nhìn Liễu Minh sau lưng hiện lên kiếm ảnh, Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, đó là, kiếm đạo ngưng hình. Luân hồi mộ địa ngự thú linh thần cũng là phát giác cái gì, không nhịn được mở miệng nói, chỉ có thể coi như là nửa bước ngưng hình. Là thằng nhóc này lợi dụng mình thiên linh kiếm thể mới có thể làm được. Bất quá ở hắn thiên linh kiếm thể ra chỉ dưới, uy lực đã không kém gì giống vậy kiếm đạo ngưng hình công kích, hơn nữa, đối với thân thể cắn trả lực, cũng không xem chân chính kiếm đạo ngưng hình cường đại như vậy. Tôn Dương lúc này sắc mặt, cũng đã thay đổi,
lại cũng không có ngay từ đầu ung dung ổn định, nhìn Liễu Minh ánh mắt, vô cùng là ngưng trọng, cơ hồ ngay tại Liễu Minh xuất thủ đồng thời quát lên một tiếng lớn, tổ tiên huyết mạch cho ta lực lượng. Thiên bánh xe. Ở Tôn Dương sau lưng, lúc này hiển hiện ra một đạo hừng hực thiêu đốt mặt trời hư ảnh, ánh sáng lớn thả, ở trước người của hắn, xuất hiện một đạo ánh sáng hình thành bình phong che chở. Xem tới nơi này, Diệp Thần bên người Phần Thiên Cương cũng không nhịn được nữa kinh hô thành tiếng, Tôn Dương lại ban đầu liền vận dụng tổ tiên lực lượng. Hắn thân thể, có thể chịu được lực lượng cắn trả sao? Nói chính xác, chỉ cần là thần duệ huyết mạch độ dày đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ thức tỉnh một loại tổ tiên vật lưu lại. Thánh tộc tổ tiên, có thánh dương thân thể, mà linh ảnh tộc, chính là u ảnh thân thể. Loại này huyết mạch và linh thể hoặc hơn hoặc thiếu sẽ bị đời sau cảm ngộ. Có cái này hai loại linh thể, và Liễu Minh thiên linh kiếm thể vậy, đang sử dụng dương hệ, ảnh hệ công pháp lúc, cũng sẽ sinh ra thêm được. Ngự thú linh thần lúc này lại nói, kỳ quái, cho dù có đặc thù linh thể, có thể giảm thiếu cắn trả lực, cái này nơi lánh đời tiểu tử, lấy hợp đạo đỉnh cấp tu vi, vậy hẳn không có biện pháp như vậy cử trọng nhược khinh thi triển loại này lực lượng à. Cho dù lấy Diệp Thần bất hủ thân thể, cũng khó mà làm được. Cái này Tôn Dương thân xác, tuyệt đối sẽ không so Diệp Thần mạnh hơn, nhưng là, tại sao hắn có thể nhìn như hoàn toàn không lo lắng cắn trả, sử dụng như vậy lực lượng đâu? Bất quá, Tôn Dương thi triển lực lượng tuy mạnh, có thể hắn hiện hình lúc đó, liền hơi có chút chập chờn, mơ hồ bị Liễu Minh kiếm ý nơi áp chế. Liễu Minh sử dụng sâu ngày kiếm pháp, vốn là, chính là lấy được xuyên qua mặt trời ý. Có thể nói là đặc biệt khắc chế Tôn Dương lĩnh ngộ chiêu thức. Ầm một tiếng, chấn thiên động địa vang lớn. Đá xanh lôi đài bị đánh vỡ vụn, vô số mảnh vỡ hiện lên, bụi bặm đầy trời, phòng vệ màn hào quang kịch liệt chập chờn. Một khắc sau, một tiếng quát to, ở đấu võ đại hội trong hội trường vang vọng, lửa trời. Dậy! Trong nháy mắt, tất cả bụi bặm đều bị chấn áp, Tôn Dương thân hình hiện lên đá xanh trên lôi đài không, hắn vai nơi cổ, bị xuyên thấu ra một cái lỗ thủng to, hiển nhiên, đã bị Liễu Minh một kiếm kia gây thương tích. Nhưng là, hắn lúc này thần sắc trang nghiêm, không chút nào yếu ớt cảm giác, giống như trên bầu trời đại nhật vậy, hắn sau lưng, mặt trời hình bóng ánh sáng lớn thả, đột nhiên hóa thành một viên thạc hỏa cầu lớn, hướng đá xanh lôi đài bên trong Liễu Minh, rơi xuống đi. Đập vào mặt nóng bỏng hơi thở, thật là làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra từ vừa mới bắt đầu, Tôn Dương liền giấu giếm thực lực. Hắn bây giờ, đã trực bức tạo hóa cảnh tầng 2 trời, thậm chí 3 tầng thiên lực lượng. Giống vậy tuổi tác, có thể như vậy, đặt ở linh võ đại lục tuyệt đối là thiên kiêu. Diệp Thần thậm chí có chút kỳ quái, những người này tổ tiên đều là linh võ đại lục mạnh nhất một nhóm người, tại sao sẽ núp ở cái này nơi lánh đời, chỉ vào Huyền Nguyệt Tông thành lập liên lạc. Chẳng lẽ là né tránh cái gì? Đang tránh né phong ấn kia huyết hồn tộc. Diệp Thần tựa như chộp được đầu mối gì, nhưng là vừa không xác thực định. Giờ phút này Huyền Nguyệt Tông Liễu Minh cả người vết thương chồng chất, còn có nhiều chỗ da nám đen, hắn nhìn mình cầm kiếm tay trái một mắt. Tay trái run rẩy, chảy máu đổ vào một phiến, mới vừa rồi hắn mặc dù phá Tôn Dương thiên bánh xe, lại không có đánh trúng chỗ hiểm. Nhưng một chiêu này cắn trả lực và đụng nhau lực, để cho hắn tay trái, hoàn toàn phế. Bất quá Liễu Minh ánh mắt kiên định, ngưng mắt nhìn hướng mình đập tới, tựa như có thể đốt nhưng vạn vật quả cầu lửa, không có chút nào sợ hãi. Hắn đem loãng trường kiếm màu vàng giao đến tay phải. Tay phải, mới là hắn quen dùng tay. Nhưng là, ngày thường đối địch, hắn cũng chỉ dùng tay trái. Chỉ có ở sống chết mấu chốt đang lúc, Liễu Minh mới sẽ dùng tay phải sử kiếm. Liễu Minh tay phải cầm kiếm, cặp mắt khép hờ, nổi lên toàn thân lực lượng, sau lưng một đạo kiếm hình hư ảnh chợt ẩn chợt hiện. Rốt cuộc, ở quả cầu lửa tới người một khắc trước, Liễu Minh chợt mở hai mắt ra, sau lưng hắn kiếm ảnh, cũng ở đây trong một cái chớp mắt này hoàn toàn ngưng tụ. Liễu Minh ngưng mắt nhìn trước mắt rơi xuống mặt trời, lạnh lùng nói, kiếm chi đạo, sâu ngày. Ầm một tiếng vang thật lớn, bạch quang chói mắt tách thả ra, Diệp Thần híp đôi mắt một cái, canh kim khí ngưng tụ ở trong mắt, đối kháng vào tới ánh sáng trắng, liền hắn, cũng đối với một kích này kết quả, tràn đầy mong đợi. Hắn biết, mới vừa ở một chớp mắt kia, Liễu Minh đột phá tạo hóa cảnh.
Hội trường truyền tới vô cùng chấn động to lớn, đá xanh lôi đài ra trên mặt đất, đều hiện lên liền vô số thâm thúy vết rách. Ánh sáng liễm hết sức, toàn bộ đá xanh lôi đài, tựa như dung nham vậy, phơi bày ra đỏ thẫm vẻ, duy nhất còn duy trì màu xanh, chỉ có Liễu Minh trước người một miếng nhỏ khu vực. Lúc này, Liễu Minh cả người bốc lên khói xanh, lại không có ngã xuống, trường kiếm nhắm thẳng vào không trung Tôn Dương. Mà Tôn Dương, trong tay phải chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một bộ thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thẫm găng tay, tay hắn đang rỉ máu, nhưng mà, Tôn Dương nhưng hồn nhiên không cảm giác vậy, không phản ứng chút nào, hết thảy các thứ này, chỉ vì trong tay hắn nắm một đạo kiếm mang. Liễu Minh kiếm mang. Tôn Dương trên trán một giọt mồ hôi lạnh tuột xuống, gắt gao ngưng mắt nhìn trong tay mình bắt được đạo kiếm quang kia, mặc cho trong tay mình Thái Dương chân hỏa thiêu hủy, nhưng vẫn không tiêu tan, mà đạo kiếm mang này, cách hắn cổ họng, chỉ có một tấc xa. Mặc dù không có chân chính đâm vào mình cổ họng, nhưng là, hắn cổ họng, đã bị kiếm mang nhuệ khí đâm bị thương, hắn bây giờ không cách nào nói chuyện, vừa nói, liền sẽ khạc ra miệng đầy máu tươi. Hắn hung hãn cầm chặt kiếm trong tay mang, thấu xương đau đớn từ truyền tay tới, nhưng là, Tôn Dương lại không có một tia buông lỏng ý nghĩa, hắn phải dùng cái này đau đớn để cho mình nhớ, nhớ mình bởi vì phần kia ngạo mạn, thiếu chút nữa trả giá sinh mạng giá phải trả. Tôn Dương sau lưng mặt trời hư ảnh ngọn lửa một thịnh, trong tay hắn ngọn lửa, vậy thay đổi là loáng kim vẻ, vậy đạo trong suốt kiếm mang, rất nhanh tản mát ra từng cơn khói xanh, bị đốt thành hư không. Tôn Dương hít sâu một hơi, tiếp liền sử dụng hai lần đại đạo ngưng hình, hắn linh lực cũng đã phải đến cực hạn, bất quá. Hắn nhìn một cái trên lôi đài Liễu Minh, người cũng hẳn, không kém bao nhiêu đâu. Hôm nay, hắn đối với Liễu Minh đã không có một tia một hào lòng khinh thị, hắn rõ ràng, nếu không phải cổ huyết gia hộ tồn tại, hắn bây giờ, rất có thể đã thua. Tôn Dương trên tay thiêu đốt loãng ngọn lửa màu vàng, nhắm thẳng vào trên lôi đài duy trì xuất kiếm tư thế Liễu Minh, ánh sáng ở trong tay hắn hội tụ, hắn sắc mặt vô cùng là ngưng trọng nhìn chăm chú trong tay ngưng tụ ngọn lửa, trầm giọng nói, Dương chi đạo, phá hư. Cho dù có cổ huyết gia hộ, Tôn Dương mang cái bao tay tay phải, vậy đang khẽ run. Một chiêu này, là hắn uy lực mạnh nhất chiêu thức, liền chính hắn, ở có thêm bảo vệ dưới tình huống, đều không thể hoàn toàn khống chế, nhưng, một chiêu này uy lực, giống vậy không thể nghi ngờ. Dương chi đạo, phá hư, đem Thái Dương chân hỏa ngưng luyện thành một đạo thần quang, đủ để xuyên thủng hư không. Nhưng là, ngay tại Tôn Dương chuẩn bị đối với Liễu Minh thi triển chiêu này lúc đó, Liễu Minh thân thể nhưng không có dấu hiệu nào ngã xuống. Tôn Dương thấy vậy sững sốt một chút, đồng thời, vậy thở phào nhẹ nhõm, tản đi tay trung thần thông, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Mới vừa rồi, Liễu Minh mặc dù lần nữa phá hắn lực lượng, nhưng là, thừa nhận đánh vào tổn thương và cắn trả lực, đã hoàn toàn đem Liễu Minh kéo sập. Mới vừa rồi Liễu Minh mặc dù còn đứng, nhưng hoàn toàn là dựa vào hắn ý chí lực, thần trí của hắn, đã rơi vào hôn mê. Ông cụ to lớn thật sâu nhìn Liễu Minh một mắt, Huyền Nguyệt Tông, thật đúng là ra hết mấy liền không phải quái vật à. Hắn yên lặng một lát sau, tuyên bố Tôn Dương, thắng. Nói xong liền lập tức có người lên đài, đem Liễu Minh mang xuống lôi đài, Diệp Thần thân hình động một cái, lập tức xuất hiện ở bị mang xuống lôi đài Liễu Minh bên người, đi Liễu Minh trong miệng, nhét một viên thuốc này, là hắn còn dư lại đan dược bên trong, hiệu quả tốt nhất, Diệp Thần nhưng không chút do dự cho Liễu Minh. Dẫu sao hắn là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, mà Liễu Minh thực lực đáng hắn như vậy. Dược lực trong nháy mắt tan ra, Liễu Minh miễn vừa mở mắt, nhìn trước người Diệp Thần, cảm thụ trong cơ thể mênh mông dược lực, lạnh như băng mặt mũi, có một phần hòa hoãn, miễn cưỡng mở miệng nói, cảm ơn. Diệp Thần mỉm cười nói, cũng là đồng môn, không nên khách khí, người dưỡng thương cho thật tốt, ta nên lên đài. Diệp Thần thành Huyền Nguyệt Tông hy vọng duy nhất. Duy nhất. Diệp Thần nói xong, xoay người liền chuẩn bị lên đài, sau lưng lại đột nhiên vang lên Liễu Minh thanh âm. Diệp Thần. Ừ. Diệp Thần quay đầu lại, nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh lộ ra một nụ cười khổ nói, ta đã cho tông môn mất mặt, ngươi, nhất định phải thắng. Nhất định à. Diệp Thần quay đầu lại, đi trên lôi đài đi tới, ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, ta vượt quá sẽ thắng, còn sẽ, là Huyền Nguyệt Tông đoạt được thứ nhất.
Liễu Minh nhìn Diệp Thần hình bóng, không khỏi đối với Diệp Thần mà nói, sinh ra tín nhiệm. Hắn cười tự giễu một cái, vốn là, còn cầm Diệp Thần làm đối thủ, không nghĩ tới, mất đi khiêu chiến hắn tư cách, nhưng là mình. Diệp Thần vừa đi, một bên ở trong lòng đối với Ngự Thú Linh Thần nói, Ngự Thú Linh Thần, mới vừa rồi, cái đó Tôn Dương, có phải hay không có chút cổ quái? Ngự Thú Linh Thần gật đầu nói, đúng là như vậy, như ta nhìn không sai, trên người này, có một cổ không thuộc về hắn lực lượng thêm bảo vệ. Không thuộc về hắn thêm bảo vệ. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, rất rõ ràng, cái này đã thuộc về ăn gian. Nhưng là hắn không có chứng cớ. Cái thế giới này và linh võ đại lục thượng cổ lớn có thể có chút liên lạc, tuyệt đối thần bí. Hắn thêm bảo vệ mạnh, có thể tưởng tượng được. Nói như vậy, mình, khởi không phải là không có chiến thắng cái này Tôn Dương cơ hội. Ngự Thú Linh Thần tiếp tục nói, cái này thêm bảo vệ, hẳn chỉ là tổ tiên lưu lại cảm giác thêm bảo vệ, có thể tăng cường bị thêm bảo vệ người, đối với võ, huyết mạch, phép tắc cảm ứng. Cùng với hạ xuống siêu cảnh giới sử dụng quy luật lực cắn trả tác dụng, cho dù có đối với thân thể năng lực các loại thêm được, cũng sẽ không quá cao. Diệp Thần cao mày nói, dù vậy, muốn chiến thắng hắn, vậy hy vọng mong manh. Đối mặt một cái có thể không đoạn sử dụng quy luật lực công kích đối thủ, cơ hồ thì tương đương với đối mặt một cái tạo hóa cảnh giai đoạn trước hoặc là trung kỳ võ giả, Diệp Thần mặc dù mạnh, nhưng còn chưa tới chân chính có thể đối kháng cường giả loại này trình độ. Trừ phi nhập ma, đáng ghét ma mắt ngắn ngủi ngủ say, hắn muốn mượn ác ma mắt lực lượng hoàn toàn nhập ma, rất mệt khó khăn. Cho nên trận chiến này, phải dựa vào mình. Ngự Thú Linh Thần đột nhiên quỷ dị cười nói, không, ngươi sai. Làm sao? Ngự Thú Linh Thần dương dương đắc ý nói, hừ, chuyện này, chỉ có ta loại này tới từ thượng cổ cường giả có thể nhìn ra được, liền liền chủ trì thi đấu cái đó tu vi cao nhất lão gia. Đều không cách nào phát giác được. Diệp Thần nói, Ngự Thú Linh Thần ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Ngự Thú Linh Thần nói, tiểu tử này thêm bảo vệ, hẳn là mượn ngày đó ao lực lượng mở ra, vốn là, tại thiên chỉ mở ra thời gian, hắn cũng mới có thể hoàn toàn sử dụng thêm bảo vệ lực mới đúng, nhưng là... Không biết nguyên nhân gì, thằng nhóc này và ngày đó ao liên lạc đang dần dần yếu bớt, không lâu sau nữa, hắn thêm bảo vệ lực. Liền phải tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, người nhất định phải ở đó thêm bảo vệ sắp biến mất lúc đó, cùng hắn đối chiến. Như vậy, trong quá trình chiến đấu, hắn mới không có cơ hội cùng ngày đó ao lần nữa thành lập liên lạc. Cái này, chính là ngươi cơ hội thắng chỗ. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, hỏi tới, Ngự Thú Linh Thần, ngươi có thể tính toán đo lường ra Tôn Dương cùng Thiên Chỉ liên lạc yếu nhất thời gian sao? Ngự Thú Linh Thần cười nói, qua cụ thể không được. Bất quá đại khái, vẫn là có thể, sai số không vượt qua một nén hương, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ở trên tay hắn kiên trì một nén hương thời gian, ngươi, liền sẽ thắng. Bây giờ, và cái này Lăng Phong tộc tiểu tử chiến đấu, ngươi có thể kéo liền kéo, ở ta để cho ngươi kết thúc lúc, ngươi lại kết thúc thi đấu. Diệp Thần cười nói, yên tâm, không thành vấn đề. Vừa nói, Diệp Thần đã liền đá xanh lôi đài, cái này đá xanh lôi đài. Vậy làm thật thần kỳ, đã vừa mới cơ hồ bị phá hư, ở ông cụ to lớn làm phép hạ, lại nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu. Ông cụ to lớn quét trên lôi đài hai người một mắt, liền nói, Lăng Phong tộc Lăng Tiêu, đúng, phần thiên tộc Diệp Thần, bắt đầu tranh tài. Hắn ánh mắt có chút không biết làm sao, bởi vì, theo hắn phán đoán, Lăng Tiêu mặc dù rất mạnh, nhưng Diệp Thần thực lực, canh ở Lăng Tiêu trên. Dĩ nhiên. Liễu Minh cũng là như vậy, liền liền Long Huyền, cũng có một phần chiến thắng Lăng Tiêu có thể. Cho nên, bỏ mặc Tôn Dương khiêu chiến ai, đều sẽ có một người Huyền Nguyệt Tông đệ tử, đạt được tiến vào thiên chỉ cơ hội, cái này mặc dù không biết làm sao, nhưng là, hai hại so sánh lấy hắn nhẹ, bảo đảm Tôn Dương tiến vào máu thần khu, mới là trọng yếu nhất. Cho nên, hắn mới để cho Tôn Dương trước trực tiếp lên cấp, mà không phải là trước liền bắt đầu khiêu chiến Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Sự thật chứng minh, hắn là đúng, Tôn Dương bây giờ mặc dù không nhìn ra, thật ra thì đã kinh bị thương không nhẹ, thắng được kinh tâm động phách, thuyết minh, cho dù có cổ huyết gia hộ tồn tại, Tôn Dương, cũng có thể thất bại. Như vậy dưới tình huống, đương nhiên là có thể thiếu so một chàng liền thiếu so một chàng, những thứ này Huyền Nguyệt Tông thiên tài,
thật là một cái cũng không đơn giản. Ngay tại lúc này, ngự thú linh thần lại nói, thằng nhóc, một lát cố ý xuất hiện điểm phá tách ra, bị chút không ảnh hưởng tiếp theo tranh tài bị thương nhẹ, căn cứ tranh tài quy tắc, một hồi, người biết có khiêu chiến tôn dương cơ hội, người muốn tê liệt bọn họ, để cho bọn họ lấy là người ở tự tìm cái chết, cuối cùng, chết thì sẽ là bọn họ. Diệp thần cười khổ nói, ngự thú linh thần, người cầm ta đối thủ làm cái gì, hắn giàu gì cũng là lăng phong tộc thiên tài, chạm tới quy luật lực, như vậy, người sẽ không sợ ta lật xe sao? Ngự thú linh thần hừ lạnh nói, người không hề mục nát thần thể, nắm trong tay bất hủ, lại có 6 ngày thần vương đạo và canh kim khí, còn có quy luật lực, hơn nữa huyết ma kiếm và nhập ma, người còn có thể đang so người yếu trong tay đối thủ bị thương. Vậy cho dù hắn không đem ngươi đánh chết, ta cũng phải đem ngươi đánh chết. Vậy lăng phong tộc lăng tiêu, đối mặt Diệp thần, lộ vẻ được vô cùng là ngưng trọng, Diệp thần sử dụng lực lượng và chiêu thức, hắn cũng nhìn thật cẩn thận, hắn biết Diệp thần tuyệt đối là vô cùng kinh khủng kẻ địch. Gió pháp tắc, vô hình. Mở một cái trận, lăng tiêu liền sử dụng toàn lực, nhắc tới tất cả đại bộ tộc bên trong. Đều có thể ra đời tương tự thần duệ huyết mạch độ dày đến trình độ nhất định lúc có cái loại đó linh thể. Đây cũng là tất cả đại bộ tộc danh xưng từ đâu tới, nhưng là so sánh với thần duệ hai tộc, những bộ tộc khác bên trong, ra đời các tộc linh thể tỷ lệ, nhỏ hơn được hơn nữa uy lực, cũng không bằng thần duệ hai tộc mạnh như vậy. Nhưng là, ra đời loại này linh thể những bộ tộc khác thiên tài, cũng là thực lực cực mạnh tồn tại, được gọi là bán thần duệ. Mà lăng tiêu, chính là có thiên gió linh thể bán thần duệ. Gió pháp tắc ở hắn thiên gió linh thể thêm được dưới, hiệu quả mạnh hơn. Lúc này, lăng tiêu thân hình, đúng như nhẹ như gió, không cách nào bắt, mau đến mức tận cùng. Diệp thần thấy vậy, vậy nhíu mày lại tới, tốc độ coi như là hắn bây giờ xương sườn mềm một trong, tốc độ vượt quá tầm thường đối thủ, là hắn ghét nhất loại hình. Lúc này, hắn nhớ ra cái gì đó. Đồng thời thi triển ra bắt trước Chu Duyên Thiên Gió đạp trần bước thân pháp, thân hình trong nháy mắt, vậy mờ mịt. Lăng tiêu thấy vậy cười nhạt, Diệp thần, ngươi mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng bàn về tốc độ, cũng không như ta. Lúc này gần người lên, tiếp liền xuất trưởng, trưởng lực mãnh liệt, trưởng ý kích động, trưởng phong như đao, xuất trưởng đồng thời, đá xanh trên lôi đài đều bị hắn trưởng phong thổi ra đạo đạo vết khắc. Diệp thần một bên miễn cưỡng tránh lăng tiêu bộ phận trưởng lực, một bên tùy ý rút ra một thanh kiếm liền vũ, hóa giải không cách nào tránh công kích, trong chốc lát, lại nhìn như tựa như bị lăng tiêu nơi áp chế. Lăng tiêu thấy vậy sững sốt một chút, Diệp thần chuyện gì xảy ra? Mặc dù hắn tốc độ không bằng mình, nhưng là, giống như đối mặt Chu Duyên lúc vậy, Diệp thần, cũng có thể dựa vào công kích mình lực lên ưu thế, phản công đối thủ, bây giờ. Tại sao dường như chỉ có thể miễn cưỡng đối phó vậy? Đột nhiên, lăng tiêu ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngày đó, Diệp thần từ vậy dị giới ma khí bên trong đi ra lúc, rõ ràng, bị vô cùng là chí mạng tổn thương. Mặc dù không biết, Diệp thần là làm sao khôi phục như cũ, có thể tham gia tranh tài, nhưng là, Diệp thần, rất có thể cũng chưa hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể, còn giữ ám thương. Ngày hôm qua, hắn và Tôn Đình tỉ thí, cũng có thể không là cố ý áp chế mình lực lượng, mà là căn bản không cách nào thi triển ra toàn lực. Chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Nghĩ tới đây, lăng tiêu mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, chỉ phải thắng Diệp thần, hắn liền cũng có tiến vào thiên chỉ tư cách. Lập tức tăng cường thế công, điên cuồng hướng về phía Diệp thần xuất trưởng, lại một bộ hoàn toàn không để ý bị thương lối đánh liều mạng. Mà Diệp thần lại đang lăng tiêu thế công dưới, dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Lăng tiêu thấy vậy, hơn nữa xác định mình ý tưởng. Thế công càng điên cuồng lên. Nhìn Diệp thần dáng vẻ chật vật, liền liền các khán giả, vậy bắt đầu nghị luận. Cái này Huyền Nguyệt Tông đệ tử không phải rất mạnh sao, làm sao biểu hiện được kém như vậy à? Ta xem à, Diệp thần cũng không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy chứ. Đúng vậy. Dẫu sao bất quá là hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên tu vi mà thôi, trước biểu hiện được như vậy chói mắt, có thể, chỉ là hắn đối thủ quá yếu mà thôi. Lăng tiêu giàu gì cũng là bán thần duệ, vẫn là có linh thể cái loại đó, đụng phải tài nghệ này đối thủ, Diệp thần tự nhiên không thể nào còn xem trước cường thế như vậy. Mọi người tựa hồ cũng cho rằng, Diệp thần thực lực bất quá như vậy.
Ngự thú linh thần cười nói, thằng nhóc, biểu diễn kỹ xảo không tệ à. Diệp thần nhưng âm thầm kêu khổ, hắn không cách nào động dùng toàn lực đối địch, như vậy ứng phó, thật là so đụng phải so mình còn mạnh hơn một phần đối thủ càng khó hơn đối phó, bây giờ loại trạng huống này, ngược lại cũng không phải hoàn toàn giả vờ. Hai người cứ như vậy một đi, đánh hơn ngàn hơn 10.000 chiêu, lúc này Diệp thần, đã là vết thương chồng chất, bất quá, cũng chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi, bằng hắn bất hủ thần thể và luân hồi huyết mạch, rất nhanh là có thể hết bệnh. Bất quá, thấy Diệp thần một mực bị đánh dáng vẻ, các khán giả, vậy cơ hồ xác định Diệp thần thực lực, ở Lăng Tiêu dưới. Đây là ngự thú linh thần đột nhiên nói, xong hết rồi. Tiểu tử, nên kết thúc. Diệp thần nhìn lần nữa vào tới Lăng Tiêu, ánh mắt đông lại một cái, thật ra thì, như thế nhiều lần giao thủ, hắn đã sớm nhìn thấu Lăng Tiêu thân pháp, một mực không đi phản kích, chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Bị đánh bẹp lâu như vậy, cho dù lấy Diệp thần tâm tính, cũng là đầy bụng lửa, bây giờ, rốt cuộc có thể trả đũa. Lăng Tiêu gặp Diệp thần đột nhiên thân hình hơi chậm lại, ánh mắt sáng choang, Diệp thần rốt cuộc đến cực hạn sao? Hắn xúc thế một trường, hung hãn hướng Diệp thần ngực ấn đi. Gặp Diệp thần cũng không có né tránh thế, Lăng Tiêu sắc mặt mừng rỡ, một trường này, tất trúng. Ngay tại Lăng Tiêu một trường, sắp in ở Diệp thần trước ngực lúc, Diệp thần đột nhiên hơi điều chỉnh thân hình, bất hủ kiếm ý phun trào, đi Lăng Tiêu sắp di động vị trí đi. Kiếm ý gào thét ra, canh kim khí phóng thích, kim quang bạo tránh, tiếng gió chấn thiên. Một kiếm này, tên bất hủ. Không tốt. Lăng Tiêu mặt liền biến sắc, Diệp thần lại là không tiếc chịu đựng mình nhất kích, đổi lấy phản kích cơ hội. Nhưng mà hắn mới vừa rồi một mặt mãnh công, nơi nào sẽ nghĩ tới Diệp thần còn có dư lực phản kích. Đã sớm chưa cho mình lưu chút nào đường lui, hiện đang tránh né, căn bản không còn kịp rồi. Trong chốc lát, Lăng Tiêu lại có một loại rơi vào bẫy dập con mồi giống vậy cảm giác. Bất quá, Lăng Tiêu cũng là đã trải qua chiến sự, lúc này, thế công chút nào không loạn, ngược lại sắc mặt một cổ vẻ độc ác, thân hình tăng tốc độ, một trường kia, vẫn hướng Diệp thần ngực đánh. Nếu không tránh khỏi, vậy thì hợp lại. Ầm một tiếng vang thật lớn. Diệp thần thân hình lui về phía sau một bước. Mà Lăng Tiêu, ngay tức thì bị bất hủ kiếm ý chiếm đoạt. Hắn thân thể thật nhanh xoay tròn thụt lùi, chật vật không chịu nổi, ý đồ hóa giải Diệp thần một kiếm này. Bị đánh trúng ngay tức thì, Diệp thần thầm quát một tiếng, canh kim bất hủ, rơi. Diệp thần lại muốn cầm bất hủ kiếm ý và canh kim khí kết hợp. Canh kim, là thế gian chí dương. Mà không mục nát, chính là không thể phai mờ. Nói đến đơn giản, thật làm, quả thật muôn vàn khó khăn. Nhưng là... Diệp thần sư phụ rất nhiều, học công pháp cực kỳ chi hơn nữa thần ma luân hồi quyết và luân hồi huyết mạch. Đối với công pháp và hết thảy nắm giữ vượt xa tất cả mọi người. Kim quang chói mắt, không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Lăng Tiêu, rốt cuộc cũng dừng lại, hắn quanh thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, bên người bị Diệp thần chém ra một đạo từ dưới nách thông suốt đến bụng to lớn vết thương. Hắn lảo đảo lắc lư đứng. Ngưng mắt nhìn cách đó không xa nửa quỳ xuống Diệp thần, cắn chặt hàm răng, gắt gao kiên trì. Nhưng là, ba cái hô hấp sau này, Lăng Tiêu vẫn là đầy mắt vẻ không cam lòng đổ xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn tổn thương được, quá nặng. Thấy Lăng Tiêu ngã xuống, các khán giả cũng phát ra tiếc rẻ tiếng thở dài, ở bọn họ xem ra, nếu không phải Lăng Tiêu quá mức nóng lòng, một mặt mãnh công để cho Diệp thần bắt được sơ hở, cuộc chiến đấu này, thắng được. Nhất định là Lăng Tiêu. Lúc này, Diệp thần lau mép một cái vết máu, chậm rãi đứng dậy. Bất quá chỉ là ngoại thương mà thôi, vào cơ thể lực lượng, đều bị Diệp thần bất hủ thần thể hóa giải. Đồng thời, hắn cũng không khỏi được lộ ra một nụ cười khổ. Diễn xuất, thật đặc biệt khó khăn. Trở lại Hoa Hạ làm cái minh tinh, hắn phỏng đoán vậy không cầm được Oscar ảnh đế. Ông cụ to lớn nhìn một cái đã hôn mê Lăng Tiêu. Miệng hơi vừa kéo, vẫn là tuyên bố, Diệp thần, thắng. Sau đó, ở Lăng Phong tộc người đem Lăng Tiêu mang xuống lôi đài sau đó, ông cụ to lớn nói tiếp, lần so tài này, trước ba tên đã quyết ra, bây giờ, bởi vì cái này ba tên người dự thi, đều đã bị thương, liền do lão phu làm chủ, tạm định một cái hạng, bây giờ,
mời thi đấu trước ba người dự thi, lên lôi đài. Tôn Dương và Trung U, đi lên lôi đài, và Diệp Thần đứng ở một nơi. Ông cụ to lớn nói, bây giờ, ta từ thi đấu tên thứ 6, bắt đầu tuyên bố, tên thứ 6 người, Long Huyền, hạng 5 người, Lăng Tiêu, tên thứ 4 người, Liễu Minh, hạng 3 người, Diệp Thần, hạng nhì người, Trung U, hạng nhất người, Tôn Dương. Dứt lời, nhìn về phía các vị tộc trưởng nói, các vị tộc trưởng, có thể có ý kiến. Các tộc trưởng tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, lúc này gật đầu nói, đại trưởng lão Minh Đoạn, chúng ta bộ tộc không có dị nghị. Tại chỗ các khán giả, vậy rối rít gật đầu, dựa theo chiến đấu biểu hiện tới xem, đây cũng là bọn họ trong lòng hạng. Hơn nữa, Liễu Minh nói không chừng so Diệp Thần mạnh hơn, bất quá, Liễu Minh trước thời hạn bại bởi Tôn Dương, không có lên cấp trước ba. Ông cụ to lớn gặp chư vị tộc trưởng đồng ý, liền nhìn về phía trong sân, hướng về phía Diệp Thần ba người nói, lấy được thi đấu trước ba người dự thi, các ngươi, đối với thứ hạng của mình, có thể có ý kiến. Nếu là có, các ngươi có một lần, khiêu chiến cơ hội. Các khán giả nhìn về phía Trung U, ở bọn họ xem ra, Trung U và Long Huyền trong một trận đánh, vẫn chưa có hoàn toàn cho thấy thực lực, ngược lại là có thể khiêu chiến Tôn Dương, nhưng mà, lúc này Trung U, mặc dù mặt đầy vẻ không cam lòng, nhưng không có lên tiếng. Trung U biết cổ huyết gia hộ tồn tại, nếu là không có cái này cổ huyết gia hộ, mình còn có thể cùng Tôn Dương đánh một trận. Nhưng là, ở Tôn Dương có cổ huyết gia hộ dưới tình huống, cơ hồ cùng tạo hóa cảnh tiên tôn ngang hàng, mình đi khiêu chiến hắn, hoàn toàn chính là tìm ngược. Gặp Trung U im lặng không nói, các khán giả đều có chút thất vọng. Vốn là, còn muốn làm chứng một chút, hai cái thần duệ bộ tộc mạnh nhất thiên tài giữa đại chiến đây. Như vậy chiến đấu, cũng bị gọi là thần duệ đại chiến, năm trước, nếu là có thần duệ đại chiến xuất hiện, vậy cũng là tương đương đặc sắc. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng, thi đấu thì phải như thế kết thúc, liền liền ông cụ to lớn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng lúc. Một người thanh niên thanh âm đạm mạc, ở đấu võ đại hội trong hội trường vọng về. Ta không chấp nhận cái kết quả này, ta muốn khiêu chiến Tôn Dương. Tĩnh mịch, tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn về phía người nói chuyện. Là Diệp Thần. Trước ngực hắn vết máu vẫn còn ở, bây giờ, lại muốn khiêu chiến Tôn Dương. Đây là lần thứ mấy ra tất cả mọi người dự liệu. Diệp Thần tên này, thật sự là tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ sao. Liền liền ông cụ to lớn, đều là hơi sững sờ, nói, ngươi xác định. Ngươi phải biết, nếu như khiêu chiến thất bại, ngươi sẽ mất đi lúc đầu hạng. Ngươi hạng sẽ bị cùng ngươi đối chiến Lăng Tiêu thay thế. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mặc dù, Diệp Thần loại này tự sát giống vậy hành vi, đối với hắn mà nói, cơ hồ là cầu cũng không được, dẫu sao, cứ như vậy, những thứ này Huyền Nguyệt Tông đệ tử, chỉ một cái vậy không vào được thiên trì. Nhưng là, chẳng biết tại sao, ông cụ to lớn nhìn Diệp Thần vậy lãnh đạm vẻ mặt, lại mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Diệp Thần gật đầu nói, ta xác định. Lời vừa nói ra, nhất thời ở hội trường đưa tới sóng to gió lớn, cho dù trước các khán giả đối với Diệp Thần thực lực có nhất định đồng ý, hiện nay, cũng không cách nào tiếp nhận Diệp Thần cuồng vọng. Ở bọn họ trong lòng, lấy Diệp Thần thực lực, nếu như khiêu chiến là hạng thứ hai Trung U, còn có từng tia có thể. Dẫu sao, Trung U đang cùng Long Huyền trong đối chiến, mặc dù lộ ra thực lực vậy rất mạnh, nhưng theo Liễu Minh cùng Tôn Dương cuộc chiến so sánh, lại kém hơn nhiều, mặc dù Trung U có thể chưa có hoàn toàn hiện ra thực lực, nhưng là, Diệp Thần còn có cơ hội đánh vào một cái. Nhưng bây giờ, Diệp Thần muốn khiêu chiến Tôn Dương, đây không phải là cuồng ngạo, cái gì là cuồng ngạo? Một người thật ngông cuồng, cuồng được không đạo lý chút nào, cuồng được vượt qua mình thực lực, tự nhiên rất dễ dàng bị người khác xem không vừa mắt, bây giờ, tất cả người xem, cũng đối với Diệp Thần cái này Huyền Nguyệt Tông đệ tử, xem không vừa mắt. Hắn nói gì, hắn muốn khiêu chiến Tôn Dương, đầu óc oát liền sao? Ha ha, hơi có chút thực lực, liền bắt đầu nhận không rõ thực tế sao? Đối phó một cái Lăng Tiêu, đều đã như vậy hao hết mới hiểm hiểm thủ thắng người, bây giờ, lại đại ngôn bất tàm muốn khiêu chiến Tôn Dương. Để cho hắn tự tìm cái chết cũng tốt, chúng ta thiên trì, vốn là thì không nên bị Huyền Nguyệt Tông đệ tử nơi chấm mút. Nghe các khán giả tiếng giễu cợt,
lại nhìn xem yên lặng không nói ông cụ to lớn, Diệp Thần đột nhiên tiến lên một bước, ngẩng đầu lên đối mặt với vậy vô số người xem, cười nhạt nói, người lấy là, các người kính ngưỡng thần duệ rất mạnh. Diệp Thần lời vừa nói ra, các khán giả tạm thời yên tĩnh lại, nhưng nhìn hắn ánh mắt, đều có lửa giận, thần duệ là bọn họ nơi lánh đời kiêu ngạo, làm sao có thể bị một cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử tùy tiện làm nhục. Diệp Thần tựa như không có thấy được trong mắt bọn họ tức giận, dửng dưng bình thường tiếp tục nói, các ngươi, lấy là ta khiêu chiến Tôn Dương, chỉ là bởi vì ta cuồng ngạo. Ta nhận không rõ thực tế, buồn cười. Các ngươi đám này ếch ngồi đáy giếng, há có thể biết thế giới này lớn. Như thế nào xem được gặp trên 9 tầng trời nhảy lên thần long. Ta, sẽ dùng sự thật chứng minh, ta so thần của các ngươi duệ, mạnh hơn. Diệp Thần lời vừa nói ra. Nhất thời nổ các khán giả tâm trạng, vô số tiếng gầm gừ, tiếng mắng chửi, ở trong hội trường vang vọng. Thủ tiêu cái này đồ cuồng vọng, Tôn Dương. Sự thật chứng minh, Tôn Dương, dụng sự thực chứng minh, hắn chỉ là một cái sủa điên cuồng chó hoang. Giỏi một cái ếch ngồi đáy giếng, giỏi một cái nhảy lên thần long, Tôn Dương, để cho chúng ta xem, rốt cuộc ai là ếch nhái, ai là long. Lúc này, phải nói sao người xem còn tức giận. Không phải Tôn Dương, mà là Tôn Dương bên người Trung U. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, trên mặt vẫn treo vậy mất tự nhiên nụ cười, ánh mắt nhưng dần dần âm hàn, bởi vì, hắn cảm giác mình tôn nghiêm, bị làm nhục. Diệp Thần lại dám khiêu chiến Tôn Dương. Đây không phải là, làm được hắn cũng chuyện không dám làm sao. Cho dù Diệp Thần là bởi vì là ngu xuẩn rốt nát, mới làm như vậy, Trung U vẫn không cách nào thích trong lòng. Trung U nhìn Diệp Thần, giọng nhọn khắc nói, giỏi một cái thần long à. Dũng khí đáng khen, thật để cho người bội phục, bất quá, cái này là bởi vì là ngươi ngu xuẩn rốt nát mà thôi, Tôn Dương trên mình, nhưng có những thứ khác bí mật nha, ngươi như là biết nói, liền sẽ rõ ràng mình ngu xuẩn ở nơi nào. Diệp Thần quét Trung U một cái nói, phải không, có lẽ, ta biết so ngươi hơn đâu. Ha ha ha, Trung U cười lớn, ngươi biết. Ngươi biết cái gì, ngươi biết tên này trên người có. Trung U lời còn chưa nói hết, ông cụ to lớn liền một tiếng quát lên, Trung U, ngươi đang nói gì? Hắn hung hãn trừng mắt một cái Trung U, mắng thầm, tinh thần này không bình thường tiểu tử, thật là miệng không ngăn cản, khó khăn có thể trọng dụng. Trung U lạnh lùng nhìn một cái Diệp Thần, tràn đầy vẻ trào phúng, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Diệp Thần chuyển hướng ông cụ to lớn. Cười nói, đại trưởng lão, có vấn đề gì không? Ông cụ to lớn trầm ngâm, Diệp Thần khiêu chiến, dựa theo quy tắc, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Nhưng là, hắn lại có quyền lực lấy hai bên người dự thi điều chỉnh trạng thái làm lý do, đem so với thi đấu theo sau một ngày, hắn đối với Tôn Dương đầu đi một cái ánh mắt, ý đang hỏi Tôn Dương thương thế. Tôn Dương tỉnh bơ gật đầu một cái, tỏ ý mình tổn thương đã không có đáng ngại. Ông cụ to lớn đưa mắt nhìn Diệp Thần chốc lát, rốt cuộc gật đầu nói, được, như vậy, Trung U, ngươi lui xuống trước đi, Tôn Dương, Diệp Thần, chuẩn bị thi đấu. Diệp Thần mới vừa rồi mới bị Lăng Tiêu một kích toàn lực, một kích kia xác xác thật thật đánh vào Diệp Thần trên ngực, không gạt được hắn ánh mắt. Diệp Thần, trong cơ thể hẳn còn bị thương, cho dù sinh mệnh lực của hắn và thân xác mạnh hơn nữa, cũng không khả năng nhanh như vậy khôi phục mới đúng, bây giờ. Là Tôn Dương cùng Diệp Thần chiến đấu thời cơ tốt nhất. Diệp Thần nghe vậy, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, đá xanh lôi đài, rất nhanh chỉ còn lại Tôn Dương và Diệp Thần, hai người hai mắt nhìn nhau, cơ hồ muốn va chạm ra tia lửa. Mà tại chỗ các khán giả, vậy trong nháy mắt sôi trào lên. Tôn Dương cười nói, Diệp Thần, người thật sự rất ngạo, rất cuồng, nhưng là, cuồng ngạo quá mức, là sẽ té được rất thảm, thậm chí, lại cũng không bò dậy nổi. Diệp Thần giống vậy cười nói, phải không? Ta không phủ nhận ta kiêu ngạo, chính là không biết, ngươi có hay không cái đó, thực lực, để cho ta không bỏ dậy nổi. Hắn đặc biệt ở thực lực hai chữ lên, tăng thêm giọng. Ông cụ to lớn nghe vậy, lông mày nhướn lên, trong lòng vậy loại dự cảm xấu, càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, nói đã xuất miệng, lúc này cũng không cách nào nói mà không làm, lúc này cao giọng nói, Diệp Thần, đúng, Tôn Dương. Bắt đầu tranh tài. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Tông trước cửa. Một cái cô bé duyên dáng yêu kiều lặng lẽ đi tới, mặt nàng lên đi đường mệt nhọc,
thậm chí còn có một tia oán trách. Cái này Diệp Thần cũng quá sẽ chạy liền đi, ta cũng theo đuổi hắn nhiều ít ngày. Nếu như không phải là Kỳ Tư Thanh sư tỷ phân phó, ta đã sớm hồi ta Linh Tiên Đế Cung. Thật không biết cái này kêu Diệp Thần tiểu tử nơi nào tốt, sư tỷ phải đem cái đó quý trọng đồ cho hắn. Mấu chốt ta vì đưa vật này, làm trễ nãi nhiều ít ngày. Ta ngược lại là phải xem cái này Diệp Thần nơi nào tốt. Nói chuyện chính là Linh Tiên Đế Cung Tiếu Vân. Kỳ Tư Thanh sư muội. Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết bởi vì Linh Vận Tiên Tôn tồn tại, căn bản không cách nào rời đi Linh Tiên Đế Cung, chỉ có thể để cho cái này tiểu sư muội đồ tặng cho mà Diệp Thần. Kỳ Tư Thanh lo âu Diệp Thần xảy ra chuyện, ở biết Diệp Thần tin tức, liền thời gian đầu tiên để cho Tiếu Vân đưa món đồ kia. Vật kia, quá chân quý. Nhưng là Kỳ Tư Thanh biết, vật này thích hợp nhất Diệp Thần. Tiếu Vân đi tới Huyền Nguyệt Tông đệ tử giữ cửa trước, hỏi, ngươi tốt, xin hỏi quý phái nhưng có một cái kêu là Diệp Thần người. Vậy mấy cái đệ tử giữ cửa nghe được Diệp Thần, hơi biến sắc mặt. Người khác không biết Diệp Thần mạnh mẽ, bọn họ nhưng mà biết. Trước đây không lâu, Vạn Kiếm Đế Cung cường giả đích thân tìm đến cửa. Chính là vì cái này Diệp Thần à. Cũng may, cô gái trước mặt thực lực không tính là rất cao, bọn họ nhẹ nhàng thở ra một hơi, Huyền Nguyệt Tông quả thật có một người học trò kêu Diệp Thần, không biết người tìm hắn có chuyện gì. Tiếu Vân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Tiện tay rút ra một khối ngọc bội nói, đây là Linh Tiên Đế Cung lệnh bài, nhanh lên để cho vậy Diệp Thần đi ra gặp ta. Vậy mấy người đệ tử vốn là còn nơi buông lỏng, nhưng là khi bọn hắn thấy ngọc bội kia, rung động trong lòng liền liền. Linh Tiên Đế Cung, đi một cái Vạn Kiếm Đế Cung, tại sao lại tới một cái Linh Tiên Đế Cung? Cái này mới vừa gia nhập tông môn không bao lâu Diệp Thần, rốt cuộc lai lịch ra sao hả? Vậy hai cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử giữ cửa không dám nhiều lời, vội vàng đối với trước mặt Tiếu Vân cung kính nói, chờ chút. Tiếu Vân gật đầu một cái, tìm một vị trí ở bên cạnh ngồi chờ đợi. Nửa phút sau đó, một cái đầu đỏ hấp dẫn thiếu nữ đi ra. Chính là Tử Ngưng. Tử Ngưng đi tới Tiếu Vân trước mặt, có nhiều thú vị nhìn Tiếu Vân, nói chính là ngươi tìm Diệp Thần. Tiếu Vân nhướng mày một cái, ngươi là ai? Tử Ngưng khẽ mỉm cười, ta là Diệp Thần sư tỷ, cũng là mang Diệp Thần bước vào Huyền Nguyệt Tông người dẫn đường. Bây giờ Diệp Thần đang trong bí cảnh thực tập, người nếu có chuyện gì có thể nói cho ta sẽ nhắn dùm. Tiếu Vân mặc dù muốn phải lập tức hồi Linh Tiên Đế Cung, nhưng là nghĩ đến vật kia tầm quan trọng, vẫn là lắc đầu một cái, ta ở nơi này cùng hắn đi ra. Có kiện đồ, ta phải tự tay giao cho hắn. Tử Ngưng vậy không bắt buộc. Lộ ra một đạo nụ cười ấm áp, nếu ngươi là Diệp Thần bằng hữu, ta liền mang ngươi đi Huyền Nguyệt Tông xem, phỏng đoán hắn không mấy ngày là có thể đi ra. Được, Tiếu Vân cũng không phản bác, đi theo Tử Ngưng bước vào Huyền Nguyệt Tông. Cùng lúc đó, nơi lánh đời, lôi đài đấu võ trên, chạm một cái liền bùng nổ. Tôn Dương có đối chiến Liễu Minh lúc dạy bảo, mặc dù Tôn Dương không tin Diệp Thần có Liễu Minh cường đại như vậy thực lực. Nhưng là, vẫn không có chút nào khinh thường. Hắn trực tiếp bay lên trời, sau lưng hiện lên một vầng thái dương hư ảnh, ánh sáng lớn thả, nổi bật có cháu dương giống như thiên thần vậy. Hắn mắt nhìn xuống Diệp Thần, chợt quát lên, lửa trời. Mở. Một quả to lớn quả cầu lửa hư ảnh ở Tôn Dương trước người ngưng tụ, đem chung quanh không gian cũng nướng được vặn vẹo, tản ra vô cùng là kinh khủng năng lượng ba động. Tôn Dương trên mặt lộ ra tự tin diễn cảm. Lần này, hắn không còn là vội vàng thi triển. Bây giờ chiêu này, so hắn đối mặt Liễu Minh lúc, mạnh hơn. Hơn nữa, Diệp Thần cho dù giống vậy chạm tới quy luật lực, cũng không khả năng xem Liễu Minh chiêu thức như nhau, vừa vặn áp chế mình, hắn tin tưởng, Diệp Thần, tuyệt đối sẽ thảm bại ở nơi này chiêu dưới. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, rút ra một cái kiếm lạnh lẽo, sáu cái thần vương đạo mặc dù không có hiển lộ. Nhưng là tất cả lực lượng cũng ra chỉ ở mình bất hủ thần thể trên. Vô tận ma khí và huyết khí vần quanh. Hắn quanh thân tản ra một loại bất hủ ý. Không chỉ như vậy, canh kim khí vậy bọc toàn thân. Thật giống như hình thành một đạo kim sắc bình phong che chở. Hắn ngưng mắt nhìn không trung quả cầu lửa, thần sắc ngưng trọng, linh lực toàn lực vận chuyển, cả người hơi thở bộc phát, không dám chậm trễ chút nào, Tôn Dương một kích này, quả thật rất mạnh.
Luân hồi mộ địa ngự thú linh thần trầm giọng nói, thằng nhóc, chịu đựng, nhất hơn chỉ cần một nén hương thời gian, hắn thêm bảo vệ liền sẽ mất đi hiệu lực. Diệp thần hít sâu một hơi, nạt nhỏ, hàn băng kiếm quyết, là bất hủ. Canh kim khí, chém trời. Diệp thần ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú sắp đến trước mặt mình quả cầu lửa, gắng sức chém ra một kiếm. Ma khí, canh kim khí, bất hủ kiếm ý, quy luật lực, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Một kiếm này, Diệp thần nghiêm túc. Có cổ huyết gia hộ tôn dương, Diệp thần không dám xem thường. Vốn là, mặt đầy tự tin tôn dương, đột nhiên liền sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Diệp thần một kiếm này, tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng? Lực lượng này, đã vượt qua Liễu Minh Sâu ngày kiếm pháp. Thậm chí, mang đến cho hắn đối mặt sống chết vậy cảm giác nguy cơ, một chiêu này, có thể giết hắn. Tôn Dương cơ hồ là điên cuồng hét lớn, Dương chi đạo thiên bánh xe. Một đạo quang bánh xe ngay tức thì hiện lên Tôn Dương trước người. Mà lúc này Diệp thần, chém ra một kiếm này sau cơ hồ thì phải mệt lả, hết thảy lực lượng đều tựa như từ trong cơ thể biến mất vậy. Nhưng, hắn vẫn là liều mạng điều động thần niệm và linh lực, lấy nhanh nhất tốc độ, tạo thành một đạo bình phong che chở. Đồng thời chợt quát lên, cho ta ngăn cản. Kiếm ý cùng quả cầu lửa đụng nhau, thiên địa chấn động, không gian biến dạng, ánh sáng mạnh ngay tức thì bùng nổ, cơ hồ muốn chọc mù các khán giả cặp mắt. Đá xanh lôi đài, trong nháy mắt hóa là đất khô cằn, hơn nửa hòa tan. Ánh sáng liễm hết sức, các khán giả nhìn về phía lôi đài. Tất cả mọi người, đều nín thở, tâm thần đại chấn, miệng mắt to tấm, cơ hồ không cách nào từ cầm. Bọn họ chỗ đã thấy một màn này, quá khó tin. Không ngờ, làm người ta choáng váng đầu hoa mắt, không phân rõ thực tế và hư ảo. Nguyên bản bọn họ nơi xem thường, giễu cợt hắn là cuồng ngông rốt nát Diệp thần, đang đối mặt Tôn Dương đánh bại Liễu Minh tuyệt mạnh nhất kích lúc, lại, không có ngã xuống. Diệp thần nắm kiếm, sắc mặt vô cùng là thương trắng, trong thất khiếu xông ra máu tươi, kịch liệt thở hào hển. Nhưng là, hắn không có ngã xuống, không có mất đi thần trí. Dưới sàn Liễu Minh, nhìn Diệp thần bóng người, ánh mắt cuồng tránh, cuối cùng, phát ra một tiếng thở dài, hắn biết, mình thua ở Diệp thần. Bất quá, cái này còn không là để cho các khán giả kinh hãi nhất địa phương, để cho bọn họ khiếp sợ là, Tôn Dương. Lúc này Tôn Dương, khóe miệng mang vết máu, Diệp thần nhất kích, lại để cho Tôn Dương bị thương. Mặc dù Tôn Dương cùng Liễu Minh lúc chiến đấu vậy bị thương, nhưng là, cũng không có biểu hiện ra, cho nên... Đây là các khán giả, lần đầu tiên thấy Tôn Dương ở đấu võ đại hội trong tranh tài bị thương. Mà tổn thương người hắn, chính là cái đó Diệp thần. Cái này nơi nào vẫn là cái đó cùng Lăng Tiêu Thế Quân lực địch Diệp thần. Bằng Diệp thần mới vừa rồi vậy một đao, đủ để trong nháy mắt giết Lăng Tiêu. Bây giờ, các khán giả mới biết, mình sai rồi, cho tới nay cũng sai rồi, Diệp thần thực lực, hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Tôn Dương ngưng mắt nhìn Diệp thần, ăn vào một quả có hiệu quả chữa thương đan dược, một quả trả lời linh lực đan dược, Diệp thần mới vừa rồi vậy một đao lực lượng, chân thực quá mạnh mẽ, cho dù lấy thiên bánh xe chặn lại, lực phản chấn hay là để cho hắn bị thương tổn. Tôn Dương linh lực trong cơ thể, đã rối loạn, hắn mặc dù còn duy trì bình tĩnh mặt mũi, trên thực tế, nhưng đang điên cuồng trấn áp linh lực trong cơ thể. Lúc này, hắn nhìn về phía Diệp thần ánh mắt, đã thay đổi. Bởi vì, hắn biết Diệp thần cũng không phải là cái gì cuồng ngông rốt nát ngu xuẩn, mà là một người vô cùng là kinh khủng đối thủ. Diệp thần giống vậy cũng ở đây uống thuốc, bất quá, hắn ăn, cũng không phải hai viên, mà là mười mấy viên. Có chữa thương, có khôi phục đan điền, có khôi phục thần hồn, hắn lúc này cả người là máu, còn có không thiếu nám đen chỗ, hiển nhiên cũng không tốt hơn. Nhìn Diệp thần cử động, Tôn Dương không khỏi có chút im lặng. Tên này chẳng lẽ trên mình cũng có cổ huyết gia hộ? Đồng thời uống như thế đan dược sẽ không bị dược lực cắn trả sao? Hắn cũng không biết Diệp thần có cái này linh võ đại lục vô số người mơ ước bất hủ thần thể. Sau đó, một khắc sau, hai người cơ hồ là đồng thời, xuất thủ lần nữa. Dương chi đạo, lửa trời. Một kiếm này, là bất hủ. Lần này, hai người bởi vì thương thế, công kích uy lực. Cũng giảm xuống không thiếu, nhưng là, vẫn vô cùng là khủng bố.
Công kích đụng nhau, Tôn Dương khạc ra một hớp lớn máu, mà Diệp Thần trên mình, trực tiếp tuôn ra xương máu, trên người nám đen chỗ, cũng nhiều hơn. Diệp Thần trên mình đều là máu, hô hấp càng ngày càng nặng nề, hắn nhìn chằm chằm Tôn Dương khuôn mặt. Quy luật lực cắn trả, chân thực quá mạnh mẽ, nếu như Tôn Dương còn có thể tiếp tục thi triển mạnh như vậy công kích, chỉ là cái này cắn trả lực, chỉ sợ cũng sẽ muốn mạng hắn. Tôn Dương nhìn tựa như tới cực hạn Diệp Thần, rốt cuộc lộ ra nụ cười, Diệp Thần, quy luật lực cắn trả, không dễ chịu chứ. Bây giờ, người rõ ràng ai mới là ếch ngồi đáy giếng liền sao? Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi, là tuyệt đối không thắng được ta. Hắn nâng lên tay, loãng ngọn lửa màu vàng ở trong tay hắn ngưng tụ, hắn muốn vận dụng mình một kích mạnh nhất, hoàn toàn kết quả Diệp Thần. Nhưng vào lúc này, Tôn Dương đột nhiên liền sắc mặt cuồng biến, gào thét nói, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hắn hơi thở, ở trong nháy mắt hỗn loạn lên, ngưng tụ ngọn lửa màu vàng tay phải, điên cuồng run rẩy. Sau lưng vậy vầng thái dương hư ảnh, vậy bắt đầu lóe lên. Cổ huyết gia hộ, biến mất. Mất đi cổ huyết gia hộ, Tôn Dương đối với quy luật lực khống chế, ngay tức thì yếu đi gấp đôi, trong tay ngọn lửa màu vàng cắn trả lực, cơ hồ thì phải ở trong cơ thể hắn bộc phát, nếu như cắn trả lực bùng nổ, hắn, không thể nghi ngờ sẽ chết. Tôn Dương uyển như dã thú vậy giống to, hơi thở ngay tức thì leo lên, bề mặt đỏ tươi một phiến. Đang lúc sống chết, Tôn Dương lại giống như Trung Hàn Minh vậy, cháy máu thần để thăng tu vi, hơn nữa, hắn thực tế cảnh giới, lại so Trung Hàn Minh cao hơn, trong nháy mắt, Tôn Dương liền bước chân vào tạo hóa cảnh tầng 4 thiên. Rốt cuộc, hắn miễn cưỡng khống chế được trong tay ngọn lửa màu vàng, đem nén ngưng tụ. Dương chi đạo, phá hư. Một đạo kim quang, ngay tức thì hướng Diệp Thần bắn tới, chỗ đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Ngự thú linh thần thấy vậy, ở Diệp Thần trong đầu quát to, thằng nhóc, toàn lực ra tay. Vậy thánh tộc tiểu tử còn có nhất kích lực? Có cần hay không mượn ta lực lượng? Để cho ngự thú linh thần bất ngờ là, Diệp Thần lại trực tiếp cự tuyệt. Cuồng bạo khí ép trực tiếp chấn động hết thảy. Thậm chí còn Diệp Thần trong tay kiếm lạnh lẽo vậy vỡ vụn. Huyền Nguyệt Tông con kiến hôi, ngươi không có kiếm, ngươi chết chắc. Tôn Dương cười nhạo tiếng bỗng nhiên vang lên. Ngay tại lúc này, Diệp Thần ngẩng đầu lên, cười. Thanh kiếm kia, không thích hợp ta. Ta có một kiếm, tên huyết ma. Huyết ma kiếm, ra. Diệp Thần không để ý tới hết thảy. Chỉ có cầm ra máu ma kiếm, mới có sức đánh một trận. Còn như luân hồi mộ địa đại năng lực lượng, hắn không muốn lệ thuộc vào. Chỉ có đến chân chính sống chết cảnh, mới biết nhúc nhích dùng. Huyết ma kiếm ngay tức thì lao ra. Ma ý cuộn sạch. Diệp Thần hai tay cầm kiếm, kiếm ý kinh trời, vô tận ma khí ở trong người nổi lên. Thương khung cũng vì vậy biến sắc. Một kiếm này, là ma. Vì sao là ma, phá khai thiên địa gian bất công, chính là ma. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, chém xuống một kiếm. Tất cả lực lượng cũng ra chỉ ở dưới một kiếm này. Trên đài ông cụ to lớn thậm chí còn phần thiên cương sắc mặt trầm xuống. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại có một cái ma kiếm. Phẩm cấp cực kỳ cao. Dĩ nhiên vũ khí vậy coi là thực lực một số. Bọn họ tự nhiên không thể nói cái gì. Dẫu sao lôi đài này, dựa vào là mình thực lực. Hai cổ hết sức cường đại lực lượng va chạm, lại trực tiếp đánh ra một đạo vết nứt không gian, ánh sáng bạo tránh, vậy bao phủ đá xanh lôi đài màn sáng, lại xuất hiện tí ti vết rách. Ông cụ to lớn nhướng mày một cái, rốt cuộc ra tay. Hắn vung tay lên, ngay tức thì, ánh sáng tiêu tán, kẽ hở di hợp. Các khán giả lập tức hướng đá xanh lôi đài nhìn. Lúc này, đá xanh lôi đài, đã hoàn toàn mất đi. Diệp Thần đứng trên mặt đất, huyết ma kiếm rơi vào trước người của hắn, hiển nhiên, hắn đã cầm không nhúc nhích thanh kiếm này. Hắn quá mệt mỏi. Các khán giả nhìn Diệp Thần hình dáng. Không khỏi trong bụng hoảng sợ. Lúc này Diệp Thần, cơ hồ lại cùng lần trước từ ma khí bên trong đi ra như nhau, nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù Diệp Thần hình dáng rất thê thảm, nhưng là, hắn ánh mắt, nhưng vẫn rất sáng ngời. Mà lúc này Tôn Dương, khẽ cúi đầu, trôi lơ lửng ở trên không trung, tựa hồ, cũng không có bị thương gì.
Các khán giả thấy một màn này, toàn bộ mặt hiện vui mừng, nhìn dáng dấp, cuối cùng, thắng phải trả là Tôn Dương. Bất quá, một khắc sau, bọn họ nụ cười, liền đọng lại. Tôn Dương cả người trên dưới, ngay tức thì nổ tung, xông ra một hồi đậm đà xương máu, thân thể từ trên trời cao rơi xuống. Hắn cuối cùng mặc dù cưỡng ép đột phá, thế nhưng mãnh liệt cắn trả lực, hay là đối với hắn thân thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Diệp Thần thấy vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Tôn Dương cuối cùng dùng chiêu đó phá hư, uy lực cực mạnh, nếu không phải hắn mất đi cổ huyết gia hộ, phá hư dưới uy lực hàng không thiếu, một chiêu này trừ phi Diệp Thần vận dụng ngự thú linh thần và ác ma mắt lực lượng, nếu không, sợ rằng còn thật không có cách nào tiếp. Ông cụ to lớn trong nháy mắt tiếp nhận Tôn Dương thân thể, đem một viên thuốc này nhập Tôn Dương trong miệng, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, viên thuốc đó tản mát ra vô cùng là cường đại dược lực, lại là thượng cổ đan dược. Ông cụ to lớn diễn cảm âm tình bất định, đến bây giờ, hắn rốt cuộc cảm nhận được, Tôn Dương trên người cổ huyết gia hộ, biến mất. Điều này sao có thể? Cổ huyết gia hộ làm sao sẽ biến mất? Hắn nhìn một cái đó đổi được xem người máu giống vậy Diệp Thần, ánh mắt chớp động, chẳng lẽ, Diệp Thần không chỉ có biết Tôn Dương có cổ huyết gia hộ, hơn nữa biết thêm bảo vệ liền phải biến mất. Mới khiêu chiến Tôn Dương sao? Nhưng mà, liền mình cũng không có cảm giác được, Diệp Thần, là làm sao biết? Hắn đột nhiên cảm thấy, mình có chút không nhìn thấu cái này người thanh niên. Đại trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả sao? Diệp Thần thanh âm khàn khàn nói. Ông cụ to lớn yên lặng chốc lát, thở dài một cái này cường tráng ông già, tựa như trong nháy mắt già yếu gấp mấy lần, nhưng vẫn mở miệng nói, Diệp Thần, thắng. Tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không có một người nói chuyện. Bọn họ bên tai, còn quanh quẩn Diệp Thần và bọn họ đã nói. Diệp Thần ngẩng đầu lên, trong ánh mắt, là vô cùng kiêu ngạo. Hắn hướng về phía toàn trường người xem, cất cao giọng nói, ta nói qua, ta sẽ dùng sự thật chứng minh cho các người xem, ta Diệp Thần, mới là người mạnh nhất. Rốt cuộc, lại cũng không có bất kỳ một người nào, có thể giễu cợt. Phản bác Diệp Thần. Tất cả mọi người, cũng cúi đầu, không dám đối mặt với Diệp Thần ánh mắt. Bót bót bót. Không biết từ nơi nào, vang lên một đạo yếu ớt tiếng vỗ tay. Tiếp theo, là càng ngày càng nhiều tiếng vỗ tay, cho đến, đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người, lúc này đều đã thừa nhận, Diệp Thần, so bọn họ kính ngưỡng thần duệ, mạnh hơn. Tất cả mọi người đều bị Diệp Thần thực lực cùng cuồng ngạo. Nơi thuyết phục. Ở nơi này sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay bên trong, Diệp Thần máu thịt kia mơ hồ trên gương mặt, nở một nụ cười, sau đó, ở nơi này tiếng vang như sấm tiếng vỗ tay bên trong, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn, rốt cuộc đến cực hạn. Làm Diệp Thần khi tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại gian phòng, ở hắn bên người, còn đứng ba người, theo thứ tự là Phần Thiên Cương, Long Huyền, và Liễu Minh. Phần Thiên Cương cười nói, Diệp Thần, người thân xác năng lực khôi phục thật đúng là nghịch thiên, thương nặng như vậy, đổi thành người khác, coi như là tạo hóa tiên tôn, sợ rằng không chết cũng phải đi nửa cái mạng, người lại nhanh như vậy lại khôi phục. Diệp Thần nhìn xem cả người sức thuốc gián, lộ ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng ngồi dậy nói, may mà tộc trưởng thuốc gián, ta mới có thể khôi phục được nhanh như vậy. Long Huyền cũng cười nói, Diệp Huynh, chúc mừng ngươi. Long Huyền nụ cười, có chút đắng chát. Nhưng là, Diệp Thần nhìn ra được, hắn là thật lòng làm mình cao hứng. Lúc này đánh chụp Long Huyền bả vai, cười nói, sau này ở Huyền Nguyệt Tông, ta bảo bọc ngươi. Vừa nói, hắn lại quay đầu, nhìn về phía một bên Liễu Minh cười nói, Liễu Sư Huynh, ta chưa cho tông môn mất thể diện chứ. Liễu Minh vẫn là bộ kia mặt không cảm giác dáng vẻ, gật gật đầu nói, cái này bí truyền đệ tử chỗ ngồi, trước cho ngươi. Bất quá muốn không được bao lâu. Ta thì sẽ vượt qua ngươi. Diệp Thần có chút im lặng lắc đầu nói, ta chờ ngươi. Cái này Liễu Minh tính cách, thật đúng là đủ kiêu ngạo, bất quá, Diệp Thần ngược lại không ghét người giống như hắn vậy. Phần Thiên Cương cắt đứt bọn họ đối thoại, hướng về phía Diệp Thần cười nói, tốt lắm, đừng nói trước những thứ này, Diệp Thần, ngươi bây giờ có thể đi, nhanh chóng theo ta đi gặp đại trưởng lão đi, lập tức, thì sẽ đến tiến vào thiên trì thời gian. Vốn là, ta còn thật lo lắng, ngươi tổn thương được quá nặng, hiểu sai qua tiến vào thiên trì cơ hội,
như vậy, phỏng đoán người biết khí được nặng hơn tổn thương một lần. Diệp Thần nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, rốt cuộc, muốn đi vào ngày này ao. Hy vọng không nên để cho mình thất vọng. Cô gái thần bí kia giúp hắn, lại để cho hắn tiến vào thiên trì, tuyệt đối có duyên phận do. Hắn miễn cưỡng chống lên thân thể, đi theo phần thiên cương đi ra ngoài. Diệp Thần bây giờ tình trạng thân thể rất gay gâu, dù là bất hủ thần thể, cũng không khả năng lập tức khôi phục. Lần trước đánh một trận, hắn còn có chút nội thương, bây giờ lại đi qua cùng Tôn Dương đánh một trận, hắn hiển nhiên không cách nào lại vượt cấp chiến đấu. Hy vọng, truyền thuyết kia ở giữa thiên trì máu thần khu, có thể khôi phục thương thế bên trong cơ thể đi. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức đi theo phần thiên cương sau lưng. Rất nhanh, Diệp Thần và phần thiên cương, liền đi tới đại trưởng lão chỗ ở. Diệp Thần ánh mắt đảo qua, chỉ gặp Tôn Dương và Trung U, đều ở chỗ này, hắn ánh mắt ở Tôn Dương trên mình dừng lại. Tôn Dương bây giờ đã là vận may tu vi, nhưng là hắn cả người bọc được xem bánh chưng như nhau, hiển nhiên so Diệp Thần còn muốn thê thảm. Tôn Dương đối với Diệp Thần tầm mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Đại trưởng lão nói, tốt lắm, người đều đến đông đủ. Hắn nhìn lướt qua Diệp Thần lại nói, Diệp Thần, ta có thể được trước đó nhắc nhở ngươi một câu, tiến vào thiên trì máu thần khu, không ngươi tưởng tượng như vậy ung dung, lấy ngươi trạng thái thân thể, có thể sẽ bỏ mạng, dù vậy, ngươi vậy quyết định muốn đi vào trong đó sao? Nếu như ngươi buông tha lần này tư cách, ta, có thể làm chủ, cho ngươi vượt quá tưởng tượng bồi thường, hơn nữa, ngươi vẫn có thể tiến vào đỏ nhạt khu. Diệp Thần cười một tiếng nói, đa tạ đại trưởng lão quan tâm, vãn bối tâm ý đã quyết, nhất định phải tiến vào cái này máu thần khu. Đại trưởng lão than thở một tiếng, không nói thêm gì nữa, gật gật đầu nói, được, vậy thì đi đi. Mấy người đi tới nhà đá ra, đại trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, chân trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh, hướng nơi này đến gần. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi con ngươi co rúm một cái, bay tới, lại là một đầu cả người xanh lơ lân, thân thể dài trăm trượng, đầu sinh độc giác thanh dao. Cái này nơi lánh đời, ra tay thật lớn. Không hổ là thượng cổ cường giả hậu duệ chi địa. Đại trưởng lão vung tay lên, Diệp Thần cùng ba người bóng người ngay tức thì liền xuất hiện ở thanh dao trên lưng, chính hắn đứng ở thanh dao đầu lâu trên, quát lên, đi. Thanh dao nghe vậy, thân hình động một cái, quanh mình vân khí bay lên, một khắc sau, liền đằng tiêu đi, tốc độ so phần thiên cương lớn ưng cỏ nhanh hơn rất nhiều. Không lâu lắm, Diệp Thần các người liền đi tới một nơi hồ to lớn trên, Diệp Thần hướng dưới người nhìn, chỉ gặp hồ này nước hồ, phơi bầy đỏ tươi vẻ, tựa như máu tươi vậy. Mà toàn bộ hồ, càng bị tầng tầng cấm chế bao vây, vậy cấm chế, tản ra vô cùng là kinh khủng chập chờn, chỉ là cách được gần một chút, sẽ để cho Diệp Thần cảm thấy rợn cả tóc gáy, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía dưới đất thiên trì. Cấm chế này, cho dù là thông thiên đại năng, cũng không dám xông vào đi. Đại trưởng lão đuổi đi thanh dao, bay lên trời, trong tay nhiều hơn một khối đỏ tươi mỏ sắt trên minh in một cái phong cách cổ xưa ký hiệu, đại trưởng lão trong tay bắt pháp quyết, mỏ sắt trên bắn ra một đạo huyết quang, rơi vào vậy vô biên cấm chế trên. Đột nhiên, một cái màu máu vòng xoáy, ở cấm chế trên xuất hiện, đại trưởng lão hướng về phía Tôn Dương nói, đây là đỏ nhạt khu cổng vào, nhanh chóng đi vào. Tôn Dương gật đầu một cái, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, hướng huyết sắc kia vòng xoáy bay đi. Trung U nhìn Tôn Dương rời đi hình bóng, có chút cười trên sự đau khổ của người khác, thằng nhóc này, vốn cho là có cổ huyết gia hộ, nhất định có thể tiến vào máu thần khu. Kết quả, nửa đường giết ra cái Diệp Thần, bây giờ, nhưng chỉ có thể tiến vào đỏ nhạt khu, so mình còn muốn không bằng, không biết hắn trong lòng sẽ có bao nhiêu không cam lòng. Đại trưởng lão nhìn Tôn Dương, âm thầm thở dài nói, Tôn Dương, có lẽ, đây đối với ngươi mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt, thiên trì bên trong, mỗi đi sâu vào một tầng, liền nguy hiểm một phần, liền liền máu thần khu, cũng thường xuyên có bữa mới sau khi tiến vào không cách nào đi ra, cái này đỏ nhạt khu, ngược lại thì an ổn nhất. Tiếp theo, đại trưởng lão lại đem Trung U đưa vào đỏ thẩm khu, cuối cùng, hắn mang Diệp Thần, đi tới một nơi cấm chế nhất là dày đặc khu vực trung tâm. Đại trưởng lão mở ra cổng vào, hướng về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, ta cũng nhắc nhở ngươi, cái này máu thần khu,
không phải có thể lâu ngây ngô, đừng quá tham lam, không chịu nổi liền đi ra, miễn được chết ở bên trong. Hắn ngược lại không phải thật để ý Diệp Thần sống chết, bất quá, những lời này vẫn phải nói, miễn được Diệp Thần chết thật, Huyền Nguyệt Tông đến lúc đó tới tìm phiền toái. Diệp Thần gật đầu một cái, thân hình động một cái, liền tiến vào huyết sắc kia vòng xoáy bên trong. Một khắc sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, mình tựa như không phải rơi vào dưới chân hồ, mà là vượt qua đến một cái không gian khác vậy. Vốn có chút hôn mê đầu lâu, đột nhiên bị một hồi mãnh liệt kích thích, từng cơn đau nhức từ trong thân thể xông ra. Diệp Thần không nhịn được gào thét một tiếng, hắn nhìn chăm chăm vừa thấy, lúc này, mình đã rơi vào một nơi tràn đầy vô giới hạn màu đỏ như máu chất lỏng bên trong, mình thân thể ngâm trong đó, lại sinh ra không có gì sánh kịp thống khổ. Lúc này, ngự thú linh thần thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên, ta vốn là lấy là những tên kia cái gọi là máu thần khu chỉ là phóng đại, không nghĩ tới, lại thật hàm chứa một tia máu thần tinh hoa. Đây có thể là đồ tốt à? Tiểu tử, đây là máu thần đang vì ngươi tẩy tủy. Mặc dù đối với ngươi khỏe chỗ cực lớn, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Toàn lực vận chuyển thần ma luân hồi quyết, đừng để cho ngươi thân thể không chịu nổi máu thần lực mà hỏng mất. Diệp Thần cắn chặt răng, định tâm ngưng thần, toàn lực vận chuyển thần ma luân hồi quyết. Vậy vô biên biển máu, vốn là đang không ngừng ăn mòn Diệp Thần thân thể, khiến cho hắn thân thể, một bên phá hoại, một bên gây dựng lại trước, có thể làm Diệp Thần bắt đầu vận chuyển thần ma luân hồi quyết sau đó, biển máu bắt đầu vây quanh Diệp Thần xoay tròn, mà Diệp Thần, ở nơi này biển máu chui luyện bên trong, hơi thở một chút xíu tăng cường. Có thể gặp thần ma luân hồi quyết khủng bố. Không biết qua bao lâu, huyết sắc kia vòng xoáy bên trong, dần dần ngưng luyện ra một chút xíu tím ánh sáng màu đỏ, chậm rãi hướng Diệp Thần di động đi. Diệp Thần khẽ cau mày, trên người cảm giác tê liệt cực kỳ mãnh liệt. Liền hắn bất hủ thần thể đều là như vậy, sợ rằng người bình thường đã sớm bị vô tình xé bỏ. Nên làm cái gì? Ngay tại lúc này, Diệp Thần nghe được một đạo tiếng rồng ngâm. Huyết long hư ảnh. Huyết long là thượng cổ huyết ma long thần. Những thứ này máu thần sợ rằng đối với huyết long có hiệu quả. Diệp Thần không do dự nữa, trực tiếp để cho huyết long lao ra thân thể. Long ngâm vang khắp tại thiên trì trên, máu phun trào, tựa như ở sợ hãi cái gì. Một giây kế tiếp, huyết long trực tiếp chui vào thần trong ao máu. Một cái vòng xoáy to lớn lại đang tạo thành. Huyết long đang điên cuồng hấp thu. Diệp Thần con người vui mừng, lại nghĩ tới Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thân phận thật sự là thượng cổ sư ma chiến thần. Mặc dù không có trung cực tiến hóa, nhưng là cái này máu thần khu tất nhiên đối với Tiểu Hoàng tiến hóa có hiệu quả. Hơn nữa Tiểu Hoàng và huyết long như nhau, nhất định có thể chịu đựng ở đây máu thần khu lực lượng. Tiểu Hoàng, đi ra, có thứ tốt. Một tiếng thú gào rung động, Tiểu Hoàng cũng là hóa là thật thân xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Máu thần ngâm không Tiểu Hoàng thân thể. Qua hồi lâu, Tiểu Hoàng mới thò đầu ra, khá là hưởng thụ nhìn một cái Diệp Thần, chủ nhân, cái này máu thần ngược lại là đối với ta huyết mạch có kỳ hiệu. Nếu như ta hoàn toàn hấp thu trong này năng lượng, nói không chừng có thể kích thích ta lần kế tiến hóa. Diệp Thần con người vui mừng, gật đầu một cái, nhắm mắt lại, giống vậy bắt đầu hấp thu bên trong lực lượng. Bọn họ ba cái đều là yêu nghiệt. Một cái yêu nghiệt có lẽ không chịu nổi máu thần khu cắn trả lực. Nhưng là ba cái yêu nghiệt, cái này máu thần khu vừa có thể dung chuyển bọn họ cái gì. Lúc này, tại thiên trì ra, phần thiên cương và ông cụ to lớn đứng sóng vai, phần thiên cương khẽ nhíu mày, nhìn cách đó không xa cấm chế, ánh mắt ngưng trọng, đối với đại trưởng lão nói, làm thế nào liền lâu như vậy, Diệp Thần còn chưa ra. Còn nữa, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được hai đạo yêu thú thanh âm. Đại trưởng lão lúc này sắc mặt, nhưng nhìn như buông lỏng rất nhiều, hướng về phía phần thiên cương lắc đầu một cái, mỉm cười nói, không có ai, có thể ở máu thần khu bên trong kiên trì lâu như vậy, vậy Huyền Nguyệt Tông tiểu tử, sợ là, đã bỏ mạng ở ngày này ao bên trong. Còn như ngươi nghe được yêu thú tiếng, đoán chừng là máu thần khu ảo cảnh. Ta đã sớm theo hắn nói qua, tiến vào máu thần khu có bao nhiêu nguy hiểm, hơn nữa nhắc nhở hắn muốn lượng sức mà đi, nhưng mà hắn đâu. Cuồng ngông rốt nát, bất quá là có chút thiên phú, liền thật đem mình làm thần.
Ban đầu nếu là tiếp nhận ta đề nghị, cũng sẽ không rơi được cái kết quả này, đáng tiếc à, bây giờ hối hận vậy không còn kịp rồi. Thời gian đang điên cuồng trôi qua. Diệp Thần, đã ở nơi này máu thần khu bên trong, nán lại dòng dã 7 ngày. Cái này đã, ép tới gần trong lịch sử kỷ lục cao nhất. Nếu như Diệp Thần còn sống, không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích, nhưng là, kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, chính là bởi vì kỳ tích không như vậy dễ dàng phát sinh. Cái này Huyền Nguyệt Tông đệ tử, khẳng định đã chết ở máu thần khu chúng, tuy nói hắn chết ở máu thần khu, cũng là nhìn trời ao máu thần ô nhục. Nhưng là, tổng so để cho thằng nhóc này còn sống đi ra ngoài tốt hơn, hắn đã đem nên giao phó, cũng nói rõ ràng, Diệp Thần nếu như chết, hoàn toàn, là bởi vì là hắn không tự lượng sức. Mà lúc này Diệp Thần, nhưng hoàn toàn đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, vậy vô số màu đỏ tím điểm sáng, một chút xíu dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể, mỗi một cái điểm sáng dung nhập vào Diệp Thần thân thể bên trong, Diệp Thần hơi thở, liền sẽ cao tăng một đoạn, đồng thời, chán hắn lên, liền sẽ thoáng qua một quả kỳ dị phù văn. Phù văn bao trùm ở ác ma mắt chung quanh, căn bản không dám đến gần. Huyết Long và Tiểu Hoàng luôn luôn mở mắt ra liếc mắt nhìn Diệp Thần. Dẫu sao Diệp Thần là chủ nhân của bọn họ cũng không thể đem hết thảy tài nguyên hấp thu, ngược lại để cho chủ nhân không có tài nguyên. Cũng may Diệp Thần trạng thái càng ngày càng thịnh, Tiểu Hoàng và Huyết Long vậy không do dự, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Không có ai biết Tiểu Hoàng và Huyết Long rốt cuộc hấp thu nhiều ít. Mà Diệp Thần, vậy vô số màu đỏ tím điểm sáng, lại dần dần hợp thành một bài kỳ diệu công pháp. Biển máu bên trong, Diệp Thần thân thể, lúc này đã lưu chuyển một tầng ánh sáng màu tử kim, mà vây quanh Diệp Thần màu đỏ tím điểm sáng, đã sắp bị Diệp Thần hấp thu được sạch sẽ. Hai ngày sau đó, thiên chỉ bên ngoài, phần thiên cương nhìn về phía thiên chỉ ánh mắt, dần dần không ôm có hy vọng, hắn đối với Diệp Thần, là hết sức có hảo cảm. Hơn nữa, vậy cho rằng Diệp Thần là một thiên phú cực mạnh yêu nghiệt, nhưng là bây giờ, liền liền hắn không thừa nhận cũng không được, Diệp Thần, cơ hồ có thể khẳng định, là bỏ mạng ở ngày này ao bên trong. Hắn lần này tới, nhưng là muốn cùng Diệp Thần từ thiên trì sau khi ra, cầm con gái mình giới thiệu cho Diệp Thần. Thằng nhóc này có thể không thể chết như vậy à? Phần thiên cương năm đó, vậy từng tiến vào qua thiên trì, bất quá, ngây ngô chỉ là đỏ nhạt khu mà thôi, nhưng là, dù vậy, hắn cũng biết ngày này ao máu loãng, có kinh khủng dường nào. Mặc dù hiệu quả cực mạnh, có thể cường hóa căn cơ, nâng cao thể chất, nhưng là, cũng là vô cùng là nguy hiểm, một cái không tốt, cũng sẽ bị trong vũng máu thần lực đem người biến dạng. Diệp Thần bây giờ, tại thiên trì máu thần khu bên trong nán lại 9 tầng trời, đã phá nơi lánh đời ghi chép, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Mà ở phần thiên cương bên người, còn đứng Tôn Dương, lúc này Tôn Dương, trên mình nào còn có phân nửa thương thế, không chỉ có thương thế phục hồi, hơn nữa, hắn hơi thở, hùng hậu liền không chỉ gấp mấy lần. Cả người mơ hồ tản mát ra giống như trên bầu trời mặt trời nóng rực vậy cường đại khí phách, để cho người không dám bức thị. Tôn Dương lúc này, tu vi lại tiến thêm một bước, đã vô cùng là đến gần tạo hóa cảnh giới, chắc hẳn không lâu sau, liền có thể đột phá. Hơn nữa, hắn linh thể, hiển nhiên mạnh vô số lần. Hắn bây giờ, khống chế vậy dương chi đạo phá hư, đã không có áp lực chút nào, dương chi đạo phá hư lực lượng, mạnh hơn lên gấp mấy lần, có thể nói, hắn bây giờ, hoàn toàn có tự tin trong nháy mắt giết trên lôi đài Diệp Thần. Tôn Dương nhìn trời ao máu thần khu, trên mặt, lại khôi phục vậy nụ cười tự tin. Hắn mặc dù chỉ là tiến vào đỏ nhạt khu, bất quá, hắn ở nơi này đỏ nhạt khu bên trong, ước chừng nán lại 9 tầng trời. Đây cũng là một người vô cùng là kinh người ghi chép, bàn về chỗ tốt nói, tuyệt đối không thể so với chỉ ở đỏ thẩm khu bên trong nán lại 3 ngày liền miễn cưỡng đi ra, bây giờ còn đang hôn mê bên trong trung u phải kém, thậm chí, mạnh hơn lên rất nhiều. Tôn Dương mặt lộ vẻ cười nhạt, nói thầm, Diệp Thần, người quả thật thiên phú kinh người, liền ta, cũng tự thẹn không bằng, nhưng là, người này, chân thực quá tự đại, quá ngạo mạn. Thiên phú mạnh hơn nữa, có gì dùng? Xem ngươi loại người này, định trước sẽ bị mình ngạo mạn cắn nuốt. Liền giống bây giờ như nhau, an nghỉ ở biển máu này bên trong. Ông cụ to lớn nhìn Tôn Dương,
cũng là hài lòng hơi gật đầu một cái, Tôn Dương, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Có thể ở đỏ nhạt khu bên trong ngây ngô trên 9 tầng trời, lấy được chỗ tốt, đã cơ hồ tương đương với ở máu thần khu bên trong nán lại một ngày, đừng xem nhẹ ngày này, có thể ở máu thần khu bên trong nán lại một ngày, còn có thể sống được rời đi, như vậy, lấy được chỗ tốt đã là khó có thể tưởng tượng to lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.